chương 346, người không phải là đối thủ, lui ra. Tại sao còn chưa phản kích? Mắt thấy Mã Văn Quảng chỉ một chiêu đã hóa giải thế công kích của Sơn Hạ Chính Anh, Trần Dương có chút không chịu nổi. Dựa theo tính tình của cảnh sát Trần, cho tới bây giờ cô đều là chủ động tiến công, hiện giờ Mã Văn Quảng bị tên quỷ này chặn đánh, cảnh sát Trần đương nhiên càng xem càng cảm thấy buồn bực. Thua cũng không sợ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa ra được chiêu nào, nên cảm thấy rất uất ức. Đừng lo, gió không thể thổi mãi, mưa không thể không ngừng, chỉ cần có thể bảo vệ được vòng một, phần thắng về sau sẽ rất lớn." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trần Dương nhíu mày nói, nhưng cha quyền cũng không phải nổi tiếng lấy đánh để phòng thủ phản kích đấy. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm cũng không khỏi hơi hơi nhăn lại, quay đầu nhìn Trần Dương, hỏi: "Cô nghĩ như vậy hay sao?" "Đúng vậy, chẳng lẽ nghĩ như vậy là sai sao?" "Đương nhiên là không đúng." trong võ thuật chi đạo cho tới bây giờ không có gì là không thay đổi. Người sáng tạo võ thuật trước hay sau đều không có quy tắc nhất định. Chưa từng có người nào quy định, ngoại gia quyền nhất định phải chủ động tiến công, nội gia quyền chỉ có thể hậu phát chế nhân. Đều phải căn cứ vào tình huống thực tế để phán đoán. Cũng giống như các cô phá án, có đôi khi phải chủ động xuất kích, có đôi khi nhất định phải ôm cây đợi thỏ, tất cả đều dựa theo vụ án mà làm. Chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa giáo điều đều không được. Trần Dương thì vỉnh miệng lên. Ra vẻ sau khi cùng chỗ với tiêu phàm, tính cách còn cay hơn ớt, cảnh sát Trần càng ngày càng thích làm điệu vỉnh môi, giống như động tác nhỏ cực kỳ nữ tính của nữ giới. Audio điện tử võ tấn bền Tiêu phàm không để ý tới việc cô có nghe hay không, tiếp tục nói, sức công phá của Sơn Hạ Chính Anh rất mạnh, để Mã Văn Quảng tiến công vào, rồi tiến hành phản kích, đây là phương pháp rất chính xác. Trong nháy mắt có thể gờ yêu ta ít chết, Chuyện này không phải lúc nào cũng xảy ra Ai ngờ Trần Dương lập tức nói Còn phải xem là người nào Nếu như là anh mà nói Vậy khẳng định sẽ gợi yêu ta trong nháy mắt Tiêu phàm lập tức nghẹn lời Khổng tử từ từng nói Người khi gặp hoạn nạn lại thích lên mặt dạy đời Tiêu phàm cảm thấy Khổng tử đã nói sai rồi Ít nhất họ tiêu hắn một chút Cũng không thích làm thầy người khác Nhất là làm thầy của một mỹ nhân Bất kể là mỹ nữ nào cũng sẽ không chăm chỉ tiếp nhận sự dạy bảo càng không giảng đạo lý. Trần Dương loại, nắm là g i ta s này, đã rất nể tình rồi, nếu đổi là Uyển Thiên Thiên, chỉ sợ sẽ cãi lý đến cùng với hắn. Không đem họ tiêu hắn cãi cho miệng sùi bọt mép, quyết không bỏ qua. Nhưng mặc kệ Trần Dương trong lòng có tức giận hay không, tình hình trên lôi đài đang diễn biến theo hướng dự đoán của họ tiêu hắn. Một trận công kích giống như gió táp mưa rào, động tác của Sơn Hạ Chính Anh đã bắt đầu chậm lại, có vài phần mệt mỏi, thở hổn hển nhưng mã văn quảng vẫn thần sắc như thường thể hiện một bộ dạng có dư thừa sức lực liễu sinh hùng ngồi dưới đài xem cuộc đấu mà vẻ mặt trầm xuống ngồi bên cạnh y một gã đông đảo khác hạ giọng nói có nên nhắc nhở sơn hạ chính anh một câu đề phòng đối thủ phản kích liễu sinh hùng lắc đầu thản nhiên nói không cần đã không còn kịp nữa rồi tấn công lâu như vậy anh cũng mệt rồi phải không bây giờ đến lượt tôi mã văn quảng hét lớn một tiếng đường quyền chợt biến đổi, vững vàng chính xác, vừa thu lại, đã tiến lên, hú, một quyền phóng ra, âm thanh gào thét, khí thế kinh người. Các học viên vây quanh xem lập tức liền đứng lên, mặt mày hớn hở theo dõi. Bọn họ cũng không có ánh mắt phi thường như họ Tiêu kia, nên cũng chỉ là người thường xem kịch, trước đó khi nhìn thấy quyền phong uy vũ của tên quỷ tử, một đường đè đánh Mã Văn Quảng, tất cả mọi người cảm thấy nín thở. Hiện giờ Mã Văn Quảng đã bắt đầu phản kích, hơn nữa khi thế giống như cầu vồng bật người hãnh diện đứng lên. Đám người kia không cần biết tiền căn hậu quả của trận đấu đêm nay, chuyện đó cũng chẳng có gì ghê gớm, mọi người chỉ cần biết rằng, cuộc so tài này một phe là người hoa, phe bên kia là quỷ nhỏ, như vậy là đủ rồi. Cú phản kích này của Mã Văn Quảng bật người đã đem Sơn Hạ Chính Anh ép vào thế hạ phong, chỉ biết chống đỡ mà thôi, không còn sức đánh trả. Sơn Hạ Chính Anh quân, phải chú ý thủ pháp chân của anh ta một gã đông đảo khác đang ở dưới khán đài xem cuộc chiến, bỗng nhiên lo lắng kêu lên. Ngài phủ hữu cảm ơn. Câu nói của Sơn Hạ Chính Anh còn chưa dứt lời, một tiếng thét kinh hãi vang lên, một bàn chân to bỗng nhiên đạp đến trước mặt gã. Một cước này cực nhanh, trước đó còn chưa có nửa phần dấu hiệu, Sơn Hạ Chính Anh không thể tránh né nổi. Một tiếng buồn, hừ, Sơn Hạ Chính Anh đã trúng cước bên hông, lập tức đứng không vững, bụp bụp bụp, liền lùi ra sau 4 năm bước, lương tựa vào rào chắn của đấu trường mới miễn cưỡng đứng vững mã văn quảng đứng vững chân cũng không nhân lúc thừa thắng truy kích ba k sơn hạ chính anh lại đứng thẳng người sắc mặt xanh mét miệng mắng một tiếng lại muốn nhào tới sơn hạ chính anh quân vào lúc này liễu sinh hùng quát một tiếng sơn hạ chính anh không khỏi sửng sốt vội vàng ngừng lại quay đầu nhìn về phía liễu sinh hùng anh không phải đối thủ của mã tang đâu lui ra đi liễu sinh hùng chậm rãi nói liễu sinh quân sơn hạ chính anh giật mình kinh hãi không cam lòng kêu lên vẻ mặt không khuất phục tôi vừa rồi chỉ là nhất thời sơ sẩy mà thôi liễu sinh hùng lông mày hơi hơi nhăn lại có chút không hài lòng nói lui ra giọng điệu so với vừa rồi nghiêm khắc hơn sơn hạ chính anh không dám không tuân theo cắn răng hướng mã văn quảng cúi vái một cái hừ rồi xoay người đi nhanh xuống lôi đài ai nấy đều thấy được Tiểu quỷ này trong lòng thật sự không phục, chỉ có điều không dám cãi mệnh lệnh của Liễu Sinh Hùng. Nhìn qua, y còn lớn hơn Liễu Sinh Hùng mấy tuổi, nhưng đối với Liễu Sinh Hùng lại vừa kính nể vừa sợ hãi. E rằng Liễu Sinh Hùng không đơn giản chỉ có chức vị cao hơn y đâu. Tên Đông Đảo ngồi bên cạnh Liễu Sinh Hùng định đứng dậy, Liễu Sinh Hùng giơ tay ngăn gã lại, hạ giọng nói: Phủ Hiếu, kỹ xảo vật lộn của ngươi cũng không hơn gì Sơn Hạ Chính Anh, không cần phải lên võ đấu tiếp đâu. Hả? tên quỷ họ phủ hữu này tựa hồ đối với liễu sinh hùng càng thêm kính sợ lập tức khẽ cúi người cung kính đồng ý liễu sinh hùng lúc này mới chậm rãi đứng dậy hướng về mã văn quảng trên đài vái một cái rất dịu dàng nói mã tang sơn hạ chính anh không phải là đối thủ của anh không biết mã tang anh bằng lòng tiếp tục nhận chỉ giáo hay không mã văn quảng cười ha hả nói liễu sinh tiên sinh xin mời tôi rất bằng lòng cùng liễu sinh tiên sinh luận bàn mã văn quảng lập tức nói thêm một câu như vậy đối với liễu sinh hùng một con người có tính cách ôn hòa nho nhã lễ độ trước sau vẫn duy trì một phong độ quý tộc này mã văn quảng còn có mấy phần hào cảm đương nhiên nói chờ mong cùng liễu sinh hùng thi đấu chủ yếu cũng bởi vì liễu sinh hùng là thủ lĩnh của đám quỷ này thấy thái độ mấy tên quỷ đối với y rất kính sợ người này thân thủ hẳn không giống người bình thường mã văn quảng tự mình nghiên cứu học hỏi quyền cước sau khi thành tài thì vào cơ quan công an công tác cho tới nay chưa gặp được đối thủ xứng tầm. Vừa rồi là trận chiến với Sơn Hạ Chính Anh, thật sự đánh đã tương đối, cơ bản xem như kỳ phùng địch thủ. Cuối cùng còn thắng được một chiêu, thế nên càng thêm sướng người. Người thích đánh cờ đều hiểu rõ, cùng đối thủ có tầm cỡ đánh cờ, vừa lo được lo mất, nếu thắng thì sẽ rất vui. Nếu cùng đối thủ thực lực kém quá xa đánh cờ, đối phương đần độn vô vị, nếu thắng cũng không hề cảm thấy thú vị. Hiện giờ Liễu Sinh Hùng là thủ lĩnh của đội tiểu quỷ lại muốn đích thân lên đài đọ sức, Mã Văn Quảng đương nhiên vô cùng chờ mong, trong lòng cũng có một tia lo lắng khó có thể ức chế. Người này mới nhìn qua có vẻ rất ôn hòa, nhưng khả năng không dễ đối phó như vậy đâu. Liễu Sinh Hùng mỉm cười, không vội vàng không hấp tấp đi lên lôi đài, hướng về Mã Văn Quảng cúi người vái. Mã Tăng, xin anh chỉ giáo. Đừng khách khí. Mã Văn Quảng chân phải lui về sau nửa bước, Hai tay ôm quyền, nói. Liễu sinh hùng cười cười, cũng hơi khẽ cong người, chân trái bước lên trước thăm dò nửa bước, một trường ở phía trước một trường ở phía sau, bày ra một chiêu mở đầu. Vào lúc này, bên tai Mã Văn Quảng vang lên một thanh âm ôn hòa, cảng sát Mã, phòng thủ toàn lực, cố gắng kéo dài thời gian một chút, khiến đám người đông đảo này để lộ một ít thực lực. Cũng giống như Lý Thành Giang, Mã Văn Quảng nghe xong cũng cảm thấy chấn động, lập tức quay đầu nhìn sang hướng tiêu phàm nghe xong cảm thấy đây là giọng nói của tiêu phàm, tuy rằng hoàn toàn không giống lắm, có đến 6-7 phần giống. Nhưng, chẳng lẽ ở thời đại công nghệ cao phát triển cực độ này lại vẫn có người hiểu được kinh thế tuyệt học, thiên lý truyền âm, hay sao? Cũng khó trách mã văn quảng này sinh nghi ngờ. Thật sự rất điên đảo. Tiêu phàm dường như hướng về phía mã văn quảng vuốt cầm một chút. Tuy hai bên vẫn chưa giao đấu, nhưng tiêu phàm cũng không thể khẳng định trăm phần trăm mã văn quảng không phải là đối thủ của Liễu Sinh Hùng nhưng theo tình lý mà phân tích, võ công của Liễu Sinh Hùng tất nhiên phải hơn hẳn Sơn Hạ Chính Anh, thực lực của Mã Văn Quảng và Sơn Hạ Chính Anh cũng là tương đối, khả năng thắng Liễu Sinh Hùng là không lớn. Hơn nữa Liễu Sinh Hùng nếu không phải rất tự tin vào bản thân cũng sẽ không ngăn cản phủ hữu tự mình trực tiếp lên võ đài. Mã tang có thể bắt đầu rồi chứ? Thấy Mã Văn Quảng bỗng nhiên thất thần, Liễu Sinh Hùng liền mỉm cười nhẹ giọng hỏi. a à, có thể bắt đầu rồi. Mã Văn Quảng ý thức được chính mình còn đang đứng ở trên đài thi đấu thể thao, lập tức đem sự kinh hãi kia thu vào, quay đầu nhìn phía Liễu Sinh Hùng, gật gật đầu. Tốt, mời Mã Tam chuẩn bị sẵn sàng, tôi có thể sẽ tấn công trước. Liễu Sinh Hùng vẫn nho nhã lễ độ như trước, nói. Dưới võ đài lập tức vang lên một trận cười, không ít học viên đều lộ ra vẻ mặt tò mò. Tên quỷ này cũng rất có hứng thú, muốn động thủ còn khách khí như vậy. Tốt, cứ việc tiến lên, Mã Văn Quảng lập tức cúi xuống, ngồi xuống kiểu tứ bình đại mã, bày ra tư thế phòng thủ. Mã Tang, cha quyền chú ý kỹ thuật mềm mại, nhanh chóng cứng rắn, cho nên tôi cho rằng cùng cha quyền đánh lâu dài là không sáng suốt. Sơn Hạ chính anh quân phạm vào sai lầm như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liễu Sinh hùng một mực nói muốn tấn công trước, nhưng trên tay lại không vội ra chiêu, không vội vàng không hấp tấp. Mã Văn Quảng hơi dở khóc dở cười, nói: "Liễu Sinh tiên sinh, luận bàn võ thuật là phải thấy bằng hành động, đơn thuần dựa vào mồm mép, không thể phân biệt được thắng bại. Văn Quảng, cẩn thận y đánh bất ngờ. Trương Hoài Viễn đã nhận ra một tia nguy hiểm, không kìm nổi ra tiếng nhắc nhở. Yên tâm, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. A, à, Mã Văn Quảng còn chưa dứt lời, bóng người trước mắt bỗng nhiên chợt lóe, căn bản nhìn không rõ đường đi của Liễu Sinh Hùng, Mã Văn Quảng không khỏi hoảng hốt, lập tức không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai tay toàn lực oanh ra, đồng thời thu chân lại, thân mình nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà tất cả đều vô nghĩa. Mã Văn Quảng chỉ cảm thấy bên hông đau nhói, lập tức cả người bay lên trời, trong tiếng kinh hô của vô số người, anh ta bị đá bay ra hẳn ngoài võ đài. chương 347, bát quái du long trường. Vào lúc này, một bóng người chợt lóe dưới lôi đài, trước đây khi nhàn nhã bước lên lôi đài thì nay thân hình Mã Văn Quảng e là sẽ rơi xuống sàn nhà, nhưng bàn tay duỗi ra đỡ lấy bên hông Mã Văn Quảng một chút. Mã Văn Quảng cũng rất lợi hại, chỉ một chút mượn lực như vậy, cong eo một cái, liền đứng được trên mặt đất, chỉ có điều lảo đảo hai bước, đờ si một học viên duỗi tay ra đỡ. Rất xa, trong mắt đàm hiên lóe lên một chút kinh ngạc, hạ giọng nói, bạch hạc lưỡng xí thật đẹp mắt, trình độ bát quái trưởng rất cao nha. Một cô gái có thể luyện được bát quái trưởng đến trình độ này, quả thật rất đáng khâm phục. Hạ Khải Nhân cười nói, có thể nhận được lời khen như vậy của chị Đàm, cô gái kia cũng thật vinh hạnh. Phía dưới khán đài, nổi lên một khoảng yên lặng, đoàn người mới vừa rồi còn cổ vũ nhiệt tình cũng không một tiếng hò hét, nhưng lại có người không kìm lòng nổi mà bắt đầu vỗ tay. Liễu Sinh Hùng chỉ cần một chiêu đã đánh bật mã văn quảng văng ra khỏi lôi đài, điều này vốn được cho là thần công kinh người rồi, lại được một nữ nhân ra tay giúp đỡ. Ở thời điểm như vậy, nữ nhân quả thật lại càng dễ bị nam nhân ra vẻ yếu kém. Nghiêm chỉnh mà nói, không thể xem Hứa Duyệt là con gái nữa rồi, cô ta tuổi đã ngoài 30, thân sắc điềm đạm, trên mặt đã có dấu vết của những năm tháng tang thương. Hứa Duyệt chính là nữ cảnh sát hình sự quốc tế ngồi bên cạnh Trương Hoài Viễn, vóc dáng nhỏ xinh, cô ta giống như Lý Thành Giang, không thích nói nhiều, không hấp dẫn ánh mắt đàn ông như Trần Dương đang đứng ở phía xa kia. Không cần nghĩ cũng biết đó là một cao thủ luôn giấu tài không để lộ. Thấy Hứa Duyệt bỗng nhiên ra tay, thời khắc mấu chốt này muốn tránh cho Mã Văn Quảng gặp nạn, Trần Dương giật mình kinh hãi, thấp giọng nói với Tiêu Phàm, chiêu tứ lạng bà thiên cân này của cô ta rất lợi hại nha. Vừa rồi hứa duyệt một chiêu đẩy bên hông Mã Văn Quảng nhìn như đã vô cùng cố sức, nhưng ở trong mắt người trong nghề, đương nhiên biết đây là mượn lực đẩy lực, đem lực đạo ngã xuống của Mã Văn Quảng chuyển thành phương ngang, tự nhiên lực sẽ tự tiêu tan, không đến mức bị thương. Đương nhiên, nói thì rất dễ nhưng để làm được điều này cũng không phải đơn giản. Không có một hai chục năm khổ công rèn luyện thì thân pháp không thể nhanh nhẹn như thế được, lực đạo xuất ra cũng không thể vừa vặn như thế, nếu xảy ra sơ suất, chẳng những không giúp được Mã Văn Quảng mà chính mình còn bị hại. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói: "Bát Quái Du Long trưởng vốn là công phu tuyệt đỉnh của nội gia, lấy tính chế động, mượn lực đẩy lực, là kiến thức cơ bản bắt buộc phải học của các đệ tử trong môn phái." Hứa Duyệt vừa ra tay, chẳng những đàm hiên, Tiêu Phàm trầm trồ khen ngợi: mà ngay cả người đang đứng trên lôi đài là Liễu Sinh Hùng cũng hai mắt nhíu lại, hướng về phía hứa duyệt không người, nói, hứa tiểu thư, một chiêu bạch hạc lưỡng xí này là của bát quái du long trưởng sao. Lời vừa nói ra, sắc mặt của tiêu phàm và đàm hiên đều biến đổi. Làm sao vậy? Đừng thấy Trần Dương chỉ giống như vẫn đang ngắm xem lôi đài, kỳ thực hai mắt cô liếc qua, gần như không có một khắc rời khỏi tiêu phàm. Một biến hóa rất nhỏ trên khuôn mặt tiêu phàm cũng không lọt khỏi ánh mắt của cô kiến thức võ thuật của liễu sinh hùng thật uyên bác bạch hạc lưỡng xí là một chiêu rất đối bình thường chẳng những trong bát quái trưởng có chiêu này ngay cả rất nhiều trường phái đều có chiêu võ như vậy liễu sinh hùng nhận ra một chiêu này cũng chẳng có gì lạ bát quái trưởng là một trong tam đại quyền pháp của nội gia lưu truyền rất rộng tại nước nhật bản của bọn họ cũng có không ít võ thuật gia nghiên cứu qua bát quái trưởng nhưng có thể nhìn ra được đây là bát quái du long trưởng thì quả thật không đơn giản Du Long trưởng kế thừa bát quái trưởng cũng không phải là một trường phái phân nhánh rộng. Không ngờ Liễu Sinh Hùng cũng khá am hiểu về một đôi Du Long trưởng này. Tiêu Phàm thấp giọng giải thích vài câu. Trần Dương liếc qua Liễu Sinh Hùng trên lôi đài, hừ, một tiếng, nói tên quỷ này rất là thông thạo về hoa hạ chúng ta, anh không có nghe thấy khẩu khí của gã hay sao, so với người thủ đô còn hơn mấy phần. Gã ta trăm phương ngàn kế nghiên cứu văn minh Trung Quốc chúng ta như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? hai hàng lông mày của tiêu phàm nhíu lại, không lên tiếng. Hứa duyệt không trả lời vấn đề của Liễu Sinh Hùng, mà chậm rãi đi lên đài thi đấu thể thao. Cô hôm nay không mặc trang phục cảnh sát, diện mạo cũng rất bình thường, dáng người nhỏ xinh, ngày thường đi trong đám người trên phố sẽ không dễ nhận ra, cơ bản không để cho bất cứ kẻ nào chú ý đến. Vừa rồi khi đoàn người bọn họ tiến vào, không ít ánh mắt các học viên đều dừng lại trên người Trần Dương, ngắm nhìn không ngớt, nhưng lại có rất ít người chú ý đến hứa duyệt. Tuy nhiên giờ phút này cô lại chậm rãi bước lên võ đài, dưới võ đài một mảnh lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều rơi trên người cô, không ít ánh mắt học viên nhìn hứa duyệt vừa ngưỡng ngộ vừa sợ hãi, nhưng vẫn xen lẫn vài phần khẩn trương và lo lắng. Dù sao màn biểu hiện sức chiến đấu vừa rồi của Liễu Sinh Hùng cũng quá mức kinh người. Chuyên của tôi đót nét trong mắt đám người kia, Mã Văn Quảng và Sơn Hạ Chính Anh cũng đã là những cao thủ khó lường rồi, nếu là mấy tên học viên bọn họ, dù một lần đi lên bốn năm người, e rằng đều không phải đối thủ của người ta. Ai ngờ Liễu Sinh Hùng vừa lên võ đài, ngay cả Mã Văn Quảng cũng không tiếp được một chiêu của y, mọi người còn không nhìn thấy rõ là chuyện gì đang xảy ra thì Mã Văn Quảng đã bị đánh bật ra khỏi lôi đài. "Này, anh vừa rồi có nhìn rõ không? Liễu Sinh Hùng ra chiêu gì vậy?" Trần Dương cũng âm thầm lo lắng cho Hứa Duyệt, hướng Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, Nói tôi đâu phải là người thông thạo Nhật Bản. Trước khi giao đấu, hắn hướng Mã Văn Quảng truyền âm, chính là hy vọng Mã Văn Quảng có thể kiên trì lâu một chút, để cho hắn thăm dò được quân bài chưa lật của tên quỷ này. Ai ngờ Liễu Sinh Hùng lại không để xảy ra việc này, vừa ra tay đã đem Mã Văn Quảng trực tiếp đánh bay khỏi lôi đài. Chiêu thức đánh bay Mã Văn Quảng, Tiêu Phàm đương nhiên nhìn thấy rõ, nhưng chỉ dựa vào một chiêu thức này mà muốn đoán ra được năng lực của Liễu Sinh Hùng thì quả thật không có khả năng. Tiêu chân nhân dù sao cũng không phải là thần tiên. Ừ, hy vọng hứa duyệt lần này có thể kiên trì lâu một chút. Dựa vào việc hứa duyệt vừa rồi ra tay lộ liễu, Trần Dương vẫn không cho rằng cô ta có thể thắng được Liễu Sinh Hùng. Thực ra tên quỷ đó biểu hiện quá mức điềm tĩnh, điềm tĩnh đến mức khiến đối thủ của y cũng phải lo lắng. Khi thấy hứa duyệt đi lên võ đài, Liễu Sinh Hùng liền hơi cúi đầu, ôn hòa nói: sớm đã nghe nói, bát quái du long trưởng là võ thuật tuyệt đỉnh của trường phái nội gia. Hôm nay có thể cùng cảnh sát Hứa luận bàn, đây chính là vinh hạnh của Liễu Sinh hùng tôi. Liễu Sinh cảnh thị không cần khiêm tốn. Hứa Duyệt bình thản nói một câu như vậy, liền ôm quyền vái chào, rồi lập tức lui ra phía sau một bước, tay trái che ngực, tay phải đưa về phía trước, hướng Liễu Sinh hùng một chiêu hai cái. Liễu Sinh cảnh thị, mời. Cảnh sát Hứa, mời. Liễu Sinh hùng vừa khom người cúi chào, vừa bày ra thế karate để mở đầu karate ở nhật bản được truyền bá rất rộng cũng giống như judo nó gần như trở thành võ thuật truyền thống của nước nhật bản người tập võ ở nhật bản căn bản không ai không luyện tập karate vấn đề là công lực đến trình độ nào mà thôi lần này vẫn là liễu sinh hùng chủ động tấn công trước võ thuật nội gia quyền của trung quốc bình thường đều chú ý hậu phát chế nhân hừ liễu sinh hùng động thủ rồi cũng giống như cận đằng tam lang đôi chân trần ở trên lôi đài phát ra tiếng cọ sát chói tai, có thể thấy được khí lực dưới chân vô cùng mạnh. Mượn lực để phát lực, liễu sinh hùng cả người đều giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, nhằm hướng hứa duyệt vào tới. Xem ra còn hùng mạnh hơn so với chiêu vừa rồi khi đánh bay mã văn quảng. Giờ khắc này đã không thấy vẻ mặt ôn hòa kia của liễu sinh hùng nữa, thay vào đó là một vẻ tàn nhẫn đến lạnh lẽo. Nếu đây không phải luận bàn thi đấu thể thao, mà là đánh đấm sinh tử thì loại thần sắc này của Liễu Sinh Hùng sẽ khiến người khác hiểu được y sẽ không chút khách khí mà gợi yêu ta chết hứa duyệt. Hứa duyệt vẻ mặt ngưng trọng, hữu trưởng đưa về phía trước thăm dò, đáp lại chiêu thức của Liễu Sinh Hùng, thân mình run lên mạnh mẽ, không eo nhéo một cái, chân trái ở phía sau vừa biến mất lập tức đã đem khí thế hung hãn của Liễu Sinh Hùng ép tới một bên. Dù là như thế, nhưng thân mình của Liễu Sinh Hùng vẫn đứng vững vàng, tức khắc xoay người lại, hứa duyệt lay động một hồi, chân phải di động nửa bước. Xem ra thắng bại chưa phân. Tiêu phàm mày lại nhíu lên. Bên trong, phía sau cánh cửa sổ thủy tinh hình quạt kia, hai hàng lông mày của đàm hiên cũng nhẹ nhàng dương lên, kinh ngạc nói sức bật của tên Nhật Bản này quả rất tốt. Hạ Khải Nhân cũng gật gật đầu, nói đúng vậy. Công phu bát quái du long trưởng tứ lạng bà thiên cân quả là nổi danh, công lực của cô gái kia cũng rất thâm hậu, không ngờ một chiêu khó như vậy mà cũng ngăn cản được. Nói xong, lại nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng hai hàng lông mày của đàm hiên lập tức giãn ra thản nhiên nói không sao đây đã là người nhật bản cuối cùng lên sân thi đấu còn phía chúng ta bên này còn có mấy cao thủ còn chưa ra tay đấy nhìn thấy phía dưới võ đài có cô gái kia dĩ nhiên sẽ biến thành phía chúng ta rồi hạ khải nhân liền cười gật đầu phụ họa tuy nhiên trong đầu chưa hẳn đã hiểu ra ngụ ý của đàm hiên chúng ta bên này còn có mấy người cao thủ quả không có sai nhưng nếu kém quá xa tiêu chuẩn tuyệt đối mà nói muốn dựa vào xa luân chiến để kéo sụp bọn quỷ nhật bản kia sợ cũng chẳng phải chuyện dễ xa luân chiến nếu muốn có hiệu quả ít nhất mỗi người thi đầu đều có thể giao chiến với liễu sinh hùng nửa giờ đại chiến mấy chục hiệp mới được nếu ai cũng giống như mã văn quảng một chiêu đã bị đá bay ra khỏi lôi đài vậy thì càng không thể chỉ có điều hạ khải nhân đối với đàm hiên dường như kinh sơ hơn nói như vậy y sẽ không dám lắm miệng, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Khi bọn họ nói chuyện, nháy mắt Liễu Sinh Hùng cũng đã ra tay hai lần, lần sau so với lần trước càng mạnh hơn, lực đạo cũng càng thêm mãnh liệt. Đến thời điểm ra chiêu thứ ba, hứa duyệt phải lùi lại ba bước mới có thể đứng vững, trên hai gò má hiện lên hai luồng đỏ ửng khác thường, chán mơ hồ đổ mồ hôi, hô hấp cũng gấp gáp, ngược dồn dập phập phồng. Liễu Sinh Hùng khẽ mỉm cười, lùi về sau hai bước, ôn hòa nói, cảnh sát hứa, cô nên nghỉ ngơi trước một lát. Chúng ta sẽ luận bàn tiếp. Lời của y mặc dù chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Y tứ này nghĩa là, chúng ta đang luận bàn võ thuật, cho nên y không muốn cô phải miễn cưỡng, nếu thật sự đã bị nội thương, vậy càng không tốt. Cho tới lúc này, liễu sinh hùng vẫn có thừa lực như trước, thắng bại kỳ thật đã quá rõ ràng. Hứa duyệt sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, hít sâu một hơi, ngược ướn cao chậm rãi trầm ổn bước chân hữu trưởng vươn về trước trầm giọng nói tiếp tục đi tiếp tục sao lông mày liếu sinh hùng nhíu lại dường như có chút khó có thể ủy quyết đúng tiếp tục hứa duyệt trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết được nếu như vậy tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh mời cảnh sát hứa chuẩn bị sẵn sàng lần này tôi sẽ toàn lực xuất khích việc liếu sinh hùng do dự cũng chỉ là trong nháy mắt y lập tức chấn định lại gật gật đầu, cũng ít một hơi thật dài, võ phục nhu đạo rộng thùng thình bỗng nhiên phồng lên cao, dường như kinh lực trong người đều không thể ẩn giấu nổi. Các học viên xem cuộc chiến dưới đài đều sắc mặt đại biến. Chỉ xem tình hình này cũng có thể biết, chiều kế tiếp của Liễu Sinh Hùng thật sự không phải là bình thường. Tất cả đều không nhịn được mà lo lắng cho Hứa Duyệt. Chương 348, Côn pháp kim cương phục ma Hứa Duyệt, không cần đánh nữa. Đúng lúc Liễu Sinh Hùng giống như lập tức sẽ ra tay. Trương Hoài Viễn ngồi xem trận đấu dưới võ đài bỗng đứng lên, mặt lạnh nói. Những người đứng xem cũng nhìn ra được, hứa duyệt khó có thể ngăn cản một chiêu toàn lực này của Liễu Sinh Hùng, Trương Hoài Viễn đương nhiên càng hiểu rõ. Hứa duyệt nếu không không bị tên quỷ này đánh cho nội thương thì thật khó mà giải thích. Liễu Sinh Hùng bật người thu thế, hướng về phía hứa duyệt hơi khom người cúi chào, mỉm cười nói cảnh sát hứa, cảm ơn. Tên quỷ này quả đúng là luôn tuân thủ quy tắc võ Lâm Châu Á. Hứa Duyệt trầm mặt, cũng không nhiều lời, đối mặt với Liễu Sinh Hùng, chậm rãi lùi về phía sau. Mặc dù nói là luận bàn, nhưng mà đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như vậy, Hứa Duyệt không dám xem thường chút nào, càng không dám đem sự không phòng bị của bản thân bại lộ trước mặt Liễu Sinh Hùng. Thân là một vị cảnh sát hình sự, đương nhiên phải có tính cảnh giác này. Liễu Sinh Hùng cũng không muốn làm khó, cứ như vậy mỉm cười nhìn Hứa Duyệt lui về phía dưới xong, y cũng xoay người xuống lôi đài quán judo lặng ngắt như tờ. Trên khuôn mặt của người Nhật Bản nở ra nụ cười, họ đã đánh bại liên tiếp hai đối thủ, nhìn qua thật sự rất nhẹ nhàng, cũng không mất nhiều sức lực. Khi hứa duyệt xuống lôi đài, Trương Hoài Viễn không kìm nổi liếc mắt nhìn quét tử đình bên kia một cái. Hai bên đều cử đến đây ba người, cục trung tâm đã có hai người xuất chiến, còn ban an ninh mới chỉ có Lý Thành Giang lên đấu đài. Ý của Trương Hoài Viễn là hy vọng ban an ninh có thể cử người lên đấu đài cùng Liễu Sinh Hùng so chiêu đừng thấy nước nhật bản chỉ còn lại người cuối cùng đứng ở trên đài nhưng tên quỷ này thật sự dũng mãnh làm không tốt sẽ bị một mình y quét ngang toàn thể quách tử đình hừ một tiếng không chút nào để ý nếu hôm nay cuộc so chiêu này do trương hoài viễn chủ trì đụng phải vấn đề khó thì tự ngươi đi giải quyết nhìn ta làm gì thấy thái độ quách tử đình như vậy sắc mặt của trương hoài viễn càng thêm âm trầm trần dương có chút đứng ngồi không yên Tiêu Phàm nhấc cánh tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô, lắc lắc đầu, hạ giọng nói, đừng xúc động. Trần Dương lập tức liền rất huệ hoài. Cô cũng biết chính mình không phải đối thủ của Liễu Sinh Hùng, chỉ có điều trong lòng khó chịu mà thôi. Tiêu Phàm có vẻ hiểu được như thế, đối với tâm lý của cô mà nói, thật không phải là đả kích nhỏ. Anh, cho dù em đánh không lại gã, anh cũng nể mặt mũi em một chút, có cần trực tiếp nói như vậy không? Trương Hoài Viễn cũng, hừ, một tiếng ngẩng đầu lên nhìn liễu sinh hùng đang đối mặt trên võ đài trầm giọng nói liễu sinh cảnh thị không biết giới võ thuật của quý quốc có nghiên cứu về vũ khí hay không liễu sinh hùng mỉm cười mà nói trưởng phòng trương là muốn luận bàn về vũ khí giới hay sao tôi mặc dù đối với vũ khí không tinh thông nhưng cũng đã học qua một thời gian ngắn về kiếm đạo có thể thỉnh giáo trưởng phòng trương được hay không trương hoài viễn gật gật đầu nói kiếm thuật tôi không có nghiên cứu qua lúc rảnh rỗi có chơi qua mấy ngày gậy gộc. Nếu liếu sinh cảnh thì tinh thông kiếm đạo, như vậy chúng ta không ngại luận bàn về binh khi một chút. Trợ giảng lý, trong quán có đoạn côn không? Nếu như có thì cho tôi mượn dùng một chút. Lý Hoàn vội vàng nói, quán judo chúng tôi không có những binh khí này, tuy nhiên quán võ thuật bên cạnh lại có. Mời Trương Tiên sinh chờ một chút, tôi sẽ đi mượn côn. Gạch chéo gạch chéo Chấm net Lý Hoàn bỗng nhiên trở nên tích cực sau khi nhìn thấy công phu của mấy vị này lý hoàn sớm đã không còn kiêu ngạo như trước nơi này của bọn họ được xem là nơi luyện võ nổi tiếng nhưng ngay cả một chiêu của người ta cũng đỡ không nổi lý hoàn cảm tình hôm nay tới mấy vị này thật đúng là không phải người thường xem chừng đều là cao thủ chân chính công tác trong các ngành đặc biệt được vậy làm phiền anh liễu sinh cảnh thị ngài cần mượn một thanh kiếm không liễu sinh hùng mỉm cười lắc lắc đầu nói cảm ơn ý tốt của trưởng phòng trương không cần tôi có mang theo mộc kiếm mộc kiếm đúng vậy nếu là luận bàn đương nhiên là dùng mộc kiếm như vậy cũng đúng trương hoài viễn gật gật đầu không nói thêm lời anh ta dùng là mộc côn như vậy cũng công bằng dù sao dùng binh khí gì chủ yếu ở chỗ thuận tay hay không ngày thường đã dùng quen loại binh khí này khi ra trận đương nhiên có thêm mấy phần thắng được mời hai vị chờ một chút tôi đi sẽ trở lại Lý Hoàn xoay người chạy ra ngoài. Quách Tử Đình bỗng nhiên kêu lên, "Trợ giảng Lý, chờ một chút, tôi cùng đi với cậu." "Việc này, vậy được." Lý Hoàn không biết Quách Tử Đình là có ý gì, cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền gật đầu đồng ý. Hai người cùng đi ra, rất nhanh đã trở về, chỉ thấy Lý Hoàn một tay cầm một cây gậy gộc, tay phải chính là tề mi đoạn côn, tay trái cầm thêm một cây sáp trắng dài. Quách Tử Đình thì hai tay ôm lấy một thanh trường kiếm, thần thái thản nhiên không ngờ anh ta vừa rồi là muốn đến võ thuật quán để chọn binh khí cho mình, quách tử đình tinh thông trần thị thái cực kiếm, chọn cho mình một thanh trường kiếm hẳn là đúng đắn. Lý Hoàn bước đi chậm lại, tới trước mặt Trương Hoài Viễn, cười nói, Trương Tiên Sinh, anh xem qua một chút, xem thử cái nào dùng hợp lý hơn. Tề mi côn tương đối ngắn, ước trường dài 1.5 mét, ngay ngắn như lông mi của người thường nên được gọi là tề mi côn, loại côn này khá cứng, cũng khá thô, tề mi côn pháp khi xuất hiện, rất có uy nghiêm, nhiều khi là đấu pháp cứng đối cứng. Tay trái Lý Hoàn cầm một cây sáp trắng, tuy rằng cũng giống như tề mi côn, đều dùng liễu thủy khúc chế thành, bởi vì nó vừa nhỏ vừa dài, tương đối mà nói, tính chất của nó khá mềm dẻo. Liễu thủy khúc là vật liệu chủ yếu dùng để chế tạo mộc súng của bộ binh thời cổ đại, dùng một cây sáp trắng nhỏ dài để thi triển côn pháp hoặc là súng pháp, dù nó không mạnh mẽ bằng tề mi côn pháp, nhưng lại rất linh hoạt, mỗi binh khí có một đặc tính riêng của nó lý hoàn này cũng rất thông minh tuy rằng trương hoài viễn yêu cầu tề mi côn nhưng anh ta vẫn thuận tay cầm về một thanh gậy sắp trắng cái này gọi là lo trước khỏi họa trương hoài viễn cầm hai cái binh khí trong tay suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn chọn tề mi côn trên đài thi đấu thể thao của quán judo này tương đối nhỏ hẹp không thích hợp dùng binh khí quá dài cầm côn pháp trong tay trương hoài viễn cả người tinh thần đại chấn bước lên lôi đài một người Nhật Bản vẫn ngồi ở phía dưới xem cuộc chiến, vẫn chưa ra tay thi đấu chính là phủ hữu, im lặng đứng lên, đem một thanh kiếm Nhật Bản màu đen đi lên võ đài. Chuôi kiếm Nhật Bản này, nhìn bề ngoài thì không khác gì mấy so với hình dáng kiếm Nhật Bản, chính là kiểu dáng loại kiếm mà chúng ta thường thấy trên TV, chẳng qua thân kiếm là màu đen, cũng không sắc nhọn, không biết dùng loại vật liệu nào để chế thành. Liễu sinh hùng nhận xong hắc kiếm, chậm rãi đi vào giữa lôi đài, hướng trương hoài viễn khom người cúi chào, nói trưởng phòng trương, mời anh chỉ giáo. Đâu dám, liễu sinh cảnh thị khách khí rồi, xin mời. Liễu sinh hùng gật gật đầu, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, một kiếm chậm rãi hướng về phía trước. Trương Hoài viễn lui ra phía sau một bước, tay trái thấp tay phải cao, bày ra một tư thế giao chiến. Hừ, hai bên không cần đợi lâu, Trương Hoài viễn hét lớn một tiếng, vung ra tề mi côn, côn đầu tiên được nện xuống, một tiếng vang bén nhọn xé gió vụt ra vung tay múa ra tề mi côn, không ngờ lại phát ra những thanh âm bén nhọn giống như đao kiếm, đủ thấy Trương Hoài Viễn rất chú trọng lực vào côn pháp này. Liễu sinh hùng vô thanh vô tức liền lùi về phía sau, mộc kiếm trong tay nhẹ nhàng đáp trả côn đầu tiên của Trương Hoài Viễn, kinh lực của mộc côn 10 phần lại bị mộc kiếm cản lại nghiêng sang bên cạnh một chút. Vừa vặn tương phản với tình hình so tài vừa rồi của hứa duyệt, lúc này đây Trương Hoài Viễn đang tấn công rất mạnh, Liễu sinh hùng vừa phòng thủ, vừa mượn lực đẩy lực, hóa giải thế tấn công của Trương Hoài Viễn. Không đợi côn đầu hoàn toàn đi lệch, Trương Hoài Viễn lại hét lớn một tiếng, xuất ra chiêu mới. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài là hình ảnh côn pháp uy vũ, kinh phong gào thét, mặc dù chỉ là hai người luận bàn, nhưng lại có cảm giác đất đá bay ngất trời. Hai hàng lông mày của Trần Dương dựng lên, mừng rỡ nói cái này hình như là phục ma côn pháp của Bắc Hiếu Lâm. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, nói chẳng những là phục ma côn pháp, hơn nữa là kế thừa vô cùng chính tông từ trong ra ngoài đều là kim cương phục ma thần thông của thiếu lâm chính tông trưởng phòng trương khổ công rèn luyện côn pháp này ít nhất cũng có hai mươi mấy năm rồi giang vũ thành vẫn ngồi ở phía sau không dám lên tiếng đột nhiên hỏi đại ca nói như vậy lúc này bên ta có thể thắng tiểu quế tử cũng rũi dài cổ vẻ mặt mong đợi thật ra đoàn người đều cảm thấy tên quỷ kia còn giấu đâu đó một vẻ ngạo khí sâu xa á à, Tiêu Tiên Sinh chẳng lẽ cũng là cao thủ? Bằng không, làm sao anh biết trưởng phòng Trương đang dùng chính là chính tông Kim Cương Phục Ma Côn pháp của Thiếu Lâm? Không đợi Tiêu Phàm trả lời, Quách Tử Đình liền nói xen vào, khóe miệng mỉm cười, mang theo sự châm chọc không che giấu được. Lúc này đây, Tiêu Phàm nói chuyện không có cố ý hạ giọng, nhưng thật ra bị anh ta nghe được, liền lập tức khó chịu tên, công tử bột này không ngờ giả vờ làm cao thủ ở trước mặt mọi người. Chẳng lẽ Trần Dương chính là như vậy mới bị hắn mê hoặc hay sao? Vậy cũng thật không thể tin nổi. Công phu chỉ dựa vào miệng thôi cũng không được, phải nhìn thấy được chân tướng. Không tin trên đời có cái loại Vương Ngữ Yên hiếm thấy này. Tiêu Phàm hướng Quách Tử Đình gật đầu, cũng không trả lời anh ta. Cũng không phải Tiêu Chân Nhân cố ý lạnh nhạt với Quách Tử Đình, thật sự lời này của Quách Tử Đình có chút không dễ trả lời, chính mình thừa nhận mình là cao thủ đương nhiên không phải khiêm tốn cho lắm nhưng nếu phủ nhận dường như cũng vô cùng không ổn há chẳng phải gạt người sao hắn vốn là đại cao thủ trong suy nghĩ của quách tử đình tiêu phàm đang xem thường anh ta trong lòng không khỏi giận dữ ánh mắt lập tức trở nên hung tợn tiêu phàm lại không nghĩ gì tiểu quế tử ở một bên sớm đã giận dữ trợn mắt nhìn anh ta một cái nếu không phải lo lắng cho đại ca mất hứng tiểu quế tử sớm đã không khách khí người nào vậy dám cùng đại ca ta trừng mắt đại ca nếu cũng không phải cao thủ, chẳng lẽ ngươi là cao thủ? Tiểu tử ngươi chưa được nhìn qua cao thủ chân chính thì cũng đừng có đứng đó làm mất mặt. Giang Vũ Thành lại đang chú ý tình thế trên lôi đài, hạ giọng nói, đại ca, anh xem hiện tại, trên cơ bản đều là trưởng phòng trương tấn công. Tên quỷ kia hoàn toàn nằm vào thế hạ phong, một chút tiếng động đều không có. Tiêu phàm khe khẽ thở dài, nói, Vũ Thành, đây mới thực sự là điểm đáng sợ đó. Lôi đài lớn như vậy, trưởng phòng trương gần như đem bốn phương tám hướng đều bao lại liễu sinh hùng lại không phát ra nửa điểm tiếng động lại cũng không bị đánh ngã cậu nghĩ một chút xem chuyện này là thế nào giang vũ thành lập tức mở to hai mắt nhìn liễu sinh hùng một là đang chờ cơ hội chờ thời điểm bắt đầu phản kích trên cơ bản thắng bại cũng đã rõ ràng rồi vậy ư tôi sao không biết nhỉ quách tử đình cười lạnh nói tiêu phàm lắc đầu tiểu quế tử đã không thể nhịn được nữa lạnh lùng nói, anh không biết là vì anh chưa đủ trình độ. Cậu có ý gì? Tiểu Quế Tử nhìn Quách Tử Đình không vừa mắt, Quách Tử Đình lại làm sao nhìn cậu ta thuận mắt cho được, liền lập tức nổi giận đùng đùng hỏi ngược lại. Tiểu Quế Tử, hừ, một tiếng đang muốn mở miệng, trên lôi đài bất ngờ có thay đổi. Chương 349, Cửu Quỷ Lưu. Ô, một đạo âm thanh xé gió hùng hồn chợt vang lên. Mặc dù trên lôi đài côn ảnh như núi, kinh phong gào thét, nhưng thực sự một chút cũng không áp chế nổi đạo âm thanh này dường như dù có thiên quân vạn mã cũng là uổng công có người muốn ngẩng đầu chính là muốn ngẩng đầu kèm theo âm thanh xé gió bên trong côn ảnh như núi một đại hắc khí phóng lên trời trưởng phòng trương cẩn thận dưới lôi đài hứa duyệt bỗng nhiên la lên ngay lúc này trên lôi đài trồng chất côn ảnh bỗng nhiên đều mất không thấy gì nữa ngàn vạn đường gậy gộc đều hóa thành một mạnh tiếp đón về phía đạo hắc khí kia ba kiếm côn tương giao trương hoài viễn một tiếng kêu đau đớn tay phải bắt không được một côn bỗng nhiên nới lỏng ra trong đạo hắc khí kia cung tiến vào trong chớp mắt liền gờ yêu ta tới trước ngực trương hoài viễn cách chỗ cổ của anh ta chừng một tấc rồi ngưng lại trở lại như cũ thành một thanh mộc kiếm đen thùi thẳng tắp chỉ về phía cổ của trương hoài viễn nếu như là thật sự đánh gờ yêu ta sống chết giờ phút này sống chết đã định cho dù liễu sinh hùng một tay chỉ có cầm một thanh mộc kiếm nhưng dựa vào nội lực thâm hậu của tiểu quỷ này mộc kiếm cũng có thể gỡ iota ít người thấy máu đấy trong phút chốc trương hoài viễn sắc mặt trở nên xanh mét toàn bộ không khí lôi đài đến toàn bộ không khí của judo quán đều dường như ngưng động lại các học viên xem cuộc chiến dưới đài từng người một há miệng lớn không thể ngậm lại bọn quỷ xâm lược này chẳng lẽ biết ma pháp hay sao phía sau cửa sổ lầu ba đàm hiên hai hàng lông mày nhỏ cũng nhàu lên hạ giọng nói Người đông đảo này thật là có vài phần cổ quái, kiếm thuật này hình như là truyền thừa của nhất đao lưu, nhưng lại xen lẫn một ít tà khí của cửu quỷ lưu, có chút nhìn không ra. Nói xong, nhẹ lắc đầu. Hạ Khải Nhân cũng là giận xem lú lưỡi nói rằng. Đàm tỷ, cái gì gọi là cửu quỷ lưu, nhất đao lưu? Tôi vẫn chưa từng nghe qua. Ông ta kinh ngạc không phải là liễu sinh hùng kiếm thuật rất cao, mà là kiến thức của đàm hiên, không ngờ uyên bác như thế một số trường phái võ thuật của đông đảo quốc, ông ta thân là người phụ trách đô quán, cũng chỉ là nghe thấy thôi, nghe nói qua, nhất đao lưu, nhưng kiếm thuật côn pháp của nhất đao lưu rốt cuộc là cái dạng gì, ông ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Về phần cửu quỷ lưu, lại ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ riêng cái tên này, liền ngập tràn tà khí rồi. Đàm Hiên lại dường như đối với võ công của mấy trường phái này rõ như lòng bàn tay. Quả thật là người có khả năng vạn năng chẳng những đàm hiên có nghi hoặc như vậy, tiêu phàm cũng có loại nghi hoặc giống như vậy, hai hàng lông mày so với đàm hiên nhau càng chặt hơn. Làm sao vậy? Trần Dương vội vàng hỏi. Tiêu phàm lắc đầu, không nói gì. Hắn nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi lúc Trương Hoài viễn thi triển thiếu lâm kim cương phục ma côn pháp, uy mãnh tuyệt luân, liễu sinh hùng nhất tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, thân pháp kiếm pháp mang theo dấu vết của cửu quỷ lưu rõ ràng. Nhưng cuối cùng lúc phản kích, một kiếm kia phóng lên cao, nháy mắt phá vỡ kim cương phục ma côn pháp của Trương Hoài Viễn, lại chính là nhất đao lưu kiếm pháp. Tiêu phàm tự nhận tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vấn đề chính là chỗ này. Ở đông đảo quốc nội, nhất đao lưu là truyền thừa chính đạo, kiếm thuật và côn pháp truyền lại đều quang minh chính đại. Còn cửu quỷ lưu lại là chữ danh tà đạo, côn thuật kiếm thuật quyền thuật của cửu quỷ phái đều mang theo 10 phần tà khí. Hai loại truyền thừa này từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung, băng thán bất đồng lô, để từ hai phái gặp nhau bình thường sẽ nhất quyết thắng bại nếu liễu sinh hùng là truyền nhân của một trong phái đó ngẫu nhiên hiểu được sơ sơ về võ thuật của phái khác trái lại cũng có thể lý giải nhất là nhất đao lưu ở đông đảo quốc nội cũng là dòng phái lớn rất chứ danh kiếm pháp cơ bản truyền bá rộng rãi không ít người đông đảo học qua nhưng vừa rồi liễu sinh hùng thi triển bất kể là kiếm thuật của cửu quỷ lưu hay là nhất đao lưu đều là tinh diệu vô cùng rất rõ ràng không phải học sơ sơ mà là tinh nhiên không biết bao nhiêu năm, nếu không quả quyết không thể đạt đến trình độ cao như vậy. Liễu Sinh Hùng này không ngờ lại là thân kiếm tuyệt đỉnh, lại không biết truyền thừa chân chính của Y Rốt Cuộc là trường phái nào. Liễu Sinh Hùng đứng ở giữa lôi đài tự nhiên không biết biểu hiện của mình đã dẫn đến sự ngờ vực vô căn cứ của hai vị đại gia. Mộc kiếm dừng lại ở chỗ cổ của Trương Hoài Viễn mấy giây đồng hồ, cổ tay run lên, thu mộc kiếm về, lui ra phía sau một bước, mỉm cười nói trưởng phòng trương, đa tạ. Trương Hoài viễn sắc mặt xanh mét, kéo mộc côn, không nói được một lời, xoay người rời đi. Không phải anh ta không đủ phong độ, thật sự là không muốn giả vờ giả vịt giống như tiểu quỷ này. Thua chính là thua, khó chịu chính là khó chịu, chẳng lẽ thua vẫn phải cười lớn. Liễu sinh hùng tiến Trương Hoài viễn xuống đài, sau đó hướng về dưới đài bái, mặt mỉm cười, nhưng cũng không xuống đài. Rất rõ ràng, y đang đợi vị đối thủ kế tiếp. Các đồng nghiệp Hoa Hạ tối nay tổng cộng đã tới 6 người, còn có Quách Tử Đình và Trần Dương chưa ra tay. Đương nhiên, nếu như tính luôn Tiêu Phàm, vậy còn thừa lại 3 người. Tuy nhiên Tiêu Phàm vừa không phải cảnh sát cũng không phải đặc công, chỉ là bạn trai của Trần Dương, sang đây xem náo nhiệt, một công tử bột nên không thể tính gộp vào bên trong mới đúng. Trần Dương liền nhìn lại Quách Tử Đình, nếu Tiêu Phàm đã ngăn cản cô, Trần Dương cũng không có tâm tư lên đài biết rõ bọn quỷ xâm lược này không phải là đối thủ, cảnh sát Trần cũng không nhất định phải lên đài để làm cho cười. Nhưng Quách Tử Đình vừa rồi đặc biệt đi võ thuật quán mượn một thanh kiếm lại đây, dường như cố ý muốn lộ thượng một tay. Quách Tử Đình lại liếc mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, lạnh lùng, hư, một tiếng, rồi đứng dậy. Tiêu Phàm lại vào lúc này mở miệng, hạ giọng nói nói. Cảnh sát Quách, tôi đề nghị anh không nên lên đài. Đây là kiếm pháp của người đông đảo, rất tinh xảo, Kiêm đủ sở trường hai phái, rất khó đối phó. Quách Tử Đình không khỏi giận dữ, lạnh lùng nói: "Ý của Tiêu tiên sinh, Thái cực kiếm chúng tôi không phải là đối thủ của kiếm pháp Đông Doanh sao?" Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào sắc mặt của anh ta, nghiêm nghị nói: "Cảnh sát Quách, bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tính, Thái cực kiếm đương nhiên là pháp tốt, nếu luyện đến cảnh giới vô cùng cao thâm, đối phó với người Đông đảo này, đó là dư giả." lời này không nói thì thôi, một khi nói ra, Quách Tử Đình đã có thể càng thêm chịu không nổi, trong ánh mắt giống như là muốn phóng hỏa, lạnh lùng nói, anh có ý gì? Anh đang châm chọc kiếm pháp của tôi luyện không đến nơi sao? Tiêu Phàm lắc đầu, không lên tiếng nữa. Cái đề tài này thật đúng là không nên tiếp tục đôi co, Tiêu Phàm cũng không thể trái lương tâm mà khen Quách Tử Đình kiếm pháp cao siêu, đánh bại người đông đảo chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng nếu ăn ngay nói thật lại hình như là có ý ký bản quyền, tê ý bản quyền quách tử đình rồi. lời nói nhẹ nhàng, tiêu phàm cũng không muốn nói ra. cái này phải xem đối tượng là ai, quách tử đình có thể vẫn không đủ tư cách để khiến tiêu chân nhân ủy khuất cầu toàn. giả sử đổi lại là tiểu nha đầu phương do mỹ, tiêu phàm ca ca không có cách nào khác, còn thật sự có khả năng khuất phục. tiêu phàm treo miễn chiến bài lên cao như vậy, quách tử đình lại không chịu bỏ qua, vẫn hung hăng nhìn thẳng tiêu phàm dường như muốn lý luận đến cùng với hắn. Trần Dương thấy không vừa mắt, trừng mắt nhìn Quách Tử Đình, rất không vui nói. "Lão Quách, anh nếu như không tin lời của anh ấy?" Cái gì gọi là nếu không tin lời của hắn? Trần Dương một câu còn chưa dứt lời, đã bị Quách Tử Đình cắt ngang, ánh mắt nóng nảy bạo phát quét về phía Trần Dương. "Chẳng lẽ tôi phải tin lời của hắn sao? Cô đừng nói với tôi, hắn là cao thủ tuyệt đỉnh." ngay cả trường phái võ công của người đông đảo đều rõ như lòng bàn tay lời này đã bức trần dương hết mức nhất thời không biết nói cái gì cho phải bất kể thế nào nói cô và quách tử đình cũng là đồng sự hơn nữa nơi này cũng không phải nơi cãi vã nếu thực ở chỗ này ầm ĩ một trận với quách tử đình trước mặt mọi người ảnh hưởng rất không tốt trần dương phải chú ý ảnh hưởng tiểu quế tử cũng không có chú ý nhiều như vậy ở một bên lạnh lùng nói ta nói cảnh sát quách anh cũng không nên nổi khùng ở chỗ này, có gì thú vị chứ. Nếu anh có bản lĩnh lớn, vậy lên đài đi, xử lý tiểu quỷ tử kia đi, chúng tôi đều cổ vũ cho anh. Nếu như không có gan thì thôi, ở một bên đi. Đến lúc nào rồi còn nổi giận với người một nhà, thật là. Vẻ mặt đều có ý khinh thường. Tiểu Quế Tử không phải Giang Vũ Thành, ở trong hội con ông cháu cha, coi như là nhanh mồm nhanh miệng. Trước kia cùng chơi với đám người tiêu thiên, bình thường đều là do cậu ta đối ngoại can thiệp, loại chuyện nhỏ nhặt cãi nhau với người này, vẫn không làm khó được Quế Đại Thiếu. Tuy nhiên, nếu đối phương không phải người trong hội, tiểu Quế Tử cũng không đánh lung tung tấm biển của hội con ông cháu cha. Lão Đại rất không thích như vậy. Tiểu Quế Tử lời này xem như đẩy Quách Tử Đình đến chân tường. Quách Tử Đình tiếp tục không trần chờ, mạnh mẽ đứng dậy. Toàn bộ judo quán ánh mắt đều đồng loạt quét qua. Ngay lúc này, ai đứng dậy liền tỏ vẻ muốn lên đài tranh đấu với Liễu Sinh Hùng. Tốt! Tiểu Quế Tử một tiếng thét to, dẫn đầu vỗ tay. Bốn phía lập tức vỗ tay. Tiêu Phàm cười lắc lắc đầu. Tiểu Quế Tử đây cũng là sợ quách tử đình nhất thời thay đổi chủ ý, không chịu lên đài, trước tiên liền vỗ tay cỗ vũ cho gã, trực tiếp đẩy gã lên trên đài, không còn nửa phần đường lui. Huynh đệ, đừng không phóng khoáng như vậy, nếu tôi đứng lên, thì nhất định sẽ lên đài. Quách tử đình trong đầu tức giận, mặc dù là ở trước mắt bao người, những lời này vẫn là không kìm nổi từ trong miệng đi ra, từ trên cao nhìn xuống nhìn tiểu quế tử và tiêu phàm mấy cái, vẻ mặt châm chọc. Thật coi mình là tiểu tử chưa lớn sao, giờ loại thủ đoạn nhỏ này. Tiêu phàm bên cạnh có người bằng hữu này, phẩm cách của ngươi có thể cao đến đâu chứ? Thật không biết tâm cao khí ngạo, Trần Dương ở trong cục được xưng là, mỹ nhân lạnh lùng, làm sao lại coi trọng một người như vậy, hơn nữa tựa hồ đối với hắn hết sức một lòng. Tiểu Quế Tử cũng hoàn toàn không tức giận chút nào, tay phải vừa nhấc, cười dài nói. Cảnh sát quách, ít nói lời ong tiếng ve, xin mời. Chúng tôi đều đợi xem anh giành vinh quang cho tổ quốc đấy. Quách tử đình hư lạnh một tiếng, lập tức không hề để ý tới loại, tên côn đồ, này, giống như lưu manh, đơn giản đứng nguyên tại chỗ ôm kiếm làm cái dây ấp. Hay, lại là một trận tiếng vỗ tay tán thưởng dữ dội vang lên đủ khí phách, đi lên, hay hay. Có một người thét to giọng nói. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, so với vừa rồi càng thêm vang dội hơn vài phần. Quách tử đình tiếp tục không trần chờ, hai tay ôm kiếm, chậm rãi đi lên bục thi đấu thể thao. Cũng bước chân bình thản, không mất khí phách cao thủ, nhìn qua tâm tình dường như vẫn chưa bị ảnh hưởng quá lớn. Nhìn quách tử đình, nhìn lại trường kiếm anh ta ôm trong lòng ngực, liễu sinh hùng khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy thâm ý chương 350, Thái Cực Kiếm. Quách Cảnh Quan, Liễu Sinh Quân, truyền nhân của Trần Thị Thái Cực, Quách Tử Đình. Quách Tử Đình ôm quyền nhún, thản nhiên nói. Quách Tiên Sinh, Liễu Sinh Hùng đổi giọng, cúi đầu lam lê với Quách Tử Đình. Truyền nhân nhất đao lưu kiếm thuật, Liễu Sinh Hùng. Đứng ở cửa sổ lầu ba hạ khải nhân thấp giọng nhìn đàm hiên hỏi. Đàm tỷ, tiểu quách này như thế nào đây? Có thể đứng vững không? tiểu quỷ tử đã liên tiếp đánh bại ba người rồi hình như rất lợi hại hạ khải nhân vốn chỉ là ở đây cùng đàm hiên xem cuộc chiến vô tình cũng bị trận đấu trong sân hấp dẫn có chút lo lắng về kết quả của cuộc so tài đàm hiên tự nhiên cười nói hạ tổng ông thế này là hỏi khó tôi rồi gã ta còn chưa ra tay tôi làm sao nhìn ra được hạ khải nhân cười nói người khác không thể đàm tỷ khẳng định nhìn ra được đàm hiên lắc đầu cười mà không nói Dựa theo ngôn ngữ Internet hiện nay, Hạ Khải Nhân có thể coi là fan hâm mộ của ba ta rồi. Cùng một câu hỏi, Trần Dương đã hỏi Tiêu Phàm ai, anh cảm thấy Quách Tử Đình thật sự một chút cơ hội cũng không có à? Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói trước đó, tôi vẫn không thể khẳng định, hiện tại cơ bản có thể thừa nhận. Vì sao? Trần Thị Thái cực vốn được cho là võ công nội gia cao nhất, bất kể quyền pháp kiếm pháp, đều là bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, luyện đến chỗ cao minh vô cùng khó lường nhưng quách tử đình chỉ sợ vẫn chưa nhập môn anh ta tính cách nóng nảy như vậy đến một cơn tức giận của mình đều kìm chế không được tu tâm dưỡng tính với thái cực môn hoàn toàn bỏ qua tôn chỉ của thiên nhân hợp nhất có thể kết luận anh ta trên trình độ thái cực kiếm khẳng định không đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực được cho dù là đấu với trưởng phòng trương đều chưa hẳn có thể thắng tiêu phàm chậm rãi nói vậy anh vẫn phải đích thân xuất thủ trần dương hỏi dò trên mặt mang theo ý chờ đợi cô đêm nay đặc biệt mời tiêu phàm một là đã lâu không gặp muốn nói chuyện với tiêu phàm hai là tự nhiên là vì luận bàn trận này tuy nhiên từ đầu đến cuối tiêu phàm đều chưa từng chính mồm đồng ý thời khắc mấu chốt sẽ đích thân lên sân khấu tiêu phàm cười cười không có hé răng quách tiên sinh nghe qua thái cực kiếm là quốc học của hoa hạ vẫn chưa có cơ hội giáp mặt thỉnh giáo cao thủ của thái cực hôm nay tôi rất may mắn Quách tiên sinh, mời. Trên lôi đài, hai người đã đều tự thối lui vài bước, triển khai tư thế. Liễu sinh hùng vẫn hai tay nắm lấy chuôi một kiếm, thẳng tắp sơ lên, mỉm cười nói. Đâu có, nhất đao lưu đại danh, ta cũng kính đã lâu. Quách tử đình nói xong, hít một hơi sâu, mạnh đem trường kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra, vụt một tiếng, trường kiếm như du long kinh thiên, tà tà chỉ lên trời, dưới ánh đèn sáng ngời, kiếm quang trói mắt đến cực điểm cả động tác một mạch lưu loát, vô cùng tự nhiên phóng khoáng. quách tử đình vóc dáng tương đối cao, dáng người cao ngất, diện mạo đoan chính ở trên đài tạo hình như vậy lập tức vô cùng nguyễn khốc. hay dưới đài không kìm lòng nổi lại vang lên một chàng vỗ tay. quách tiên sinh nghe qua thái cực kiếm chú ý hậu phát chế nhân, tôi đây liền không khách khí. quách tử đình cười lạnh một tiếng nói ai nói thái cực kiếm chỉ có thể hậu phát chế nhân, nếu thật như vậy người khác không động thủ, ta cũng chỉ có thể chờ ư. Liễu sinh tiên sinh, xem kiếm, một lời chưa xong, kiếm quang trói mắt giống như như giải lụa vẩy ra, nhanh như thiểm điện. Quách tử đình kiếm này là mượn từ võ thuật quán tới, đã khai phong lưỡi, là kiếm vô cùng sắc. Đương nhiên, để đạt được hiệu quả thị giác tốt hơn, thanh kiếm này cũng là thép chrome đấy, khi khua múa, vô cùng trói mắt. Kiếm pháp hay, liễu sinh hùng tán thưởng một tiếng, hai tay cầm kiếm, một kiếm đen chỉ lên phía trước, liền đón nhận kiếm sắc của Quách Tử Đình. Thanh mộc kiếm này của y không biết chế từ chất liệu nào, chẳng những vừa rồi thừa lực để đối kháng với tề mi côn của Trương Hoài Viễn, hiện tại đón nhận kiếm sắc khai phong thật sự, không ngờ cũng không có bị chém rứt, nhẹ nhàng hướng sang bên cạnh một cái, kiếm sắc của Quách Tử Đình đã bị dẫn lệch đi. Một chiêu này, vừa rồi cũng dùng qua để ứng đối với kim cương phục ma côn pháp của Trương Hoài Viễn. Bát quái trưởng thái cực kiếm đều là công pháp đỉnh cao của nội gia, đặc biệt am hiểu tá lực đả lực, mượn lực đẩy lực tứ lạng bạt thiên cân. Không ngờ kỹ xảo tứ lạng bạt thiên cân của tên tiểu quỷ này dưới hứa duyệt và quách tử đình, mượn lực đẩy lực, thuần thục vô cùng. Quách tử đình khổ công luyện kiếm này trên dưới 20 năm, mặc dù vẫn chưa đạt đến cảnh giới thượng thừa, nhưng cũng không phải là nhỏ, không đợi chiêu thức dùng hết, kiếm sắc một hồi, lại thay đổi một chiêu. Hay! Liễu sinh hùng lại là một tiếng tán thưởng, vẫn là mượn lực đẩy lực, hóa giải thế công của Quách Tử Đình. Cảm nhận được sức mạnh trên lưới kiếm truyền đến, trong lòng Quách Tử Đình khẽ trầm xuống. Cái gọi là, nhìn người chọc nhưng không tốn sức, vừa rồi thấy Liễu Sinh Hùng giao thủ với Mã Văn Quảng, Hứa Duyệt, Trương Hoài Viễn, cố nhiên rất lợi hại, Quách Tử Đình lại cũng không cho rằng hoàn toàn không có cơ hội thủ thắng. Bất kể Mã Văn Quảng, Hứa Duyệt hay là Trương Hoài Viễn, ở trong mắt của Quách Tử Đình, vẫn còn kém chút hỏa hậu hiện giờ bản thân mình giao thủ với Liễu Sinh Hùng, lúc này mới cảm giác được bản lĩnh thật sự của tên tiểu quỷ này dường như trên cả suy đoán của mình. Hoành tạo thiên quân, quách tử đình hét lớn một tiếng, kiếm pháp biến đổi, do chiêu số cương nhu tịnh tể cải thành vi thuần cương mãnh lúc trước, đại khai đại hợp, mỗi một kiếm bổ ra đều như gió kiếm gào thét, khí thế như cầu vồng. Trần Dương giật mình nói, thái cực kiếm còn có loại động tác võ thuật này sao? Tiêu phàm khẽ mỉm cười, nói, đó là cô đối với thái cực kiếm vẫn chưa hiểu rõ lắm. Thái cực kiếm ở trong mắt đại đa số người, tựa hồ cũng là loai kiếm vũ chậm gì gì mà lão nhân ra dùng để rèn luyện thân thể kia, kỳ thật đây là một hiểu lầm rất lớn. Thái cực kiếm pháp thực sự, cương nhu tịnh tể, có thể cương, có thể nhu, có thể công có thể thủ. Chưa từng có loại kiếm pháp nào, đơn thuần dựa vào phòng thủ mà có thể trở thành võ thuật đỉnh cao cả. Trần Dương nhìn tình hình trên lôi đài, nói, hiện tại xem ra, là quách tử đình chiếm thượng phong, Liễu Sinh Hùng chỉ có thể phòng thủ, hoàn toàn nằm vào cục diện bị động bị đánh. Chỉ cần Quách Tử Đình có thể kiên trì tiến công, áp chế đánh, Liễu Sinh Hùng thế nào có thời điểm sơ sẩy. Trên lôi đài kiếm quang như cầu vồng, Liễu Sinh Hùng nửa người đều bị kiếm quang bao phủ. Dưới đài đa số đệ tử nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Vốn tưởng rằng chỉ có ở trong điện ảnh tivi mới có thể nhìn thấy cảnh tượng phấn khích, không ngờ ở trong thế giới hiện tại thực sự hiện ra trước mắt của mọi người. Hóa ra judo mà đám người ngày thường luyện tập, thật đúng là chỉ có thể cường thân kiện thể. Nếu như ở trên đài giao thủ với những người này, chỉ có đường chết. Tiểu quế tử bĩu môi, nói tôi thấy chưa chắc, vừa rồi trưởng phòng trương kia cũng là áp chế tiểu quỷ đánh, cuối cùng tên tiểu quỷ kia một phản kích, lập tức liền chuyển bại thành thắng rồi. Tiểu quế tử mặc dù bình thường võ công qua quyết, ánh mắt cũng không phải kém, mấu chốt là có sẵn ví dụ vừa rồi, thật sự không đáng lạc quan như vậy. Trương Hoài Viễn cũng là dưới tình huống chiếm hoàn toàn thế thượng phong, giữa lúc nhàn hạ đã bị liễu sinh hùng xử gọn luôn. Tiêu phàm hạ giọng nói nói, lo lắng này của tiểu quế tử cũng có đạo lý, liễu sinh hùng hiện tại hoàn toàn phòng thủ không tung chiêu, hẳn là đang quan sát kiếm pháp của quách tử đình. Dù sao loại trần thị thái cực kiếm pháp chính tông này không phải thường xuyên có thể nhìn thấy. Nhất là thái cực kiếm pháp toàn lực tiến công, càng là vô cùng hiếm thấy, cơ hội quan sát này quá khó khăn có được. Anh nói là Liễu Sinh Hùng đang thừa cơ hội này lẻn học nghệ. Trần Dương kinh ngạc hỏi, trên mặt đẹp lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ. Quách tử đình tấn công chặt chẽ như thế, một khâu cài một khâu, một kiếm so với một kiếm càng hung mãnh tàn nhẫn. Liễu Sinh Hùng có thể tự thân thủ không ra chiêu, đã vô cùng lợi hại rồi. Theo phân tích của Tiêu Phàm, tiểu quỷ này không ngờ là mượn cơ hội quan sát học nghệ, thật sự rất thái quá rồi chẳng phải là nói liễu sinh hùng cao minh hơn quách tử đình quá nhiều sao phó thuật tri đạo sinh tử chỉ tại một đường trừ phi tranh lệch giữa hai bên quá mức cách xa nếu không trò đùa như thế tuyệt đối là lý do đáng chết tranh lệch không xa như vậy chứ tiêu phàm khẽ mỉm cười nói không xa như vậy đây là một loại sai lầm trên lý giải quách tử đình nếu muốn đánh bại liễu sinh hùng cố nhiên không dễ dàng nhưng nếu anh ta phòng thủ liễu sinh hùng vừa tiến công muốn đánh bại y cũng không phải dễ dàng như vậy bất kể nói thế nào thái cực kiếm và thái cực quyền đều là phòng ngự củng cố nổi danh quách tử đình tiến công như cuồng phong mưa rào một bộ kiếm pháp rất nhanh liền ra xong rồi không thể không bắt đầu lại từ đầu đối với quách tử đình mà nói đây cũng là hiện tượng quái dị trước nay chưa từng có không ngừng liên tục tấn công mạnh như thế đối phương chỉ phòng thủ không phản kích không ngờ dùng mấy chục chiêu lại không công phá được vòng tròn phòng ngự của đối phương. Quách tử đình cũng không phải là không có nghĩ tới, nếu dựa vào ưu thế về binh khi, bức bách liễu sinh hùng cứng đối cứng cùng mình, lấy kiếm sắc chế từ thép tinh cứng rắn chém nứt mộc kiếm của liễu sinh hùng. Tuy rằng đây là một loại pháp môn mưu lợi, không dùng võ để thắng, nhưng thế cục ác liệt như thế, một phen đầu cơ trục lợi nho nhỏ cũng có thể khá. Ai ngờ liễu sinh hùng tựa hồ đối với ý nghĩ của anh ta rõ như lòng bàn tay, mỗi lần một kiếm cũng không đụng chạm với kiếm sắc, ra đều là xảo kinh, dán lấy bảo kiếm của quách tử đình, mượn lực đẩy lực, tháo gỡ lực đạo của anh ta. Thân là truyền nhân thái cực kiếm, luôn bị người khác mượn lực đẩy lực, trong lòng quách tử đình buồn bực có thể nghĩ. Chỉ có điều bất kể như thế nào đều không công phá được vòng tròn phòng ngự của Liễu Sinh Hùng, Quách Tử Đình ngay cả lòng tràn đầy lửa giận cũng không làm nên chuyện gì. Quách Tiên Sinh, chấm dứt ở đây chứ. Khi kiếm pháp đợt thứ hai khó khăn lắm mới xuất ra được hơn 10 chiêu, Liễu Sinh Hùng bị kiếm quang, ồ ồ, bao phủ ở giữa lôi đài cười dài một tiếng, miệng tuôn ra một câu nho nhã, sau đó giống như vừa rồi, trong kiếm quang trói mắt, một đạo hắc khí phóng lên cao. Cẩn thận, lập tức có không ít người không hẹn mà cùng kêu la. Cảnh tượng này phát sinh không lâu, trong ký ức của mọi người hãy còn mới mẻ. Hắc khí cùng nhau, thiên kiếm quang vừa rồi còn trói mắt rực rỡ lập tức biến mất sạch sẽ, bên trong tiếng rít, liễu sinh hùng một kiếm nhanh như thiểm điện đâm về cổ họng của quách tử đình. Thiết tỏa hoành giang, ngay tại lúc đoàn người lo lắng không yên, quách tử đình gầm lên giận dữ, kiếm quang như giải lụa lại lần nữa sáng lên. Đinh, một tiếng giòn vang, quách tử đình thân mình nhoáng lên một cái, liền lùi lại hai ba bước, rồi mới miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến. Thái cực kiếm pháp tuy rằng am hiểu mượn lực đẩy lực, nhưng một chiêu vừa rồi kia của liễu sinh hùng thế tới quá nhanh, trên một kiếm mang theo sức mạnh bất phàm, quách tử đình trong lúc gấp gáp, cũng không thể toàn bộ hóa tận kinh lực trên một kiếm. Kiếm pháp hay, liễu sinh hùng cũng không có thừa cơ tiến công, mà là dừng lại ở cách đó không xa, nhìn về phía quách tử đình, trong mắt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc. Audio điện tử võ tấn bền chương 351, Ninh Phong nhất đao trảm Quách tiên sinh, kiếm pháp Ninh Phong lưu công kích khá mạnh và nối liền, xin anh chú ý liễu sinh hùng vẫn quy củ trên mặt tức thì hiện lên mỉm cười nói đến đây đi quách tử đình một tay cầm kiếm một tay nắn bí quyết trầm giọng nói thái cực kiếm là một tay kiếm mà đông đảo kiếm đạo là hai tay kiếm trên lực đạo tự nhiên không thể so sánh nổi nói như vậy một tay kiếm nhẹ nhàng hai tay kiếm rất nặng lấy lực lớn chiêu trầm chứ sưng trên thực tế kiếm pháp chứ danh của hoa hà cũng chỉ có một tay kiếm hai tay kiếm là một vị võ thuật gia hiện đại sáng tạo ra, phạm vi truyền lưu cũng không rộng. Hai tay kiếm có sự thiếu sót trời sinh, đó chính là không đủ linh hoạt. Khi tiến công cường điệu cương mãnh, khi phòng thủ không khỏi sơ hở nhiều hơn. Nhưng mà vừa rồi khi liễu sinh hùng phòng thủ, gần như rất cẩn thận. Bởi vậy có thể thấy được, ít nhất ở trên người liễu sinh hùng, chỗ thiếu sót không đủ linh hoạt của hai tay kiếm đã được tu chỉnh rất tốt. Có thể hai tay kiếm luyện được linh hoạt như một tay kiếm, như vậy khi tiến công sẽ lợi hại thế nào chứ? YAYA -a, a A Liễu Sinh Hùng hét lớn một tiếng, hai tay giơ cao một kiếm lên, bổ mạnh về phía Quách Tử Đình. Quách Tử Đình lúc này sớm đã thu tâm tư cầu thắng vào rồi, không cầu vô công, nhưng cầu vô quá, kéo một kiếm hoa, sau đó liền lùi lại hai bước, tứ lạng bạt thiên cân, đánh tới một kiếm cương mãnh này của Liễu Sinh Hùng. -a, a A A Liễu Sinh Hùng lần nữa kêu to một tiếng kiếm thứ hai lại bổ xuống, không ngờ không để cho Quách Tử Đình có nửa chút thời gian thở dốc. Quách Tử Đình thi triển, Nghiêm tự quyết, Thái cực kiếm pháp, tiếp một kiếm này. Đàm Hiên phía sau cửa sổ khóe miệng lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói, người này coi như thông minh, biết không thể địch lại được. Cứ như vậy, hẳn là còn có thể ngăn cản một trận, Liếu Sinh hùng không ra tuyệt chiêu, muốn nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ không dễ dàng. Hạ Khải Nhân nhìn cục diện trên lôi đài, cười khổ một tiếng nói, đàm tỷ, cho dù kéo dài thêm chút thời điểm, thì có thể như thế nào chứ? Bọn họ bên này, cũng không có quân đủ sức lực rồi. Đàm hiên liếc nhìn ông ta một cái, như cười như không, nói, làm sao ông biết không có quân đủ sức lực hả? Hạ Khải Nhân lại tỉ mỉ nhìn xuống một vòng, lắc lắc đầu, cười nói, tôi vẫn quả thực không tìm được, chẳng lẽ là đàm tỉ muốn đích thân xuống giáo huấn tiểu quỷ tử? Đàm hiên cũng cười, nói không tới phiên tôi ra tay sẽ có người xuất thủ có người đặc biệt mời tay đấm lại đây lại cũng không nói cái người đặc biệt mời tay đấm chính là con gái bà hạ khải nhân tuy rằng quen biết với bà ta nhưng lại không biết trần dương chính là con gái của đàm hiên đàm hiên làm quan tới cấp chính cục thực quyền ngày thường làm việc có chút khiêm tốn cho dù là bằng hữu bên cạnh bà ta cũng rất ít biết về tình hình của gia đình bà ta mỗi lần chỉ cần liên quan đến vấn đề này Đàm Hiên sẽ chú ý tả hữu mà nói. Huống hồ, bằng hữu thực sự của Đàm Hiên vốn ít càng thêm ít. Hạ Khải Nhân như vậy vẫn không thể xem như bằng hữu tốt nhất của bà ta, nhiều nhất xem như giao tình cũng không tệ lắm thôi. Tay đấm. Hạ Khải Nhân lại không hiểu ra sao cả, cũng không dám hỏi nhiều. Giây lát, Liễu Sinh Hùng một hơi tiến công liên tiếp 12 chiêu, Quách Tử Đình cũng là có thể biết bình tĩnh, liên tiếp thủ 12 chiêu, không có lấy nửa chiêu thức phản kích. Phản kích ga Dưới đài lại có người ồn ào. Phản kích. Phản kích. Lập tức đã có người phụ họa theo đuôi, tiếng gầm một hồi cao hơn một hồi. Quách tử đình vừa lên sân đấu, liền áp chế liễu sinh hùng, kiếm quang soàn soạt, rất uy phong, mọi người xem đến mặt mày hớn hở. Trong lúc nhàn rỗi, tình hình xoay ngược lại, biến thành người đông đảo áp chế quách tử đình, không có nửa phần sức hoàn thủ, đoàn người lập tức liền rất không hài lòng. Quách tử đình trên mặt mang mỉm cười, trong lòng sớm đắp kêu khổ thấu trời. Liễu sinh hùng một kiếm so với một kiếm cương mãnh, 12 kiếm này liên tiếp không ngừng đánh xuống, quách tử đình mặc dù phát huy kỹ xảo mượn lực đẩy lực của thái cực kiếm tới cực hạt, lại cũng chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, kiếm sắc trong tay vốn nhẹ nhàng giờ phút này nặng giống như thiên quân, cánh tay phải không kìm nổi nhẹ run lên. Quách tiên sinh, thái cực kiếm phòng thủ nghiêm mật, quả nhiên danh bất hư truyền. Khâm phục, Liễu sinh hùng liếc qua cánh tay phải đang nhẹ run rẩy của quách tử đình, khẽ mỉm cười, nói. Sau đó lùi lại một bước, nụ cười trên mặt chợt thu lại, hai tay cầm kiếm, sau đó co rụt lại, đẩy về phía trước, cả người khí thế biến đổi, một cỗ bạo ngược khí đập vào mặt. Cho tới giờ liễu sinh hùng đều là mặt mỉm cười, khiêm cung thủ lễ, nhiễm nhiên quân tử. Đối mặt với cổ bạo ngược khí xảy ra thình lình này, quách tử đình chấn động, không nhịn được lui về sau hai bước, tay phải căng thẳng, Gắt gao cầm cán kiếm trong tay, giơ ở ngực, hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào Liễu Sinh Hùng, nháy mắt cũng không dám nháy mắt một chút. Các học viên dưới đài vốn ồn ào náo động cũng đồng loạt ngậm miệng lại, Khẩn Trương nhìn chăm chú vào trên đài. Bất kể là ai đều có thể nhìn ra được, Liễu Sinh Hùng đại quỷ này sắp ra đại chiêu rồi. Ngay tại lúc Quách Tử Đình cố gắng điềm tĩnh tâm thần, ngưng thần tĩnh khí, chuẩn bị đem cơ năng thân thể một lần nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất bên tai mạnh vang lên bạo lôi, dường như là một tiếng hô quát. Nghênh phong nhất đao chảm. Bóng đen chợt lóe, tất cả mọi người còn không thấy rõ ràng sao lại thế này, Liễu Sinh Hùng liền đã đến gần Quách Tử Đình, một kiếm đen thùi trong tay như thiểm điện chém tới phía Quách Tử Đình. Quách Tử Đình khí quán đan điền, cũng là hét lớn một tiếng, nâng kiếm tiếp đón. Liễu Sinh Hùng một chiêu này thật sự tới quá nhanh, Quách Tử Đình trên thực tế không kịp thi triển bất luận kỹ xảo gì, chỉ có thể trọi cứng nhiều loại kỹ xảo của niêm niêm bàn quải, trần thị thái cực, nửa phần cũng không dùng được rồi. D, A, N, G, G, một tiếng giòn vang, trước mắt mọi người ngân quang chợt lóe một đoạn đoạn kiếm bay ra ngoài. Sát, đoạn kiếm kia trên không trung xẹt qua một đạo như lưu tinh hào quang, mạnh mẽ cắm vào cây cột ở một bên lôi đài, gần như hoàn toàn cắm hết vào, chỉ còn lại cái đuôi dài không tới một tấc ở bên ngoài. Quách tử đình quát to một tiếng, liền lùi lại bảy tám bước, thân mình đánh vào vòng bảo hộ trên lôi đài, mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Mọi người nhìn kỹ lại, chỉ thấy kiếm sắc trong tay quách tử đình đã bị chém làm hai đoạn, mũi kiếm dài chừng hơn một xích một đoạn, không cánh mà bay. Quách tử đình trong tay chỉ còn lại có hơn nửa đoạn, miệng há lớn, không kìm được thở dốc, ngực dồn dập phập phồng, hai mắt bắt đầu híp lại, gắt gao nhìn thẳng liễu sinh hùng, ánh mắt vừa khẩn trương vừa cảnh giác vạn phần. Tiểu quế tử lập tức há to miệng, sau một lúc lâu thẫn thờ. Điều này sao có thể, cái kiếm kia làm bằng gì vậy, khẳng định không phải là một kiếm. Thật lâu sau, tiểu quế tử mới kêu lên. Một kiếm chém vào kiếm thép, chém gãy không ngờ không phải một kiếm mà là kiếm thép, loại tình hình này thực sự quá quỷ dị, không cần nói đến tiểu quế tử, hiện trường đại đa số người gần như cũng khó chấp nhận sự thật như vậy. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, tiểu quế tử, điểm ấy không cần hoài nghi, nội công luyện đến cảnh giới cao thâm, hoa lá có cây đều có thể đả thương người, cậu cho là chỉ có tiểu thuyết mới viết như vậy sao? Lão đại, anh nói là, cái kiếm kia thật sự là một kiếm sao? Giang Vũ Thành cũng ở một bên đưa ra nghi vấn. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là cây kiếm mây, có rất nhiều cành mây bằng gỗ tinh mịn, vô cùng cứng rắn. Độ cứng có lẽ không bằng sắt thép, tính dẻo dai lại hơn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói. Quách tiên sinh, thái cực kiếm pháp cương nhu tịnh tể, danh bất hư truyền. Tôi thật vui mừng hôm nay có thể luận bàn cùng quách tiên sinh, đối với thái cực kiếm pháp rất hiểu rõ, lại càng thêm xâm nhập một tầng. Một kiếm liễu sinh hùng cầm trong tay quét ngang, mỉm cười nói. Hừ, quách tử đình cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tên đại quỷ này chiếm được tiện nghi lại còn khoe mã, thật đáng giận. Chỉ có điều tài nghệ không bằng người ta, Quách Tử Đình chỉ đành ngậm miệng không thể nói gì hơn, cầm trong tay kiếm gãy, không nói được một lời, xoay người đi xuống lôi đài. Nhìn bóng lưng Quách Tử Đình phẫn nộ không ngừng, Liễu Sinh Hùng chợt nhẹ lắc đầu, dường như có chút ủy khuất. Gã ta vừa rồi nói cũng là thật tâm, Quách Tử Đình có thể cảm thấy thua dưới tay gã là vô cùng nhục nhã, nhưng đối với Liễu Sinh Hùng, Quách Tử Đình có thể liên tiếp tiếp 12 kiếm của gã, đã xem như kỳ tích rồi. Từ khi Liễu Sinh Hùng thành tài xuất sư, Ngoài trưởng bối sư môn của gã, cho đến tận này, vãn không có người nào có thể liên tiếp tiếp 10 kiếm trở lên của hắn. Quách tử đình này, thậm chí buộc gã xuất tuyệt chiêu trung cực, nhất đao lưu, nghinh phong nhất đao chảm. Vậy càng thêm khó lường, nếu đổi lại là một thái cực kiếm danh ra trình độ cao hơn so với quách tử đình, nghinh phong nhất đao chảm có thể thoải mái thắng lợi hay không, thật sự là điều không thể biết chắc. Vì vậy ở sâu trong nội tâm liễu sinh hùng, đối với thái cực kiếm không có chút ý khinh thị nào. Quách Tử Đình không có trở lại vị trí mình ngồi lúc ban đầu, mà lập tức đi đến bên người Lý Hoàn, đem cán kiếm gãy mất một nửa, lạnh lùng nói, trợ giáo Lý, kiếm này bao nhiêu tiền, tôi đền. Lý Hoàn lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng cười trừ, nói, quách cảnh quan nói cái gì vậy? Một thanh kiếm như vậy, đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Đều là thứ bọn họ bình thường lấy ra luyện tập, lại không phải bảo kiếm thực sự, là thép chrome đấy bằng không sao có thể nhẹ nhàng như vậy đã bị người ta chặt đứt chứ. Lý Hoàn này không hổ danh là một nhân tài làm hành chính ngoại giao, một lời nói đã khiến trong lòng Quách Tử Đình dễ chịu hơn một chút. Không phải Quách Cảnh Quan Anh thủ đoạn không được, thật sự là tên không tiện tay. Đến, Quách Cảnh Quan, mời ngồi mời ngồi. Thấy Quách Tử Đình sắc mặt hơi hòa hoãn ba phần, Lý Hoàn liền nhân cơ hội kết giao với anh ta. Tuy rằng tạm thời vẫn không biết gã họ Quách này làm ở đồn cảnh sát nào, nhưng thân thủ tốt như vậy, cũng đáng để Lý Hoàn lôi kéo rồi. Hiểu ra judo quán và võ thuật quán bọn họ đều là cùng một ông chủ lớn, judo quán không dùng được thái cực kiếm danh ra, võ thuật quán bên kia nhất định dùng đến. Lại nói tiếp, đây cũng là cơ hội tốt mời nhân tài cho ông chủ lớn, càng là cơ hội Lý Hoàn anh ta biểu hiện ở trước mặt ông chủ lớn, há có thể bỏ qua sao. Quách tử đình ngồi xuống, Liễu Sinh Hùng liền nhìn phía Trương Hoài Viễn, mỉm cười hỏi, trưởng phòng Trương, luận bàn võ thuật tối nay, còn muốn tiếp tục không? Từ lúc gã lên đài đã liên tiếp đánh bại bốn người, bên này chỉ còn lại Trần Dương một cô gái tuổi còn trẻ là chưa ra sân. Ở trong suy nghĩ của Liễu Sinh Hùng, có lẽ luận bàn đêm nay trên thực tế đã chấm dứt. Tuy nhiên xuất phát từ lễ phép, vẫn nhất định phải hỏi một câu như vậy. Đương nhiên, nếu như Trần Dương nhất định muốn lên đài khiêu chiến, Liễu Sinh Hùng nhất sẽ không để ý mà ở trên lôi đài chờ lâu một hồi. Dù sao thời gian chờ tuyệt đối cũng sẽ không quá lâu. Chương 352: Bí mật. Sắc mặt Trương Hoài Viễn xem ra không tốt lắm, liếc mắt một cái nhìn Lý Thành Giang và Trần Dương. Ba người bọn họ cùng đến, đều là bạn hữu với Liễu Sinh Hùng, ba người an toàn bên này, lại thừa lại hai. Thành thật mà nói, Trương Hoài Viễn hy vọng là gắn Lý Thành Giang trên người mình. Liễu Sinh Hùng quả thật vô cùng dũng mãnh, bất kể tay không vật lộn hay có vũ khí, đều vô cùng dũng cảm. Nhưng đấu vật, Trương Hoài Viễn cảm thấy Lý Thành Giang Hẳn là còn có thể đấu một trận. Liễu Sinh Hùng liền đánh cuộc này, đấu vật và karate là hai loại võ thuật hoàn toàn khác nhau, chỉ cần một khi Lý Thành Giang có thể gần sát Liễu Sinh Hùng, như vậy cơ hội chiến thắng vẫn là rất lớn. Về phần Trần Dương, Trương Hoài Viễn chẳng là gì. Cô gái trẻ tuổi thuộc bộ phận an ninh so với người bình thường khác mà nói, tất nhiên, rất mạnh mẽ, có thể là nói cao thủ. Bình thường ba thanh niên trai tráng hiển nhiên không phải là đối thủ của Trần Dương, tuy nhiên so với Liễu Sinh Hùng thì tốt nhất không nên so. Bình thường Trương Hoài Viễn không tin vào kỳ tích. Lý Thành Giang nghiêm mặt, trên cổ gân xanh từng đám nổi lên, nhìn đe dọa Liễu Sinh Hùng trên đài, trong đôi mắt mơ hồ mang cho thêm vài phần huyết sắc. Xem ra, ở sâu trong nội tâm của Lý Thành Giang đang xảy ra xung đột mạnh mẽ. Ai? Trần Dương khẽ lôi ống tay áo của Tiêu Phàm, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ thành khẩn yêu cầu tôi đặc biệt mời ngươi tới đây chấp giữ, nay đến thời điểm quan trọng nhất rồi. Thần sắc của tiêu phàm nhìn qua rất bình tĩnh. Hai giây đầu tiên liễu sinh hùng trên đài khẽ mỉm cười, cúi đầu về phía khán giả, đã sẵn sàng để bước xuống. Chờ một chút, Lý Thành Giang cuối cùng hạ quyết tâm, vặn mình một cái, muốn đứng dậy. Mặc dù anh biết mình đến tám, chín phần không phải đối thủ của gã, nhưng mà cứ chờ mắt nhìn liễu sinh hùng, hoành tảo thiên quân mỉm cười cúi đầu chào cảm ơn trong lòng như thế nào đều nuốt không trôi cơn tức này thế nhưng lý thành giang không thể đứng lên gián tiếp một cánh tay hơi có vẻ gầy yếu đột nhiên duỗi ra khoác lên trên bờ vai anh ta lý thành giang chỉ cảm thấy một lực lớn đột nhiên đè mình xuống dưới lực lớn như thế lý thành giang hoàn toàn không thể tưởng tượng ngay cả những suy nghĩ đối đầu nhỏ cũng không dám lý thành giang hoảng hốt vốn là sắc mặt xanh mét lập tức trở nên đỏ bừng bên cạnh anh ta tiêu phàm chậm rãi đứng lên liễu sinh hùng đang chuẩn bị một cước kết thúc hoàn hảo ngay lập tức dừng tốc độ lại tiêu tiên sinh hai mắt sáng ngời mặt hơi có chút tái nhợt nhìn thẳng tiêu phàm tiêu phàm mỉm cười gật đầu không nhanh không chậm đi lên trên bục thi đấu thể thao giày đen bước trên thảm mềm phòng judo không một tiếng động a à, trần dương không kìm nổi hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm trong ngực anh ta căng thẳng khẽ kêu một tiếng vẻ mặt đều là ức chế không được, vẻ hưng phấn. Tiểu Quế Tử và Giang Vũ Thành liếc mắt nhìn nhau, cũng hưng phấn khó chịu. Sau một khoảng thời gian vài ngày, cuối cùng lại có thể nhìn thấy lão đại xuất thủ, thật mở rộng tầm mắt. Lý Thành Giang thì trừng lớn cặp mắt giống như chuông đồng. Gắt gao nhìn thẳng bóng lưng tiêu phàm cũng không thể nào khôi ngô cao lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Cho đến giờ, Lý Thành Giang cũng không thể tin được, mới vừa rồi sức lực lớn của kẻ này làm người ta hoàn toàn không thể kháng cự, không ngờ là theo trên cánh tay tiêu phàm truyền tới. Chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều nên xuất hiện ảo giác? Lý Thành Giang không kìm lòng nổi mà thầm nghĩ. Trương Hoài viễn vui sướng cùng đám người của Ma Vinh Quảng cũng đầy kinh ngạc, chỉ có quách tử đình bên trong kinh ngạc nhiều ẩn thêm vài phần khá vui sướng khi người gặp họa. Đây thực sự là một con xe CO ó bản quyền á yêu ta khoe khoang. Vừa vui sướng vừa rất lo lắng nhìn phía Trần Dương, Trần Dương cũng mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn, không có chút ý nào lo lắng. Vui sướng trong mắt hiện lên một chút vẻ nghi ngờ sâu sắc. Chẳng lẽ tất cả mọi người nhìn sai rồi, vị tiêu tiên sinh gầy yếu điềm đạm nho nhã này là một đại cao thủ giấu tài? Hoặc là, hắn dùng ma pháp hay sao? Nhìn bộ dạng này của Trần Dương, quả thật mười phần tin tưởng. Đừng nói là khán giả ở dưới đài ngạc nhiên, thậm chí mặt các ông chủ lớn ẩn đằng sau hội trường judo trên cửa sổ ở tầng thứ ba cũng đầy kinh ngạc nhìn đàm hiên. Hoảng sợ và nói, đàm tỷ, đây là chính là tên côn đồ cô nói. Thế nào, không giống. Đàm hiên liền cười, tuy nhiên nhìn được trong mắt đàm hiên cũng có vài phần chờ đợi chứ không để lộ tài năng. Không giống. Hạ khải nhân lại vừa bĩu môi vừa lắc đầu. Loại, côn đồ, này, dựa theo thuật ngữ trên Internet thì đúng là cái loại người có thể một người đánh 10 người đích thị là ngũ chiến cạn bã. Hãy chờ xem. Đàm Hiên thuận miệng trả lời một tiếng, ánh mắt từ đầu đến cuối sáng ngời dừng lại trên người tiêu phàm, không hề rời đi. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, tiêu phàm đi tới giữa võ đài, đối mặt Liễu Sinh Hùng rồi dừng bước. Liễu Sinh Hùng chợt hướng về phía tiêu phàm khẽ cúi đầu, hai mắt hơi híp lại, cho đến lúc này trên mặt vẫn tràn đầy vẻ tự tin mỉm cười, chưa từng thể hiện một chút căng thẳng không thể đổ lỗi cho Liễu Sinh Hùng căng thẳng, Tiêu Phàm rõ ràng đứng ở trước mặt anh ta, trong mắt Liễu Sinh Hùng dường như là sự tưởng tượng, giống như một làn gió, không rõ ràng, rất không chân thực. Liễu Sinh Hùng sống một mình từ lúc còn rất nhỏ, khi phải đối mặt với một cao thủ tuyệt đỉnh thâm sâu cũng có loại cảm giác kỳ lạ. Mà vị đại cao thủ kia là người Liễu Sinh Hùng từ trước cho tới nay đều kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Lại không nghĩ tới, sau nhiều năm như vậy, tiêu phàm không ngờ lại để cho anh ta có loại cảm giác này. Tiêu phàm một tay trùng xuống, một tay chắp sau lưng, trên mặt xuất hiện một nụ cười ôn hòa, thản nhiên nói, liễu sinh tiên sinh, một đao chém gió của ngươi rất có ý tứ, mời ngươi lại một lần nữa trổ tài. Giọng điệu hết sức mềm mỏng, so với liễu sinh hùng còn mềm mỏng hơn, nhưng loại hạ mình này, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cảm thấy. Đuôi lông mày của liễu sinh hùng khẽ co lại một chút, trong mắt hiện lên một chút sát khí những lời vừa rồi của tiêu phàm có phần khinh người quá đáng lần đầu nghe qua có vẻ rất nhẹ nhàng và lịch sự không có gì không ổn nhưng nghĩ lại một chút ý tứ thể hiện sự vượt trội này vô cùng sinh động sau khi xem màn đấu võ vừa rồi người chưa từng luyện qua đông đảo kiếm thuật cũng có thể thấy liễu sinh hùng ẩn giấu tuyệt chiêu một đao chém gió chỉ vì giao đấu với quách tử đình nên dùng tới một lần kiếm gỗ phá cương kiếm một chiêu định càn khôn mà tiêu phàm vừa lên đài cứ như vậy đứng ở trước mặt anh ta, trực tiếp yêu cầu anh ta diễn lại một đao chém gió. Dường như ở trong suy nghĩ của Tiêu Phàm, toàn bộ võ thuật của Liễu Sinh Hùng cũng chỉ có chiêu một đao chém gió lọt vào mắt xanh của hắn, còn các món võ nghệ khác của anh ta chỉ là đồ chơi của trẻ, không cần thiết nhắc tới. Tiêu Tiên Sinh không cần binh khí sao? Liễu Sinh Hùng trầm giọng hỏi một câu, trên mặt tỏ vẻ dường như có sự nhầm lẫn ở đây. Tiêu Phàm cứ như vậy đứng ở trước mặt anh ta, tay không vũ khí nhưng lại muốn anh ta dùng một đao chém gió. "Không cần." Tiêu Phàm vẫn điềm đạm nói, giọng điệu đặc biệt bình tĩnh. "À." Dưới đài lập tức vang lên một tràng âm thanh kinh ngạc, mọi người đều nhìn chằm chằm, khuôn mặt đều thể hiện vẻ hoài nghi. Liễu Sinh Hùng không thể khiến người ta nhịn cười, mặc dù anh ta kiềm chế tốt lắm, nhưng cũng rốt cuộc bị Tiêu Phàm chọc giận. Người đàn ông này người Trung Hoa này lại muốn bàn tay Trần đối kháng, một đao chém gió của anh ta. Phải biết rằng, ban nãy, chuôi một kiếm trong tay anh ta chặt đứt thái cực kiếm cứng rắn trong tay cao thủ cương kiếm, tuy rằng chưa nói tới cỡ sắc bén của thanh kiếm kia, nhưng cương kiếm chính là cương kiếm. Điều này là hoàn toàn không phải là giả. Chẳng lẽ, tiêu phàm cho rằng thân thể bằng da bằng thịt của hắn còn rắn chắc hơn sắt thép? Khinh! Những người Trung Hoa kia khinh miệt đối với anh ta thậm chí là miệt thị toàn bộ truyền thống võ nghệ của dân tộc đông đảo. Tiêu tiên sinh, ta nhất định phải nói cho người biết, mộc kiếm của ta đây là chế tác từ cành mây. Nếu bị mộc kiếm của ta đánh chúng rất có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu là so tài, ta cũng không muốn làm tổn hại tới tính mạng của tiêu tiên sinh. Liễu sinh hùng hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói. Bọn quỷ xâm lược này nổi lên sát tâm, Ma Quảng vẫn căng thẳng chú ý tình hình giữa sân không kìm nổi hạ giọng bên người Trương Hoài Viễn nói, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lời nói này của Liễu Sinh Hùng cũng không phải là có ý tốt nhất nhờ tiêu phàm, thực ra là nói cho mọi người ngồi đây nghe, đến lúc đó nếu anh ta chẳng may cầm giữ không được, làm bị thương tiêu phàm cũng không phải chủ ý của anh ta. Trương Hoài Viễn lại chấn định lại, hạ giọng nói đừng lo. Lúc này, nếu tiêu phàm dám lên đài, nhất định trong lòng có nguyên do trong lòng có nguyên do, ta không thấy như vậy, đây cũng không phải là nói dẫn thôi, mà để xác định chính xác thắng thua. Ma Vin Quảng không lạc quan như Trương Hoài Viễn, nhẹ giọng thầm nói. Trương Hoài Viễn lắc đầu, không nói gì nữa. Tiêu Phàm trực tiếp dùng hành động trả lời Liễu Sinh Hùng, chứng minh tay trái như trước thả ở sau người, tay phải vươn về trước, làm cử chỉ mời. Liễu Sinh Tiên Sinh, mời. Khóe miệng Liễu Sinh Hùng khẽ co lại một chút, Bước ba bước lui về phía sau, thanh một kiếm màu đen trong tay anh ta chậm rãi giơ lên, mười ngón tay xòe ra, lại từ từ nắm chặt. Do dùng lực quá mức nên các đốt ngón tay hơi trắng bệch. Hai mắt chừng nhìn tiêu phàm, ánh mắt lạnh như băng. g ta ít hắn, g Geota ít người Trung Hoa. Dưới đài vẫn giữ im lặng, ba gã đông đảo bỗng nhiên kêu lên. Đương nhiên, bọn họ kêu chính là đông đảo nói. Trần Dương lập tức hừ lạnh một tiếng, hai hàng lông mày nhướng lên trên quan sát, hung tợn chừng mắt nhìn. Bản thân là một gã đặc công hành động chuyên nghiệp, Trần Dương sẽ có một số ngôn ngữ nước ngoài, ngôn ngữ của đông đảo cũng vô cùng thông thạo. Bọn quỷ xâm lược này thật vô lễ. Liễu sinh hùng liếc mắt một cái lạnh như băng, sắc mặt cũng trở nên lạnh băng, không hề có một chút lo lắng, đối với toàn bộ bên ngoài bị tai không thèm nghe, chỉ lẳng lặng đứng thẳng ở trước mặt tiêu phàm. Trong cuộc đấu, tất cả thanh âm đều biến mất, trở nên cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người không thể không thở, không dám lần nữa phát ra các âm thanh nhỏ. Thậm chí ngay cả thói quen sáng đèn kia, giờ phút này đều trở nên vô cùng chói mắt. Liễu sinh hùng đang từ từ hạ xuống một cước, không phải về phía trước, cũng không phải về phía sau, mà là chuyển động sang ngang, một chút một, chuyển động thật sự chậm. Lôi đài cũng chỉ có lớn như vậy, rất nhanh, anh ta liền rời đến bên cạnh tiêu phàm. Rõ ràng, tên quỷ này đang tìm góc độ thích hợp nhất. Một đao chém gió, nếu là tuyệt kỹ, nhất đao lưu, trên danh nghĩa chỉ có một đao, trên thực tế bao hàm rất nhiều nội dung. Ánh sáng, hướng gió, góc độ, vị trí của đối thủ, vị trí của chính mình, khoảng cách giữa hai bên, lẫn cả dáng người và chiều cao, binh khí trong tay, vân vân, đều phải ở bên trong suy xét. Một kiếm khách thực thụ sẽ chọn một thời cơ tốt nhất ra tay. Không ra tay thì thôi, ra tay thì một đao gỡ yêu ta ít người gần như không có ai biết, Liễu Sinh Hùng một lần lại một lần nữa theo các bước trong hoa hạ, gần như là đặc biệt hướng về phía Tiêu Phàm. Đây là một bí mật. Trước mắt mới chỉ có Liễu Sinh Hùng một mình biết bí mật. Chương 353, chấp nhận. Liễu Sinh Hùng xoay quanh Tiêu Phàm, xoay chuyển rất chậm, thực tế nó là một chuyển động tròn. Làm cho tất cả mọi người hết sức kinh ngạc chính là Tiêu Phàm vẫn không theo chuyển động của Liễu Sinh Hùng, mà là lặng lặng đứng ở đó, thậm chí không có một chút nào chuyển động ngay cả cổ cũng chưa từng chuyển động một chút. Dường như căn bản cũng không lo lắng liễu sinh hùng tấn công hắn từ phía bên hoặc phía sau. Hôm nay là ở trên lôi đài, tiêu phàm dù khí chất cao hơn nữa cũng không thể tin một cách vô điều kiện rằng liễu sinh hùng sẽ không đánh lén hắn. Cái này gọi là chiến tranh không ngại dối lừa. Tiêu phàm bình tĩnh tự nhiên như thế, chỉ có thể là chứng minh một việc bất kể liễu sinh hùng tấn công từ góc độ nào, tiêu phàm đều tự cho mình là có sách lược ứng đối. Điều này không chỉ tự tin, chỉ có tập trung, võ thuật, phản ứng đạt đến mức xuất sắc, Tiêu Phàm mới dám lên mặt như thế. Tiêu Phàm càng bình tĩnh, tâm trạng Liễu Sinh Hùng càng nặng nề. Không có sơ hở. Anh ta đã vòng quanh Tiêu Phàm nửa vòng tròn, không ngờ không tìm được một chút sơ hở. Đối với Liễu Sinh Hùng mà nói, đây là một tình huống vô cùng hiếm. Kể từ sau khi anh ta thành tài, đối thủ ngang tài ngang sức hiếm khi gặp, chứ đừng nói chi đến một đối thủ cao thủ như Tiêu Phàm chẳng trách em trai anh ta phải chết trong tay người hoa hạ kia. Mặc dù Liễu Sinh Hùng cũng biết võ nghệ và su, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến Nhật Bản của các ninja, của em trai mình, tuy chưa đạt đến đỉnh cao nhưng cứ cố tình tỏ ra tâm cao khí ngạo, tự cho là rất giỏi, đây là lý do đáng chết. Nhưng dù sao, đó cũng là em trai ruột của anh ta. Theo tin tức của ông chủ bên kia truyền đến, em trai anh ta chính là đã chết trong tay của người Trung Hoa có tên là Tiêu Phàm. Cho đến nay, Liễu Sinh Hùng vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ông chủ của em trai anh ta lai lịch như thế nào, tuy nhiên theo lẽ thường đoán được thực lực của ông chủ này không phải là nhỏ, đem tình hình của Tiêu Phàm điều tra được rõ ràng. Thậm chí ngay cả bạn gái của Tiêu Phàm là cảnh sát của bộ phận an ninh, tên gọi Trần Dương, ông chủ đều đã điều tra xong. Nghiêm túc mà nói, Liễu Sinh Hùng với tin tức mà ông chủ kia cung cấp không phải là không có nghi ngờ. Anh ta cũng không phải đồ ngốc, làm sao có thể vô điều kiện tin tưởng một kẻ vốn không quen biết? Anh ta vẫn chính là một người Tây Á. Tuy nhiên, cuộc so tài tối nay, không ngờ Tiêu Phàm thật sự lộ diện, vẫn với dáng vẻ cùng Trần Dương thân mật nam nữ. Ít nhất ở phương diện này, tin tình báo của tên Abbas người Tây Á kia là chân thật không hề nói dối. Nhưng mà Liễu Sinh Hùng thật sự chưa ngờ đến Tiêu Phàm thực sự mạnh như vậy. Xét về tuổi tác, Tiêu Phàm dường như so với chính mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, mà giờ khắc này khiến Liễu Sinh Hùng cảm giác sâu hiểm khó dò. Đánh a Sao không đánh à? Đúng vậy, động thủ nhanh lên, vòng cái gì vòng tròn mãi vậy? Thời điểm đến vòng tròn thứ hai, Liễu Sinh Hùng vẫn không có ý định tấn công, mà tiêu phàm lại giống như tưởng, không hề có động tính gì, một số người xem dưới đài nóng ruột, rốt cuộc kìm nén không được kêu lên. Hiển nhiên, bọn họ đều là đang thúc giục Liễu Sinh Hùng chứ không phải tiêu phàm. Tiêu phàm vừa lên đài đã nói rõ ràng, muốn lĩnh giáo chiêu, nghênh phong nhất đao trảm của Liễu Sinh Hùng, khi anh ta chưa xuất chiêu, nghinh phong nhất đao chảm thì tiêu phàm cũng sẽ không xuất thủ. Liễu sinh hùng đối với mấy tiếng thét to này bị tai không thèm nghe. Những người này ngoài biết gây ồn vớ vẩn thì biết được cái quái gì. Tuy rằng chiêu, nghinh phong nhất đao chảm của liễu sinh hùng tràn đầy tự tin, nhưng đối mặt với đối thủ bí hiểm như tiêu phàm, đương nhiên muốn tìm được cơ hội thuận lợi nhất để ra tay. Thân là cao thủ, Liễu Sinh Hùng làm sao có thể bị những kẻ xem nhàm chán ảnh hưởng bởi đến tâm trạng của mình chứ? Nhưng mà, Tiêu Phàm dường như bị ảnh hưởng. Mặc dù chỉ là tiến đến một chút một gần như rất khó có thể phát hiện nhưng hắn vẫn nhận ra, hết sức chăm chú theo dõi Liễu Sinh Hùng. Vào thời điểm di chuyển đến bên trái Tiêu Phàm, Liễu Sinh Hùng nhìn thấy đôi mắt của Tiêu Phàm hơi hơi nheo lại một chút, dường như trong nháy mắt có phần phân tâm. Theo hướng mắt đang nhìn của Tiêu Phàm, hẳn là nhìn Trần Dương bên kia có lẽ Trần Dương hướng phía tiêu phàm làm động tác gì đó. Lúc này, Liễu Sinh Hùng tuyệt đối sẽ không để ý tới, vợ chồng son, nhà người ta liếc mắt đưa tình, chỉ cần tiêu phàm trong nháy mắt này lộ ra một tia sơ hở, đối với anh ta mà nói, như vậy là đủ rồi. Loại cơ hội này là có thể gặp được mà không thể cầu được, Liễu Sinh Hùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Y -a, -a, a a Lúc ở chỗ sâu trong lồng ngực Liễu Sinh Hùng bộc phát ra một câu hò hét như vậy, hai tay anh ta giơ thanh một kiếm đen nhánh lên cao, phủ đầu hướng về phía tiêu phàm bổ xuống. Chính là một kiếm như vậy. Chính là một kiếm như vậy chém thẳng xuống dưới. Không có bất kỳ thay đổi nào, không có bất kỳ sự cầu kỳ nào, đơn giản và trực tiếp. Đúng là liễu sinh hùng vừa rồi đã thi triển, nghênh phong nhất đao trảm. Nhưng có lẽ người bình thường với hầu hết là đệ tử xem có thể thấy được chiêu, nghênh phong nhất đao chảm của Liễu Sinh Hùng so với một đao vừa rồi có một sự khác biệt rõ ràng. Sự khác biệt về các động tác cụ thể là gì, khó mà nói được, mọi người đều chỉ có cảm giác rằng, nếu như nói một đao kia vừa rồi của Liễu Sinh Hùng là dốc hết sức lực của hai cánh tay, vậy thì một đao bây giờ cũng là dốc hết toàn lực của cơ thể. Toàn thân mỗi một khối cơ thể đều bộc phát ra sức mạnh kinh người, sức mạnh to lớn này, thậm chí mang theo hơi thở hủy diệt tất cả. Ngay cả không khí xung quanh đều phát ra tiếng rít hoảng sợ mặc dù đôi tay liếu sinh hùng cầm là một thanh mộc kiếm không có nửa phần sắc bén nhưng không ai nghi ngờ bất cứ kẻ nào chỉ cần bị mộc kiếm này của anh ta bổ chúng chỉ sợ đều đã từ một phân thành hai bị chém thành hai khúc cùng lúc liếu sinh hùng một đao chém xuống tiêu phàm cũng đáp trả tiêu phàm không lui ra phía sau càng không né tránh mà là nghinh tiếp một đao mãnh liệt này của liếu sinh hùng Gần như chỉ trong nháy mắt hai người họ đụng vào nhau ngay vào lúc này tiêu phàm ra một quyền, im hơi lặng tiếng, động tác lại nhanh như chớp. Trời ơi! Dưới đài vang mạnh tiếng hô kinh hãi. Một số người xem tinh mắt thấy rõ ràng, một quyền này của tiêu phàm là nghênh đón thanh một kiếm như gió thổi qua của liễu sinh hùng. Chẳng lẽ, tiêu phàm muốn dùng thân thể bằng xương bằng thịt đấu lại một đao từ thanh một kiếm của liễu sinh hùng? Cần phải biết vừa rồi cũng là chiêu, nghênh phóng nhất đao chảm, này, tuy là một kiếm nhưng đã cứng rắn chém đứt kiếm thép của quách tử đình quách tử đình tuy rằng thua ở dưới một tay liễu sinh hùng nhưng mọi người đều không thể không thừa nhận quách tử đình thật sự cũng được coi là cao thủ một vị thái cực kiếm tiếng tăm cầm trong tay cương kiếm chế tạo từ thép tinh còn không đấu lại được tiêu phàm cho dù có lợi hại hơn nữa trung quy cũng chỉ là tay không bằng da bằng thịt đấu lại đây không phải tự mình chuốc lấy cái chết sao dưới đài nhiều người kinh hãi nhảy dựng lên gắt gao nhìn thẳng trên đài vẻ mặt khẩn trương hai bàn tay nắm chặt đốt ngón tay trắng bệch thậm chí trong đó bao gồm vị cảnh sát hình sự quốc tế tinh thông bát quái du long trưởng, hứa duyệt. Hứa duyệt bình thường không thích nói chuyện, kiệm lời như vàng giống như tiêu phàm, tự nhiên thấy có thiện cảm, hiển nhiên thảm họa tiêu phàm đưa gân gãy xương đang ở trước mắt, hứa duyệt không kìm nổi sự lo lắng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nháy mắt, quả đấm của tiêu phàm liền đánh chúng vào thanh mộc kiếm của liễu sinh hùng. Y-A-A, a, -A, -A, -A. Có người đệ tử nhát gan hét dầm lên, nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn nữa. Xác xác, một tiếng giòn vang. mặc dù âm thanh không phải vô cùng vang dội, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng. mọi thứ trên thế gian bỗng nhiên trong nháy mắt đều như dừng lại. tiếp đó, đôi tay liếu sinh hùng nắm chặt chuôi thanh một kiếm đen nhánh khẽ lay động mũi kiếm một cái, toàn bộ mũi kiếm liền rớt xuống. không ngờ ở chỗ chuôi kiếm tiếp xúc lưới kiếm của một kiếm đứt làm hai đoạn, bị một quyền cứng rắn của tiêu phàm đánh gãy rồi. Ánh mắt mọi người trong phút chốc đều trừng lớn, tròn xoe, vẻ mặt không dám tin. Một kiếm vô cùng cứng rắn và thân xác máu thịt chạm vào nhau, không ngờ là kết quả như vậy, thật là khiến người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ, tiêu phàm dùng ma pháp? Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Sau khi sừng sốt thật lâu, người đứng ở cửa sổ tầng thứ ba xem cuộc đấu không kìm nổi tán thưởng. Vừa nói vừa không ngừng lắc đầu, đôi mắt đầy ý khâm phục. Một quyền này, sức vừa phải, tốc độ và độ chính xác hoàn hảo, gây khó dễ vừa đủ, quả thực đạt trình độ tuyệt đỉnh. Một kiếm của Liễu Sinh Hùng vừa đánh đến, khí thế tựa như rời non lấp biển, nhưng một kiếm trong tay anh ta cũng vẫn có nhược điểm, nhược điểm này ngay tại chỗ tiếp cận chuôi kiếm. Ngành phong nhất đao chảm, đến 80% lực đều tập trung ở bộ phận mũi kiếm và trên lưỡi kiếm. Tới gần vị trí chuôi kiếm, độ mạnh yếu nhỏ nhất cũng là chỗ cả cán mộc kiếm yếu ớt nhất tiêu phàm đánh chúng chuẩn xác vào chỗ, bảy tắc của một kiếm. Một cú này, nhìn như đơn giản, thực ra lực vừa đủ. Tốc độ, độ chính xác yêu cầu nắm chắc cực cao, không phải cao thủ thực sự, tuyệt đối sẽ đối phó không được. Chỉ cần có một chút lệch lạc, lúc này sẽ không phải là một kiếm của liễu sinh hùng bị cắt thành hai đoạn, mà chính là cánh tay của tiêu phàm rồi. Hạ Khải Nhân vừa bắt đầu than thở, vừa nhìn về phía đàm hiên. Rõ ràng, Hạ Khải Nhân rất muốn biết đánh giá của Đàm Hiên đối với cú đấm của Tiêu Phàm. Tuy nhiên, Hạ Khải Nhân ngay sau đó có chút thất vọng. Đàm Hiên gần như không phản ứng chút nào, dường như không biết trên lôi đài đã xảy ra loại biến cố nào, vẻ mặt bình thản, thậm chí hai mắt đều có vẻ thất thần, không biết lúc đó Đàm Hiên nghĩ về chuyện gì. Liễu Sinh Hùng cũng giống như mọi người, ngạc nhiên nhìn một kiếm bị cắt thành hai đoạn, trong tay mình chỉ còn lại có chuôi của một kiếm, Liễu sinh hùng thật giống như vừa mới nuốt vào một trăm con ruồi, vẻ mặt sửng sốt khó có thể tin. Chấp nhận. Hắn, hắn làm sao làm được. Tiêu phàm cũng đã đem nắm tay chậm rãi thu hồi lại, chậm rãi lùi về sau hai bước, một tay để sau lưng, một tay buông xuống tại bên người, im lặng đứng ở giữa lôi đài, vẻ mặt bình thản, dường như từ đầu đến cuối hắn đều như vậy đứng ở chỗ này, không có một chút thay đổi. Sau khi chố mắt thật lâu, liễu sinh hùng cuối cùng phục hồi lại tinh thần lại nhìn chuôi kiếm trơ trụi trong tay, hướng về phía tiêu phàm cúi người chào thật sâu, kính cẩn nói cảm ơn tiêu tiên sinh xuống tay nể tình, liễu sinh hùng bái phục. Những lời này thật ra không có chút nào là giả, vừa rồi tiêu phàm một quyền đánh gãy một kiếm của anh ta, nếu là thừa thắng tiến công, liễu sinh hùng sẽ không còn chút lực nào kháng cự, bởi mọi tinh khí của anh ta đều ở, nghênh phong nhất đao chảm. Mũi kiếm gãy, nghênh phong nhất đao chảm, trong nháy mắt bị phá, tại thời khắc này, tinh thần và thể lực cả người liễu sinh hùng cũng như gãy theo mũi kiếm, thật giống như bộ đội chủ lực của tòa thành bị kẻ địch tiêu diệt hết khiến tòa thành xung quanh đều không có sự bảo vệ, phòng thủ nào nữa. Tiêu phàm mỉm cười, hơi gật đầu. Liễu sinh hùng lần nữa cúi đầu, xoay người đi về phía dưới lôi đài. Hay! Mãi đến lúc này, dưới đài mới vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất, ngay sau đó, tiếng vỗ tay vang lên dữ dội, thậm chí khiến toàn bộ nóc nhà judo quán đều như bị nhấc lên chương 354, con thích hắn, hắn thích con không? Chiếc Mercedes Benz đen thấm sáng bóng chậm rãi lái vào khu ký túc xá của cán bộ thuộc Bộ Thương mại. Trần Dưa, ân ngồi ở ghế phụ xe, mặt đỏ gay, nhìn đầy hạnh phúc, nhìn phía cặp mắt của tiêu phàm mà ngập nước, sáng rạng rỡ Cho tới bây giờ, Trần Dương vẫn chưa hoàn toàn từ trạng thái hưng phấn bình tĩnh trở lại. Cô biết rằng tiêu phàm sẽ thắng, nhưng thật không ngờ sẽ thắng thật gọn gàng, Thật ly kỳ như vậy. Không chỉ Trần Dương không nghĩ tới, mọi người ở đây gần như cũng không có ai đoán được kết quả như vậy. Quá dũng mãnh, tất cả phấn khích, tất cả kiêu ngạo đêm nay đều bị hào quang của một quyền khi nãy khiến tất cả im bặt rồi hô vang long trời lở đất. Nhưng thực sự Trần Dương hoàn toàn bái phục, không phải vì hào quang của Tiêu Phàm ở trên lôi đài tỏa ra bốn phía, mà là từ đầu đến cuối Tiêu Phàm luôn bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Tiêu Phàm không mảy may cảm thấy đây là tình thế khó lường, rồi vẫn như trước lái xe đưa cô về nhà, cẩn thận và tận tâm với cương vị, bạn trai. Trần Dương có ký túc xá ở đơn vị, bình thường cũng sống ở đó, đây là một ngôi nhà cô ở từ khi còn đi học, mẹ cô là Đàm Hiên cũng sống trong ký túc xá. Trong thực tế, với việc thay đổi công việc của Đàm Hiên theo điều động công tác, Trần Dương từ nhỏ đến lớn theo mẹ cô chuyển nhà rất nhiều lần. Tối nay, Trần Dương vốn không có ý định về nhà, Cô hy vọng thời gian bên Tiêu Phàm có thể lâu hơn một chút. Tuy nhiên Đàm Hiên gọi điện thoại cho cô, muốn cô phải về nhà. Trần Dương đành phải nghe theo. Nếu không, lên lầu ngồi một chút đi. Trước khi xuống xe, Trần Dương hỏi dò mang theo vài phần chờ đợi. Dù sao, đêm nay, cuộc gặp gỡ bất ngờ này có thể được coi là Tiêu Phàm gặp qua cha mẹ của cô, mặc dù Đàm Hiên và Tiêu Phàm chỉ đơn giản là trao đổi vài lời nhưng ở trong lòng trần dương lại có một số cảm xúc khác nhau giao lưu giữa thanh niên nam nữ trong tình yêu gặp qua cha mẹ và chưa gặp qua cha mẹ là hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau không gặp cha mẹ trước cả hai bên đều hơi có chút cẩn thận mang theo ý dò xét sau khi gặp cha mẹ chỉ cần cha mẹ không có ý phản đối rõ ràng dường như phải có được sự cho phép nào đó quan hệ mới có thể nâng lên một tầng cao mới tiêu phàm mỉm cười lắc đầu nói không cô về nhà trước đi có thể có việc gấp đấy. Có thể có chuyện gì gấp. Trần Dương liền bĩu môi, nhẹ giọng nói thầm một câu. Nghĩ cũng biết, mẹ bỗng nhiên gọi điện thoại bảo mình về nhà, nhất định là rất muốn hỏi mình và tiêu phàm quan hệ thế nào. Nếu tiêu phàm có thể cùng cô cùng lên lầu ngồi, chính bản thân mình cũng có thể chứng minh nhiều vấn đề rồi. Nhưng hiện tại tiêu phàm dường như chưa, chuẩn bị tốt, Trần Dương cũng không thể gượng ép. Đưa mắt nhìn chiếc Mercedes-Benz của tiêu phàm đi xa dần, từ từ mất hút trong bóng đêm trần dương lúc này mới tự cười một tiếng trước mặt tiêu phàm trần dương chưa bao giờ nói về việc yêu nhau thậm chí ngay cả ý nghĩ về phương diện này chưa từng có trong đầu từ nhỏ đến lớn trần dương biểu hiện là một nam nhi thực thụ so với đại đa số đàn ông đều háo thắng ai có thể nghĩ đến một ngày kia chính mình sẽ vì một người đàn ông mà suy tính hơn thiệt nóng ruột nóng gan nhưng loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu Trần Dương khẽ cắn môi, chậm rãi lên lầu, dưới chân vô tình hơi nhảy về phía trước. Đàm Hiên là cán bộ cấp cục, nhà ở của cán bộ cao cấp gồm 4 phòng, 2 sảnh, diện tích thực tế sử dụng hơn 150 mét vuông, sau khi Trần Dương chuyển ra ngoài, liền về ở đó. Có vẻ vô cùng vắng vẻ, Trần Dương mở cửa, ở trước cửa thay đôi dép lê bằng vải, đi vào phòng khách, cặp mắt mở to và nhìn quanh, nhưng không tìm thấy một dấu vết của mẹ. Thật kỳ lạ, mẹ ở ban công Thanh âm tao nhã của Đàm Hiên chợt vang lên. Trần Dương tự nhiên cười nói, "Vẫn là thói quen của mẹ, lúc thời tiết đẹp thích ngồi một lúc ở trên ban công, uống chén trà, ngồi xem mây cuốn mây bay." Nhưng mà hôm nay đã trễ như vậy, Trần Dương không nghĩ tới mẹ còn đứng ở trên ban công. "Mẹ, đã nhớ con rồi à?" Trần Dương đi tới ban công, cười hì hì nói. Đàm Hiên liếc cô một cái, con gái mặt đỏ bừng, ngực đập phập phồng, rõ ràng vì cảm xúc hưng phấn cực độ bên trong cười nhạt một tiếng nói con là con gái của mẹ mẹ không được nhớ con à có thể đương nhiên có thể mẹ con cũng nhớ mẹ rồi trần dương nói xong liền tiến lên ôm cổ của đàm hiên cười đùa hôn một cái trên mặt bà từ khi còn bé trần dương chưa từng thấy mặt cha mình cũng cho tới bây giờ cô chưa bao giờ hỏi chuyện liên quan đến chủ đề về cha cô biết vấn đề như vậy chẳng những không có đáp án mà còn có khiến cho mẹ cô không vui nhiều năm như vậy hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, Trần Dương rất quấn quýt với Đàm Hiên. Trong mắt các bạn học cũng như đồng nghiệp, Trần Dương có thể coi là một người đàn ông, chỉ có ở trước mặt mẹ cô mới trở lại với dáng vẻ con gái ngoan ngoãn, làm nũng vô cùng ngây thơ. Thật sao, lời này có vẻ dối lòng nha. Mẹ thấy hiện tại con chính là miễn cưỡng nói nhớ mẹ, nhưng thực ra tâm trí đầy hình bóng của người khác, phải không? Mẹ! Trần Dương thoáng đỏ mặt, không kìm nổi vặn vẹo uốn éo thân mình có chút không thuận theo đứng lên, nhưng cũng không thế nào xấu hổ. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, cô cũng đã đến tuổi nên kết hôn, cùng mẹ thảo luận về chuyện này cũng rất cần thiết. Hắn thật sự tốt như vậy? Đàm Hiên lại thản nhiên hỏi một câu. Trần Dương lại cười rộ lên, vẻ mặt tràn ngập màu sắc tươi sáng của mình, nói: "Mẹ ơi, anh ấy thực sự rất tốt. Mẹ không biết chứ, tối nay anh ấy lợi hại thế nào, người đông đảo lợi hại như vậy, cũng không phải đối thủ của anh ấy nói xong, trần dương liền líu ríu đem tất cả sự việc xảy ra ở judo quán nói với đàm hiên đương nhiên cô không biết quá trình người đông đảo so tài đêm nay đàm hiên giống như cô một hồi không bỏ qua nhìn rõ ràng đàm hiên hiển nhiên cũng không vạch trần rất kiên nhẫn nghe mẹ mẹ nói xem anh ấy có phải rất lợi hại rất rất giỏi trần dương hưng phấn hỏi đàm hiên cười cười không trực tiếp trả lời cô vấn đề này ngược lại hỏi tô tố con cảm thấy con yêu hắn sao trần dương bất ngờ vì mẹ hỏi thẳng thắn như thế khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn càng đỏ thêm một chút cắn cắn môi mới lên tiếng vâng con rất thích anh ấy vậy hắn thì sao hắn thích con không đàm hiên hỏi đang trong sự phấn khích nên trần dương không phát hiện chính mình nói nhiều về tình huống đáng kinh ngạc của tiêu phàm như vậy đàm hiên không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc và khác thường phản ứng thật sự bình thản nếu đó là mẹ của người bình thường nghe con gái nói bạn trai như vậy không được là một đại cao thủ chắc chắn vô cùng tò mò sẽ phải truy hỏi kỹ càng sự việc rồi vốn là suy nghĩ của trần dương thật sự nhanh nhẹn có khả năng nhanh chóng trổ hết tài năng an toàn cục diện trần dương không thể nào là kẻ phản ứng chậm chạp tiếc rằng hiện tại cô rất hưng phấn cô cùng mẹ nói chuyện phiếm tâm trạng hoàn toàn thả lỏng không có chút đề phòng nào con không biết lần này câu trả lời của trần dương không phải quá nhanh mà có chút do dự Quá trình qua lại với Tiêu Phàm cũng chỉ là vài lần gặp mặt. Hình như Tiêu Phàm chưa bao giờ chính miệng thổ lộ mà chỉ là thái độ đối với cô rất dịu dàng, nhưng tính cách của anh ta vốn là như vậy, đối với mọi người đều rất ôn hòa. Điều này thực sự không thể tính là chứng cớ Tiêu Phàm thích mình. Vừa nghĩ đến đây, Trần Dương lập tức có chút như đưa đám, cảm giác hưng phấn cũng mất đi không ít, tuy nhiên, khoan đã. Trần Dương chợt nhớ tới một chi tiết cực kỳ quan trọng hơn trong đầu lập tức lại một lần nữa hưng phấn lên lập tức rất khẳng định nói mẹ anh ấy cũng thích con hai hàng lông mày đàm hiên hơi nhướng lên nói tố tố mẹ hy vọng con có thể nói thật với mẹ không nên dùng phỏng đoán con có biết mẹ không thích những từ ngữ như có lẽ giống như lúc này trần dương mới phát hiện sắc mặt của mẹ đã vô tình trở nên nghiêm túc điều này cũng rất bình thường dù sao cũng là thảo luận về việc quan trọng của cả đời cô cũng nên nghiêm túc một chút mẹ con khẳng định anh ấy thích con không phải là có lẽ cũng không phải giống như mà là thích đàm hiên thản nhiên cười nói con dựa vào cái gì mà khẳng định trần dương cắn cắn môi nói anh ấy anh ấy dạy con một loại nội công tên là hạo nhiên chính khí cái gì đàm hiên hiển nhiên hoàn toàn thật không ngờ trần dương sẽ nói ra như vậy nhất thời vẻ mặt kinh ngạc cái gì mà hạo nhiên chính khí trần dương nói mẹ mẹ không hiểu, hảo nhiên chính khí, là loại nội công mạnh nhất của anh ấy, là võ công hộ mệnh của anh ấy, anh ấy nói với con, đây là nội công tâm pháp cao minh nhất trong môn phái của anh ấy mẹ nói xem, anh ấy đem loại nội công này truyền thụ cho con, chẳng lẽ không phải thích con sao? Trần Dương càng nói càng là lưu loát trôi chảy, cũng càng là củng cố phán đoán của mình ở sâu trong tâm. Tuy nhiên nhìn qua, Đàm Hiên dường như có chút thất thần, không xác định được có đang nghe Trần Dương giải thích hay không. Mẹ, mẹ, Trần Dương nói một hồi, mới phát hiện mẹ cô không phản ứng chút nào, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng kêu lên, bắt lấy cánh tay của đàm hiên lắc lư vài cái. Đang tốt như vậy, mẹ không phải đột nhiên chúng ta chứ. A, à, oh ồ ah, hát, đàm hiên mới tỉnh táo lại từ trong lúc cây ếch yêu ta ép sợ, liên tục hít thở mấy hơi. Tô tố, con hãy nghe mẹ nói, mẹ không đồng ý con và tiêu phàm qua lại. Trần Dương không khỏi chố mắt lên, lại không nghĩ tới, sau một trận mẹ mơ mơ màng màng bỗng nhiên lại nói ra lời như vậy trong khoảng thời gian ngắn trần dương hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc kia của đàm hiên trần dương rốt cục ý thức được mẹ không giống như là đang nói đùa mẹ vì sao trần dương thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên bởi vì nghề nghiệp của con rất đặc thù thường xuyên phải ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc biệt nhoáng lên một cái mấy tháng không trở về nhà là chuyện bình thường Tiêu gia dòng dõi cao như vậy, tiêu phàm lại là đích tôn trưởng, bọn họ làm sao có thể nhận một cô gái như vậy làm cháu dâu tiêu gia. Đàm hiên Trần chờ một chút, mới nói ra lý do của mình, vô tình cố ý tránh được ánh mắt, chất vấn của Trần Dương. Mẹ, đây là lý do sao? Trần Dương lại một chút không thèm chịu nể mặt mũi, nếu mẹ nói như vậy, các đồng chí thuộc bộ phận của chúng ta, hễ là phụ trách nhiệm vụ công việc ở bên ngoài, vậy cũng không cần kết hôn. Đàm Hiên chậm rãi nói: "Tố Tố, con không nên cản quấy. Con nên biết, Tiêu gia không phải là gia đình bình thường. Con muốn tiếp tục cùng Tiêu Phàm qua lại, trừ phi con đổi nghề, từ bỏ công việc bây giờ, trở về gia đình làm một người mẹ hiền dâu thảo. Con hiểu rõ không? Mẹ, con sẽ không từ bỏ công việc của con, nhưng con cũng sẽ không từ bỏ Tiêu Phàm." Ý thức của Trần Dương lên cao, ngữ khí vô cùng kiên định. Chương 355 Đào quốc người nước ngoài Trần Dương đã ngủ từ lâu, căn phòng bên cạnh vẫn còn ánh đèn lóe lên. Phòng bên cạnh không phải là phòng ngủ chính, mà là phòng đọc sách. Bản thân bà là cán bộ cấp cục, với danh nghĩa chuyên gia đàm phán thương mại, ở nhà Đàm Hiên bố trí cho mình một gian thư phòng, đây là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, phòng sách của Đàm Hiên so với phòng sách thông thường khác mà nói nhiều hơn một chút, chỉ số người được đào tạo. Bầu không khí này rất khó để nói rõ ràng, nhưng nó có thể được cảm nhận rất rõ ràng. Đàm Hiên lặng lẽ ngồi trước bàn, khói thuốc lá từ ngón tay bà lượn lờ bay lên, mắt nhìn ba miếng màu vàng nhạt hình đồng tiền sáng lên trang trí trước bàn sách, suy nghĩ xuất thần. Ba miếng đồng tiền, cái đầu, rất nhỏ, đường kính ước chừng chỉ có 7 phần, chuyển đổi sang hệ mét, đó là khoảng 2, 4 cm, rất mỏng, chỉ có khoảng 2 mm. Nó là tiền cổ nhỏ nhất và nhẹ nhất tên tiền tiểu bình. Ở cổ đại, tiền tiểu bình tiền là loại tiền có giá trị thấp nhất. Nhưng nếu quả thật có người biết nhìn hàng xịn đến trước mặt Đàm Hiên xem cách bà bầy đặt ba miếng tiền tiểu bình này, chỉ sợ sẽ lập tức liền nhảy dựng lên, tròng mắt rơi xuống một nơi. Nguyên nhân chính là trên ba miếng tiền tiểu bình đều có khắc bốn chữ Ứng Vận Nguyên Bảo. Ứng Vận Nguyên Bảo sở dĩ quý báu ở chỗ người đúc loại tiền này không phải là một triều đại phong kiến cầm quyền, mà là của đội quân nông dân khởi nghĩa. Tứ Xuyên Thanh Thành Vương Tiểu Ba thuần hóa Bắc Tống được 4 năm, Lý Thuận lãnh đạo khởi nghĩa nông dân đề xuất khẩu hiệu, căn bệnh bất bình đẳng, tất cả chúng ta cùng chống lại các nơi nông dân đều hưởng ứng. Vương Tiểu Ba ngày lập tức bị ta S chết tại trận, Lý Thuận trở thành người lãnh đạo kế tiếp, thanh thế ngày càng lớn mạnh. Năm sau khởi nghĩa nông dân chiếm được thành đô, Lý Thuận xưng vương, giúp đất nước phát triển mạnh mẽ, định niên hiệu ứng vận nguyên bảo vì đúng thời cơ. Không lâu quân khởi nghĩa liền bị tập đoàn Bắc Tống thống trị đàn áp, Lý Thuận đã hy sinh trong thành. Thời gian chính quyền đại thuộc tồn tại tuy rằng cực kỳ ngắn ngủi, nhưng sau khi Lý Thuận xưng vương lại hết sức chú trọng phát triển kinh tế, đặc biệt là phôi đúc và cho ra hai loại tiền là tiền ứng vận nguyên bảo và tiền tiểu bình là loại tiền đầu tiên của cuộc khởi nghĩa nông dân. Bởi vì chính quyền đại thuộc tồn tại ngắn ngủi, hai loại tiền này số lượng cực kỳ hiếm hoi. Hiện nay công bố công khai số tiền còn sót lại chủ yếu là các bộ siêu tập tại bảo tàng. Ai biết trước mặt đàm hiên lại xuất hiện ba đồng ứng vận nguyên bảo, quả thực làm người ta khó có thể tin. Nếu ba đồng tiền này đều là đồ thật, tổng giá trị là chục triệu trở lên. Ba đồng ứng vận nguyên bảo trên bàn sách trước mặt đàm hiên bày thành na ná hình tam giác, đàm hiên chậm rãi đem níu thuốc lá trong tay rụi tắt, giơ tay cầm ba đồng ứng vận nguyên bảo lên, hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm cầu nguyện một chút. Cùng với động tác buông tay khéo léo, ba đồng ứng vận nguyên bảo rớt xuống, ở trên mặt bàn phát ra thanh âm va chạm trong trẻo, hai đồng tiền rất nhanh nằm im, Yên lặng ở dưới, còn lại một đồng quay tròn nhiều vòng, đụng phải ống đựng bút hai cái mới, đổ xuống. Trùng hợp thế nào, ba đồng ứng vận nguyên bảo vẫn hợp thành hình một tam giác. Hai mắt Đàm Hiên vốn là mang vẻ chờ đợi, hơi hít mắt một chút, nhìn tỉ mỉ ba đồng tiền một lúc lâu, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lẩm bẩm chẳng lẽ đây là ý trời sao? Hai lần bói đều được quẻ giống nhau. Đường tình của hai mẹ con, không ngờ cũng bấp bênh như thế cũng không biết đàm hiên trong phòng sách bao lâu mới đứng dậy, nhẹ nhàng không một tiếng động đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Trần Dương. Trần Dương mới ngủ một chút, rất vui vẻ đá chăn ra. Đàm Hiên không biết nửa đêm bao lần rời giường đắp lại chăn cho con gái. Từ lâu Trần Dương đã có thói quen không khóa cửa phòng ngủ. Ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào, chiếu vào khuôn nhỏ nhắn xinh đẹp của Trần Dương, dù cho trong giấc mộng, trên mặt Trần Dương vẫn mang theo nụ cười vô cùng ngọt ngào, mặt mày mơ mộng đàm hiên kinh ngạc nhìn con gái với vẻ mặt chiều mến trần dương ngủ rất ngon căn bản vốn không phát hiện mẹ vào phòng của cô một lát sau trên mặt đàm hiên dần dần trở nên kiên định như đã có quyết định cuối cùng nào đó chậm rãi rời khỏi phòng trần dương nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại đàm hiên trở lại phòng sách cầm điện thoại trên bàn lên gọi một cú điện thoại vâng ai đó điện thoại vang lên một hồi đầu kia vang lên một thanh âm bực mình mơ mơ màng màng nghe đúng là một người đàn ông trung niên hiển nhiên nửa đêm bị người khác đánh thức vô cùng không vui kim đồng hồ báo thức trên bàn đã xê dịch một chút vâng đúng là tôi đàm hiên thản nhiên nói sư phụ người đàn ông trung niên đầu điện thoại bên kia kinh hãi giọng nói lập tức liền trở nên kính cẩn đối với cách xưng hô mà người đàn ông trung niên dùng khiến đàm hiên có chút không vừa lòng hai hàng lông mày hơi nhăn lại nói đã nói với ngươi nhiều lần rồi ta không thu nhận đồ đệ. Kha kha, người đàn ông trung niên cười một tiếng, không ý kiến gì. Có một việc, người giúp ta thu xếp một chút. Vâng, vâng, bà có việc gì cứ bảo. Người đàn ông trung niên không hề kêu sư phụ, nhưng giọng điệu lại càng thêm kính cẩn. Con gái tố tố của ta, ta muốn sắp xếp cho nó ra nước ngoài một thời gian, tốt nhất có thể lâu một chút. Người đàn ông trung niên nhất thời rất ngạc nhiên, hỏi tại sao? ông hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình đàm hiên con gái bảo bối theo lý mà nói người mẹ sẽ trăm phương nghìn kế muốn giữ con gái bên cạnh có thể bao bọc lẫn nhau vị này thì ngược lại lại muốn để con gái độc nhất ra nước ngoài người đừng hỏi nữa tóm lại sắp xếp đi đàm hiên không muốn giải thích nhiều thật sự chuyện như thế này bà cũng không muốn giải thích chẳng lẽ lại nói người khác biết bà muốn ngăn chuyện yêu đương của con gái chia rẽ uyên ương người đàn ông trung niên cũng không do dự lập tức nói vâng tôi đi sắp xếp như vậy đi vừa lúc trong cục có nhiệm vụ phái người đến nước đông đảo tôi để cho tố tố đi nước đông đảo một thời gian khoảng một hai năm bà thấy được không được đàm hiên khẽ gật đầu tạm thời trước mắt làm cho bọn nó tách ra một năm rồi nói sau theo phân tích tình hình tiêu phàm dường như không hề có ý muốn dính với trần dương chủ yếu là trần dương bị tiêu phàm mê hoặc chỉ cần đem trần dương điều đi không phải cô muốn là trở về nước ngay được, có lẽ tiêu phàm cũng sẽ không có việc gì để bay qua trăm núi ngàn sông đến nước đông đảo thăm Trần Dương. Hơn nữa, lúc này Trần Dương đi đông đảo là chấp hành nhiệm vụ, dựa theo quy định kỷ luật của bộ phận an ninh, cô cũng không thể tùy tiện lộ ra hành tung của mình với tiêu phàm. Đây là quy định không thể thay đổi của nghề đặc công, không cần nói là bạn trai bạn gái, cho dù là giữa vợ chồng cũng không thể tùy tiện để lộ bí mật. Sau khi cúp điện thoại, Đàm Hiên cũng không vội vã trở về phòng ngủ của mình nghỉ ngơi mà lại đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, ánh mắt đảo đi đảo lại trên ba đồng ứng vận nguyên bảo. Nói thực, lúc trước bói, bà chỉ đơn giản không đồng ý Trần Dương và Tiêu Phàm qua lại, sau khi bói, bà lại càng không thể yên lòng. Nhiệt duyên, dối rắm mơ hồ, dối rắm mơ hồ. Sẽ không có bất kỳ người nào rõ, nhiệt duyên, sẽ gây tổn thương thế nào đến con gái bà hơn chính Đàm Hiên được. Chính bà năm đó cũng đã trải qua tất cả, chẳng lẽ con gái bà phải dập khuôn máy móc trải qua một lần nữa dù thế nào bà không thể để chuyện này xảy ra đàm hiên âm thầm cắn chặt răng người đàn ông trung niên làm việc tương đối nhanh chóng mấy ngày sau trần dương liền nhận được nhiệm vụ phải đi nước đông đảo khi biết mình có thể phải ở đó một thời gian không ngắn trần dương liền thấy trôi rắm với tính của cô cô mừng vì mình được phân công công tác nhưng cô cũng thích tiêu phàm hơn nữa càng ngày càng thích Đương nhiên, mệnh lệnh là không thể cãi. Sau một hồi dối rắm cuối cùng Trần Dương lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Tiêu Phàm. Tố tố. Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của Tiêu Phàm trước sau như một dịu dàng, cũng trước sau như một bình tĩnh. Loại nhu hòa bình tĩnh này Trần Dương trước kia không cảm giác thấy có cái gì không ổn, nhưng bây giờ nghe trong lỗ tai, lại có một loại sầu muộn không nói ra được, bởi vì có lẽ trong một thời gian tương đối dài nữa, Trần Dương không thể thường xuyên nghe được giọng nói này rồi. Kỷ luật của bộ phận an ninh buộc phải tuân thủ nghiêm chỉnh. Tùy tiện gọi điện cho Tiêu Phàm là điều tối kỵ trong công tác an ninh. "Tiêu Phàm, tôi, tôi phải đi công tác rồi." Trần Dương hít một hơi thật sâu, đem tình cảm điên cuồng trong lòng mình đè nén, cố hết sức bình tĩnh nói. "Ừ, đi công tác ở đâu?" Tính chất công việc của Trần Dương, nhất định cô không thể trong thời gian dài ngẩn ngơ trong phòng làm việc. "Đi Đông đảo, khả năng lần này thời gian ở lại bên kia sẽ tương đối dài." ít nhất là một năm trở lên. Trần Dương nói qua quýt cũng không lộ ra nhiều tin tức cụ thể nữa. Đi Đông đảo một mình đi. Rõ ràng điều này Tiêu Phàm không ngờ đến, cho dù là nhân viên đặc công, chỉ cần không phải là gián điệp ẩn náu trong lòng địch ở nước ngoài trên một năm, thời gian dường như cũng hơi nghi ngờ là dài quá một chút. Hơn nữa là đi Đông đảo, Tiêu Phàm đối với quốc đảo này vốn phản cảm. Không phải, còn có những đồng chí khác, anh yên tâm đi nhiệm vụ này không có tính nguy hiểm quá lớn tôi sẽ tự bảo vệ tốt chính mình trần dương vội vàng nói theo ngữ khí bên trong của tiêu phàm cô cảm nhận được sự quan tâm của tiêu phàm đối với cô nhất thời trong lòng liền thấy ngọt ngào tâm tư của cô gái trẻ có lúc thật ra không phức tạp một chút nào khá đơn giản một câu quan tâm có thể làm cho cô trở nên phấn chấn trong điện thoại bắt đầu trầm mặc trần dương bất chợt có chút bận tâm xem ra tiêu phàm dường như có ý không thích nhiệm vụ của cô lần này được rồi, vậy cô chú ý bảo vệ tốt chính mình. Mặt khác tu luyện, hảo nhiên chính khí không được tạm dừng, nhưng cũng không thể chỉ vì cái trước mắt, phải tiến hành có chất lượng. Một chút, Tiêu Phàm lại mở miệng nói. "Vâng Tiêu Phàm, tôi hỏi anh chuyện này." Trần Dương Trần trừ nói. "Hỏi đi, tại sao anh lại đem hảo nhiên chính khí truyền thụ cho tôi?" Chuyện này, trước kia Trần Dương đã từng hỏi, nhưng đáp án của Tiêu Phàm cũng không thể làm cho cô vừa lòng hiện tại sắp sửa xa cách lâu ngày trần dương lại mở miệng hỏi lần nữa bởi vì cô là người thích hợp câu trả lời của tiêu phàm vẫn đơn giản như vậy trần dương có chút không vui lưỡng lự nói lại trả lời cho có lệ với tôi tại sao tôi được chọn là người thích hợp chẳng lẽ chỉ có chọn tôi mới thích hợp nhưng kế tiếp câu trả lời của tiêu phàm khiến trần dương càng thêm buồn bực về sau cô sẽ biết audio điện tử võ tấn bền chương 356, kinh biến thiên lang sư đệ, khí sắc của đệ hơi kỳ lạ. Vừa đi vào ngôi nhà cấp 4 của văn nhị thái gia ở, một ông cụ đôi mắt tinh quang nhìn ra bốn phía, ánh mắt chỉ là quét qua trên mặt tiêu phàm, hai hàng lông mày liền nhăn lại rồi nói. Tiêu phàm cười khổ một tiếng rồi nói, sư huynh, huynh cũng nhìn ra. Trên mặt tân lâm ngay tức khắc lộ ra vẻ mặt quan tâm. Văn nhị thái gia lại cười, nói, xem ra, sư đệ kẻ tại giai đoạn thứ tư, tiêu phàm nét mặt già nua lập tức hơi đỏ. Sau khi tìm công thức thứ sáu của giai đoạn luân hồi, trở về, hắn sao chép một phần giao cho Văn Thiên nghiên cứu. Mặc dù Văn Nhị Thái ra nghiên cứu tinh thông, giai đoạn hồng trần, nhưng đối với giai đoạn luân hồi cũng có đọc lướt qua. Đệ tử kiệt xuất của vô cực môn bình thường đều như vậy, nghiên cứu tinh thông, giai đoạn thứ sáu, mặt khác cũng nghiên cứu năm tướng mệnh học còn lại. Thấy tiêu phàm lúng túng, Văn Nhị Thái ra cười nói, đến đây, sư đệ tân cô nương, mời dùng trà. Thật cảm tạ sư huynh, sư huynh, quả thật giai đoạn thứ tư làm cho đệ có chút đau đầu, cho nên, đến gặp riêng sư huynh xin chỉ bảo, có thể có rượu kế nào không? Tiêu phàm cũng không giấu giếm, đem mục đích của mình nói ra rõ ràng. Mặc dù tất cả mọi người đều là đệ tử thân truyền của chỉ thủy tổ sư, văn nhị thái gia lớn hơn tiêu phàm mấy chục tuổi, so về việc từng trải sự đời và kinh nghiệm giang hồ nhiều hơn hẳn tiêu phàm, nên tìm sư huynh xin chỉ bảo là chuyện đương nhiên. Văn nhị thái gia vuốt vuốt tròm dâu bạc trắng như tuyết, liếc nhìn Tân Lâm một cái. Tân Lâm không nói được một lời, xoay người đi ra ngoài cửa, khuôn mặt đẹp, trắng nõn như ngọc, hai má ửng hồng. Giai đoạn thứ tư trong sáu giai đoạn của giai đoạn luân hồi là hợp hoan thức. Tân Lâm đã từng chứng kiến sự lợi hại của hợp hoan thức lúc tiêu phàm tu luyện, tính tình bỗng nhiên thay đổi lớn, thoáng cái lửa giận rừng rực, có dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không xảy ra sự việc như vậy nữa, nhưng Tân Lâm nhìn ra được đây là kết quả tiêu phàm hết sức áp chế mới có được. Song Tân Lâm lấy kiến thức phổ thông suy đoán, bất kể loại pháp công nào muốn tu luyện thành tài nhất định phải thuận theo tự nhiên chứ chưa từng nghe vừa cưỡng ép áp lực vừa tu luyện mà có thể thành công. Giai đoạn thứ tư này là hợp hoan thức, chỉ sợ cuối cùng là phải giống như lời nói của mặt chữ, nam nữ hợp hoan mới thành. Hiện giờ tiêu phàm đến nhà nhị sư huynh thỉnh giáo việc này, Tân Lâm cảm thấy cô không nên dự thính để đỡ phải khiến hai sư huynh họ lúng túng. Sư đệ, giai đoạn thứ tư này, trước đây ta đã từng luyện qua nhưng khá suôn sẻ, không gặp phiền phức gì quá lớn. Chờ Tân Lâm ra khỏi cửa phòng, văn nhị thái ra khẽ mỉm cười, vuốt vuốt tròm dâu bạc trắng, nói với vẻ mặt có chút dương dương tự đắc. Tiêu phàm cảm thấy lúng túng nói, vẫn là sư huynh lợi hại. Văn nhị thái ra cười nói, sư đệ, đệ lầm rồi, thật ra không phải ta lợi hại mà đây là vấn đề tuổi tác. Đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu sư huynh không nhìn lầm mà nói, e rằng sư đệ đến hiện tại vẫn chưa biết đến chuyện nam nữ đúng không? Với con mắt quan sát tình tường của văn nhị thái gia thấy được thắt lưng tân lâm rất thẳng, khôn cùng chói chặt, vừa nhìn đã biết rõ vẫn là tấm thân trinh nữ. Hai người này ngày đêm ở cùng một chỗ, chung một phòng, nếu tiêu phàm đã nhận thức được chuyện nam nữ, tấm thân trinh nữ của Tân Lâm đã không thể giữ gìn đến ngày hôm nay. Còn bản thân văn nhị thái gia đối với, giai đoạn luân hồi, chủ yếu cũng chỉ là tìm hiểu chứ không phải tu luyện thực sự, hợp hoan thức ảnh hưởng cũng cực kỳ nhỏ đến ông ta. Tiêu phàm đang lúc tuổi thanh xuân, tinh thần và thể lực vô cùng dồi dào, cho dù không có, hợp hoan thức, ký bản quyền tê ý bản quyền, về lý thì đối với nam nữ vốn hết sức để ý lẫn nhau, huống hồ bên người lại có mỹ nữ như hoa như ngọc thì càng khó có thể kiềm chế rồi tiêu phàm nhẹ gật đầu càng thêm ngượng ngùng. Văn nhị thái ra cười ha hả, nói, sư đệ, yêu đương nam nữ là chuyện thường tình của con người, cũng là lẽ tự nhiên, sư đệ không cần quá mức câu nệ. Tiêu phàm rốt cuộc là tiêu phàm liền rất nhanh chấn định lại, hỏi, sư huynh, có phải chỉ cần tình yêu nam nữ là có thể vượt qua cửa ải này? Văn nhị thái ra ngẫm nghĩ một chút, nói, sư đệ, ta không có chủ ý tu luyện thuật luân hồi, nhưng bên trong giai đoạn hồng trần cũng tương tự, căn cứ kinh nghiệm của ta thấy chỉ cần tình yêu nam nữ có thể vượt qua được hợp hoan thức. Đương nhiên nếu như có thể có các biện pháp khác phụ trợ thì hiệu quả tốt hơn. Tiêu phàm vội vàng hỏi, các biện pháp phụ trợ khác. Văn nhị thái ra cười nói, cái gọi là các biện pháp phụ trợ khác, một là đan dược, thứ hai là cùng phụ nữ quan hệ nam nữ, nếu như là tấm thân trinh nữ thì nội lực sẽ cao cường, cho chặt nguyên âm, như vậy sau khi luyện thành hợp hoan thức, hiệu lực liền không thể so sánh một cách tầm thường. Sư đệ, kỳ thật lúc trước sư phụ đã sớm chuẩn bị xong việc chọn người thích hợp cho đệ, ha ha. Tiêu phàm không cười, ngược lại hai hàng lông mày nhíu lại, dường như hơi có tâm sự. Văn nhị thái ra sừng sốt, vuốt vuốt tròm dâu bạc trắng, nói. Sư đệ có chỗ nào bối rối sao? Sư huynh, dùng phương thức này có thể gây hậu quả không tốt đối với cô gái đó không? Tiêu phàm rất nghiêm túc hỏi. Mấy ngày nay, hắn tu luyện, hợp hoan thức, gặp nút thắt, từ đầu đến cuối không có gì thực chất tiến triển, thời điểm trong cơ thể bản quyền vọ y mãnh liệt như lửa đốt cũng không phải là không có suy nghĩ qua quan hệ nam nữ. Tân Lâm thì ngay bên người, Uyển Thiên Thiên cũng ở đây, các cô cũng thực sự sẽ không cự tuyệt hắn. Nhưng tiêu phàm ép buộc mình đè nén bản thân bởi sợ hậu quả khó lường. Dù sao cần nam nữ quan hệ mới có thể vượt qua pháp môn tu luyện khiến tiêu phàm có cảm giác khá tà dị. Dùng phương thức này tu luyện, kết quả như thế nào, Thật khó có thể đoán trước được. Cho dù đối với người tu luyện vô hại, nhưng với người cùng tu luyện kia có hại hay không, Tiêu Phàm cũng muốn biết trước rõ ràng. Thời điểm còn mơ hồ mà cướp lấy Trinh nữ nguyên âm của Tân Lâm hoặc Uyển Thiên Thiên không phải tác phong làm việc của Tiêu Phàm. Qua nhiều năm dưới sự trói buộc của môn quy, làm nhiều việc thiện tích đức của vô cực môn, Tiêu Phàm sớm thành thói quen, suy nghĩ cách thức làm việc như vậy. Địa vị của Tân Lâm trong hắn đúng là đặc biệt không giống người khác. Phan Nhị Thái ra trầm ngâm, không trả lời hắn ngay, một lát sau mới trầm giọng nói: "Sư đệ, chuyện này ta cũng không thể cho đệ câu trả lời khẳng định chắc chắn. Chí ít năm đó ta không gây tổn hại quá với những cô gái kia. Nếu trong lòng sư đệ bất an thì dùng đan dược cũng có thể giải quyết được. Liên quan đến phương thức giải quyết một mình này, bản ghi chép bên trong thuật tàng có, sư đệ trở về điều tra một chút sẽ biết. Tuy nhiên dùng đan dược cưỡng ép áp chế bản quyền võ IG cho dù cuối cùng đã luyện thành hợp hoan thức chỉ sợ hiệu quả cũng không được tốt lắm sư đệ suy nghĩ kỹ vâng tiêu phàm khẽ gật đầu một cái phương thức dùng đan dược mà văn nhị thái ra nói thật ra hắn đã sớm điều tra qua và hiểu rõ trong đó có một dạng thuốc chủ yếu sinh trưởng bên trong rừng sâu núi thẳm nhiệt đới ở phía nam dược tính lạnh xem ra phải đi phía nam một chuyến rồi mặc dù quyết định đến đó nhất định dựa vào đan dược tu luyện hợp hoan thức nhưng những sự chuẩn bị liên quan cũng phải làm cho tốt bởi vì cái gọi là lo trước khỏi hỏa văn nhị thái ra nhìn liếc tiêu phàm một cái đang muốn mở miệng bỗng nhiên biến sắc cùng lúc đó tiêu phàm cũng vươn người đứng dậy thần sắc trên mặt trở nên không ổn định sư phụ phía tây sơn có động tính ngoài cửa vang lên âm thanh rồn rập biết rồi văn thiên và tiêu phàm đồng thời từ trong phòng đi ra bóng người chợt xuất hiện tân lâm sớm đã đi tới bên người tiêu phàm Văn Thiên và Tiêu Phàm đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn về phía tây bắc có một cột sáng phóng lên cao nhắm thẳng đến hành tinh Thiên Lang. Còn lại bốn phía của cột sáng là hắc khí lượn lờ, mờ mờ ảo ảo với một đầu thú dữ tợn không ngừng xoay quanh vây lấy cột sáng, dương nanh múa vuốt vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy ảo ảnh đầu thú này, Tân Lâm trước sau như một lãnh đạm cũng không khỏi vẻ mặt biến sắc. Vụt, một tiếng, hàn quang bắn ra bốn phía, một thanh trường kiếm cực mỏng rất nhỏ sắc bén, hiện tại nháy mắt liền xuất hiện trong tay, Tân Lâm cầm thật chặt, như vào trận đánh địch. Nguyên nhân chính của ảo ảnh đầu thú này Tân Lâm quá quen thuộc. Năm trước ở chỉ thủy quan, thời điểm tiêu phàm, nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng, chính là bị đầu thú này tập kích, làm cho chế luyện, càn khôn đại hoàn đan, thất bại trong gang tắc, tiêu phàm chịu trọng thương thiếu chút nữa là bỏ mạng. Quá khứ đã lâu như vậy, bỗng nhiên lại nhìn thấy ảo ảnh đầu thú vô cùng quen thuộc này, cũng khó trách Tân Lâm lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên sau một lát, cột sáng đã bắn thẳng đến hành tinh Thiên Lang, ảo ảnh đầu thú màu đen càng lúc càng nhạt đi, cũng tại mặt ngoài hành tinh Thiên Lang, miệng há lớn, lộ ra bốn cái răng nanh sắc bén, dường như muốn đem hành tinh Thiên Lang một cái nuốt xuống. "Sư đệ, là hắn sao?" Văn Thiên gắt gao nhìn thẳng ảo ảnh đầu thú dữ tợn kia rồi trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trả lời, chính là hắn. "Ha ha, tốt lắm, co đầu rụt cổ 10 tháng." cuối cùng đã chịu lộ diện. Ta còn tưởng rằng y phải trốn cả đời chứ. Văn nhị thái ra cười lạnh một tiếng nói rồi lập tức quay đầu chuyển sang bên Khương nhị. Tư viễn bọn họ trở lại chưa? Gừng nhị liền vội đáp, không có. Hôm trước đại sư huynh cùng với lão ngũ đi Tây Sơn, qua điện thoại cho tôi biết hiện nay bầu trời khác thường, không ít người ra ra vào vào, khả năng có chuẩn bị cho chuyện gì đó. Nói xong lại nhìn hướng lên chơi bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng thiên văn làm người ta kinh ngạc này không phải là biểu thị đối phương đã bắt đầu hành động sao? Tiêu phàm hai hàng lông mày nhăn lại, hỏi, sư huynh, bên kia Tây Sơn cũng chỉ có tư viễn hai người bọn họ sao? Có cần trợ giúp không? Văn nhị thái ra từ Hoàng Hải đi thủ đô, ở đúng 10 tháng, lục đại đệ tử tề tụ kinh sư, thậm chí tất cả sản nghiệp Hoàng Hải bên kia cũng chỉ là điều khiển từ xa, bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng không thu hoạch được gì từ lâu đã tập trung vào vị trí của đối thủ, ngôi biệt thự ở Tây Sơn bên kia, đúng là nơi đóng quân những người đó hoạt động. Biết được tình huống như vậy, Văn Nhị Thái Gia và Văn Tư Viễn tự nhiên phải có sự sắp xếp tương ứng. Người khác có thể thông qua camera thành phố để giám thị căn nhà cấp 4 này của Văn Nhị Thái Gia, Văn Nhị Thái Gia cũng tuyệt không phải ngồi không, lập tức ăn miếng trả miếng, cho người bắt đầu giám thị ngôi biệt thự ở Tây Sơn kia. Theo phát triển tình thế, thậm chí ngay cả tư viễn đều tự mình đi Tây Sơn tiến hành giám sát, nhằm thu hoạch thêm tình báo tỉ mỉ. Không cần, bọn họ lập tức trở về rồi. Văn nhị thái ra khoát tay áo nói, vẻ mặt bên trong lộ ra một chút ngạo mạn. Anh ta là đệ tử đích truyền, tại Hoàng Hải Sưng, vạn nhân địch, có thể không phải ai cũng có thể đối phó được, làm sao có thể ngay một nhiệm vụ theo dõi cũng không làm được. chương 357, ngồi nhử. Văn nhị thái ra liệu sự như thần, Văn Tư Viễn và Ngũ Sư Đệ liền trở về tứ hợp viện rất nhanh, nhưng nhìn qua, hơi hỗn loạn. Trên người Ngũ Sư Đệ có vết máu, trên quần áo của Văn Tư Viễn cũng dính không ít bùn đất, Sư Huynh Đệ hai người thở hổn hển. Vừa nhìn thấy bộ dạng này, sắc mặt Văn Nhị Thái ra trầm xuống, hỏi, sao rồi, ra tay rồi à? Văn Tư Viễn gật đầu, có chút xấu hổ, nói, không nghĩ rằng họ đột nhiên tăng tuần tra, liền đụng chạm nhau. Mấy đệ tử tuần tra vòng ngoài, không chịu nổi một kích nhưng hai người chạy theo sau lợi hại hơn, đều là người hồ ở tây vực, áo trắng bào trắng, tròm dâu xoắn, hốc mắt rất sâu. Cách hang ổ bọn họ rất gần, đệ tử cũng không dám hiếu chiến, chỉ có thể nghĩ cách thoát thân. Văn tư viễn hồi báo qua loa tình hình vừa xảy ra. Hai người hồ áo bào trắng theo sau thực sự rất lợi hại, một mình chiến đấu. Văn tư viễn tuy không rơi vào thế hạ phong, nhưng đối phương người đông thế mạnh, có đầy đủ quân cứu viện, chỉ có thể rút lui trước. Văn nhị thái ra hừ một tiếng, không nói gì nữa, tiếp tục quan sát dị biến của thiên lang tinh. Ngay tại lúc đầu thú đen sắp thôn tính thiên lang tinh, bỗng nhiên thiên lang tinh lóe sáng, đầu thú đen lập tức bị tách ra, tia sáng phóng lên cao rồi tiêu tan. Đoàn người ngơ ngác nhìn nhau, mọi người có chút kinh ngạc. Văn thiên và tiêu phàm không lên tiếng, cũng không có ý rời đi lập tức. Đang lúc mọi người nghi hoặc, tia sáng bên kia tây sơn lại phóng lên cao, đầu thú dữ tợn kia lại đánh về phía thiên lang tinh, sau vài phút, bị tia sáng của thiên lang tinh đánh lui. Trong vòng nửa giờ, tình hình này xuất hiện liên tiếp ba lần, sau đó cuối cùng yên lặng, không có bất kỳ hiện tượng nào xảy ra nữa. Văn nhị thái ra giơ tay lên, khiến một đám đồ tử đồ tôn và các tùy tùng lập tức cùng tiêu phàm vào trong nhà, văn tư viễn và tân lâm vào theo. Sư đệ, sao thế này? Nâng chén trà lên uống một ngụm rồi hỏi tiêu phàm chậm rãi nói không giống đấu pháp mà giống như bầy trận đệ đoán hẳn là thử bố trí trận pháp mới từ thiên tượng vừa rồi để xem trận pháp này đã bố trí thành công uy lực không hề nhỏ văn nhị thái ra gật đầu nói ừ nếu đây là trận pháp có thể nối trực tiếp với lực của thiên lang tinh uy lực nhất định không hề nhỏ văn tư viễn nói sư phụ sư thúc có khi nào đang tu luyện công pháp mới không tiêu phàm đáp cũng có thể lắm bất kể là tình huống nào cũng chứng minh một chuyện chuyện gì y đã bình thường rồi tiêu phàm chậm rãi nói từng chữ từng chữ một vẻ mặt vô cùng ngưng trọng trong phòng lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh không thể nghi ngờ mọi người đều biết tiêu phàm nói y là ai vết thương của thủ phạm người ban đầu ngăn chặn tiêu phàm nghịch thiên cải mệnh đã khỏi hẳn một chút văn nhị thái ra cười lạnh một tiếng nói đến hôm nay y mới khỏi hẳn xem ra thực lực cũng không mạnh như chúng ta nghĩ tiêu phàm bị thương còn nặng hơn y nhưng lại khỏi hẳn mấy tháng nay rồi về phần vết thương tiêu phàm chịu văn nhị thái ra không nói ra sư phụ sư thúc hay là chúng ta ra tay thôi văn tư viễn nhuyến mày nói về cơ bản xào huyệt ở tây sơn của bọn chúng chúng ta khá nắm rõ thay vì kéo dài như vậy không bằng chủ động tấn công chủ động tấn công văn nhị thái ra hỏi lại đúng con thực sự làm rõ rồi, tình hình bên đó sao rồi? Người chủ trì tên là gì, đến từ đâu, có bản lĩnh gì? Có bao nhiêu trợ thủ, việc này con biết được bao nhiêu? Ngữ khí của Văn Nhị Thái ra dần nghiêm nghị. Đối với thắc mắc của ông cụ, Văn Tư Viễn Dường như sớm đã suy nghĩ nên liền đáp, sư phụ, con biết đánh trận cần biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được. Nhưng tình hình hiện nay có chút đặc biệt, họ sớm biết chúng ta tới, đối với sự phòng bị khá nghiêm mật của chúng ta, muốn nói ra tình hình về cơ bản không có khả năng họ đang triệu tập không ngừng đội ngũ mỗi ngày trôi qua thực lực của họ ngày càng mạnh càng về sau càng khó đối phó nếu như sớm muộn phải phân thắng bại thì không nên chậm trễ nói rất hùng hồn văn nhị thái ra không giận mỉm cười nói tư viễn ý nghĩ chủ động tấn công của con không tệ nhưng con nói không có cách nào thăm dò rõ thực lực tiềm ẩn của họ lại có chút tuyệt đối rồi văn tư viễn giật mình hơi nửa tin nửa ngờ nói, sư phụ, người nói, có cách thăm dò rõ thực lực tiềm ẩn của họ sao? Trong khoảng thời gian này, Văn Nhị Thái ra chấn thủ kinh thành, nhưng sự việc cụ thể đều do Văn Tư Viễn cùng năm sư đệ và một số đệ tử khác xử lý. Biệt thự Tây Sơn phòng bị nghiêm ngặt, Văn Tư Viễn rõ hơn ai hết, dường như là nghĩ hết cách cũng không có được tin tức rõ ràng. Hiện giờ sư phụ lại nói còn cách khác, cũng khó trách văn tư viễn bán tín bán nghi, Văn Nhị Thái ra thản nhiên nói, thật ra cách này rất đơn giản, khiến họ chủ động tấn công, họ sẽ lộ ra tất cả thực lực khiến họ chủ động tấn công. Văn Tư Viễn hơi sừng sốt, từ khi học nghệ từ sư phụ đến nay, Văn Tư Viễn luôn có tinh thần tiến công, dù là làm ăn hay là trong giang hồ, uy danh, vạn nhân địch, đều có, sự giàu có của tập đoàn Tư Viễn cũng từ chủ động siêu cao thuế nặng mà có. Văn Tư Viễn chưa bao giờ tin ngồi ở nhà, trên trời sẽ có bánh rơi xuống để ăn sau khi đến Kinh Thành, phòng thủ 10 tháng, đã khiến Văn Tư Viễn vô cùng một ngạt. Văn Nhị Thái ra chậm rãi nói, Tư Viễn, con từng chơi cờ chưa? Sư phụ, Văn Tư Viễn thêm nghi hoặc. Văn Nhị Thái ra nói, trận quyết chiến này, mục tiêu của chúng ta không phải là diệt kẻ thù mà là đoạt xoái. Tiêu phàm khẽ gật đầu, dường như đồng ý lời của Nhị Sư Huynh. Dựa vào tình báo nắm giữ trước mắt, mạng lưới quan hệ tương đối phức tạp, nhiều người Hồ Tây vực có thể sống ở kinh thành lâu như vậy, không khiến phía chính phủ chú ý, không có người đứng sau quả là làm không được điểm này. Nếu nhổ tận gốc, và lại không cần nói đến thực lực không đủ, cho dù thực lực như vậy, cũng phải suy xét tới hậu quả và ảnh hưởng của diệt tận gốc. Vậy nhất định là chuyện vô cùng lớn, chỉ sợ rất khó che giấu. Cho nên, sách lược, đoạt xoái, không thể nghi ngờ là chính xác nhất, cũng là tính hiệu quả cao nhất. Đương nhiên, xoái, nơi này gọi không phải là chỉ riêng một người, bao gồm người chủ trì thần bí bên kia, nhưng không chỉ bao quát một mình y, trợ thủ quan trọng nhất của y đều là hàng ngũ, xoái. Nghiêm túc mà nói, Văn Thiên là bộ chỉ huy, chỉ cần diệt trừ chủ trì hoặc là trọng thương, trận này coi như là đại thắng. Tôm tép nhãi nhép đều lật không nổi sóng gió. Mà đoạt xoái lại là khó nhất, cùng với chủ động tấn công, không bằng khiến họ chủ động tấn công. Lúc hoàn lực tấn công, toàn bộ thực lực của kẻ thù đều lộ hết, sư phụ, nếu nói như vậy, trừ phi. Văn tư viễn trầm ngâm, không kìm lòng nổi, bắt đầu theo ý sư phụ suy xét vấn đề. Trừ phi gì? Văn nhị thái gia nhìn qua vị đồ đệ này, trong mắt, mang theo ý khích lệ. Sư phụ, sư thúc, muốn từ trong phản chế đoạt xoái, trừ phi chúng ta có thể thiết lập bố cục tốt, cho họ chui vào. Bằng không, dưới tình hình thực lực cơ bản, chỉ là đánh phòng thủ phản kích, muốn chính xác, thì quá khó. Văn Tư Viễn chậm rãi nói. Văn Nhị thái gia liền mỉm cười, thản nhiên nói, "Con có thể nghĩ vậy, cũng xem như không tệ. Con tưởng rằng mấy tháng nay, sư phụ con chỉ ngồi ở đây uống trà thôi sao?" Ánh mắt Văn Tư Viễn sáng lên, vui mừng nói, "Sư phụ, ý ngài là ngài sớm có kế hoạch rồi?" "Đương nhiên rồi, ban đầu ta không tìm được mồi nhử tốt, nhưng thời gian trước, vấn đề này cũng đã giải quyết rồi. Nếu ta đoán không nhầm thì mồi nhử này một khi ném ra, không sợ họ không cắn câu. Văn Nhị Thái ra giọng nói tràn đầy tự tin. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ý của sư huynh, đệ hoàn toàn tán thành. Trình độ của nhị sư huynh có lẽ không bằng hắn, nhưng kinh nghiệm giang hồ của hắn không thể bằng nhị sư huynh được. Mấy chục năm uy trấn khắp hoàng hải, tung hoành thiên hạ, Văn Nhị Thái gia sớm được cho là nhân lão thành tinh rồi. Ông đối phó kẻ thù trong bóng tối thật sự là lực chọn rất tốt. Thấy sư phụ bình tĩnh, văn tư viễn cũng hưng phấn nói sư phụ quá tốt rồi con sớm muốn thấy chân tướng của bọn chúng thời gian này quá khó chịu văn nhị thái ra liếc mắt nhìn anh ta mỉm cười nói thời cơ tạm thời chưa đến lúc từ từ thôi văn tư viễn lập tức vô cùng buồn bực vạn nhân địch bị bí bách tân lâm không kìm nổi hé miệng cười đúng lúc này di động của tiêu phàm bỗng vang lên tiêu phàm cầm di động lên là dãy số vô cùng lạ nghĩ một hồi rồi nhấn nút trả lời xin chào trưởng phòng tiêu sao tôi nhạc thu phong đây ngoài dự kiến của tiêu phàm chính là đầu dây bên kia là tiếng của nhạc thu phong nghe thấy có vài phần lo âu tiêu phàm hơi sửng sờ lập tức ý thức được nhạc thu phong lúc này gọi điện cho hắn có khả năng liên quan đến trần dương bằng không vị cục trưởng cục hai cục an ninh này sẽ không tùy ý gọi tới như thế này đó là đại húy kỵ trong chính trị xin chào cục trưởng nhạc Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Trưởng phòng Tiêu, giờ cậu có rảnh không? Có việc khẩn cấp cần nói với cậu. Nếu cậu rảnh, thì có thể phiền cậu lập tức đến cục chúng tôi một chuyến không? Nhạc Thu Phong vội nói, không có phong thái điềm tĩnh như xưa, dường như thực sự xảy ra việc gì đó đặc biệt cấp bách. chương 358, bắt cóc. Chiếc xe Mercedes men đen bóng láng chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe ngầm của cục hai bộ an ninh, ở đó sớm đã có hai vị cảnh sát trẻ tuổi đứng đó đợi tiêu phàm. Nói ra thì có một người là người quen của Tiêu Phàm, chính là tiểu cao người trước kia cùng Trần Dương hợp tác gây phiền toái cho Tiêu Phàm, sau lại ở Đồng Đồng Thanh Ba, bắt giữ một tên gián điệp Lý Thanh Thái, Tiêu Phàm lại gặp anh ta một lần nữa, anh ta là một thành viên trong tiểu tổ của Trần Dương. Tiêu trưởng phòng, chiếc Mercedes Benz mới dừng lại, tiểu cao liền bước đến, vội vàng nói, thân sắc khá lo lắng, lại nhìn Tân Lâm ở ghế lái, tiểu cao lại thoáng sửng sốt nhà cục trưởng chỉ bảo anh ta cùng đồng sự ở đây đón tiêu phàm, không nói cho anh ta biết rằng tiêu phàm còn có bạn đồng hành tới đây. Nếu là ở đơn vị khác thì không có vấn đề gì, cùng nhau đối đãi nhau là tốt rồi. Nhưng đây lại không phải là đơn vị bình thường, mà chính là cục 2 của Bộ An ninh, quan trọng nhất chính là cơ cấu an ninh, tuyệt không phải ai cũng có thể tham quan phỏng vấn, được. Tiểu Cao, dẫn đường đi. Tiêu Phàm không nói nửa câu vô nghĩa, nói thẳng ra tiểu cao do dự trong nháy mắt, rất nhanh đưa ra quyết định. Mời tiêu phàm đến cục 2, làm khách, vốn chính là phá lệ, thêm tân lâm nữa cũng chẳng có quan hệ gì. Mọi việc đều có nặng có nhẹ, việc nhỏ này không đáng kể. Được, mời hai vị theo chúng tôi. Dưới sự hộ tống của hai vị cảnh sát kia, bốn người bước vào thang máy đi thẳng lên tầng 7 vào một phòng họp. Trong phòng hội nghị, sĩ quan cao cấp đều có mặt, thậm chí trong đó còn có một phó tổng cảnh giam bộ an ninh, quần phục chỉnh tề, quan hàm sáng chói. Nhạc Thu Phong đang thấp giọng nói với vị phó tổng cảnh giam điều gì đó. Tất cả mọi người đều trầm mặc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiêu Phàm vừa bước vào, Nhạc Thu Phong lập tức đứng dậy, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Tiêu trưởng phòng, chào cậu." Ánh mắt chỉ lướt qua Tân Lâm đang đứng sau Tiêu Phàm, coi như không nhìn thấy. Tiêu Phàm bước nhanh tới. Phó tổng cảnh giam đứng dậy, gật đầu với Tiêu Phàm làm lễ vị này ước chừng 50 mấy tuổi, tóc hoa dâm, mặt chữ điền, nhìn rất uy nghiêm. Tiêu trưởng phòng, vị này là đặng bồi hằng đặng bộ trưởng, lãnh đạo trực tiếp của cục hai chúng tôi. Bộ trưởng, vị này chính là đồng chí tiêu phàm. Xin chào, tiêu trưởng phòng. Đặng bồi hằng chủ động vươn tay về phía tiêu phàm, hai mắt hiện lên chút tò mò và kinh ngạc, dường như có chút không ngờ tới tiêu phàm lại là một công tử bột nhã nhận dịu dàng đến vậy. Căn cứ theo phân tích tình huống, ông còn nghĩ hắn là một người uy mãnh cao thâm khó lường. Chào ngài, đặng bộ trưởng. Đối với đặng bồi hằng, tiêu phàm khá là khách khí. Bộ an ninh không giống với các bộ và ủy ban trung ương quốc gia. Vô cùng đặc thù, ngoại trừ bộ trưởng an ninh và vài người lãnh đạo đặc biệt cũng được coi là nhân vật chính trị. Mặt khác, cán bộ lãnh đạo chủ chốt bao gồm thứ trưởng cấp cao ở bên trong kỳ thực đều là chuyên gia. Nhạc Thu Phong giới thiệu Đặng Bồi Hằng chính là lãnh đạo trực tiếp của Cục 2, chẳng khác nào là nói cho tiêu phàm biết đặng bồi hằng là đặc công có tiếng lâu năm. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đặng bồi hằng mới chính là thủ trưởng tối cao của đám người đặc công Trần Dương. Tiêu trưởng phòng, 12 vị ngồi. Không hề nghi ngờ, đặng bồi hằng cũng chú ý tới tân lâm ở phía sau tiêu phàm, nhưng cũng giống như nhạc thua phong, ông cũng không hỏi han gì. Từ sau khi phát sinh sự kiện Adzer Lena, mọi chuyện liên quan đến tiêu phàm, nhạc thua phong đều tỉ mỉ báo cáo với đặng bồi hằng một vụ án mang tính quốc tế như vậy không ngờ lại khiến cháu trưởng tiêu gia bị liên lụy vì thận trọng nhà thu phong tất nhiên phải sớm kịp thời báo cáo cho lãnh đạo vừa nghe tiêu phàm từ tiện hành động mới ra tay đã gỡ iota ít chết sáu gã đã được huấn luyện bài bản có tố chất của phần tử phạm tội quốc tế trong đó bao gồm bốn gã đặc công đã xuất ngũ cho dù đặng bồi hàng thường thấy sóng to gió lớn cũng phải giật mình kinh hãi 6 gã phần tử phạm tội quốc tế bị xử lý sự thật này cũng không khiến một đặc công lạc hậu như đặng bồi hằng kinh ngạc ông đã trải qua nhiều tình huống tương tự phần tử phạm tội quốc tế và gián điệp đã chết trong tay ông không chỉ bằng số lượng này điều khiến đặng bồi hằng thật sự giật mình đó chính là việc tiêu phàm chỉ dẫn theo một cô gái không sử dụng bất cứ loại vũ khí nóng nào mà cũng làm được chuyện này dưới trướng của đặng bộ trưởng cao thủ nhiều như mây đặc công vô số dường như rất khó tìm ra hai người có khả năng sánh vai cùng hai người đó Cô gái xinh đẹp trầm mặc ít nói bên tiêu phàm nên là Trần Dương đại cao thủ khó lường gợi yêu ta ết người không chấp mắt. Đặng Bồi Hằng không chủ định đi điều tra, dù là công khai hay bí mật điều tra thành viên lão tiêu gia, đối với Bộ An ninh mà nói không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Không cẩn thận một khắc là sẽ gây ra đại họa. Đặng Bồi Hằng tuyệt đối sẽ không để mình xa vào lốc xoáy bên trong chính trị. Lần này nếu không phải tình huống quá nghiêm trọng, Đặng Bồi Hằng cũng sẽ không đồng ý mời tiêu phàm tới tham dự việc này tiêu phàm ngồi xuống ghế bên cạnh nhà thu phong gật đầu với mấy cảnh quan cấp cao khác trong hội nghị tân lâm lẳng lặng đứng yên phía sau hắn đặng bồi hằng liếc mắt nhìn nhà thu phong một cái nhà thu phong gật gật đầu sau đó liền nói với tiêu phàm tiêu trưởng phòng trần dương lúc ở nước đông đảo thi hành nhiệm vụ có xảy ra chút việc ngoài ý muốn cô ấy bị bắt cóc rồi hai hàng lông mày của tiêu phàm lập tức nhân lại bị bắt cóc là sao vừa rồi ở trong điện thoại nhà thu phong không kể rõ sự tình chỉ nói Trần Dương đã xảy ra chuyện, mời tiêu phàm lập tức tới cục 2 để cùng nhau đưa ra đối sách. Lãnh đạo đặc công cao cấp như Nhạc Thu Phong đã sớm hình thành thói quen không đàm luận chuyện quan trọng trên điện thoại. Tính bảo mật của trò chuyện trên điện thoại thật sự không cao, không bằng nói chuyện trực tiếp. Tiêu phàm phỏng trừng tình huống sẽ không quá dễ dàng, nếu như là vấn đề bình thường, Nhạc Thu Phong tuyệt đối sẽ không tùy tiện gọi điện cho hắn. Cục 2 Bộ An ninh làm ăn kiểu gì không biết vấn đề nhỏ mà cũng không giải quyết nổi sao quả nhiên trần dương đúng là bị bắt cóc rồi ai bắt cóc cô ấy vậy liễu sinh hùng liễu sinh hùng sao lần này tiêu phàm thật sự có chút kinh ngạc y không phải là cảnh quan cao cấp của cảnh thị nước đông đảo sao cảnh thị nhạc thu phong cười khổ một tiếng nói thân phận công khai của người này đúng là cảnh quan cấp cao của nước đông đảo nhưng trần dương Lời còn chưa dứt nhưng Tiêu Phàm cơ bản đã hiểu được ẩn ý bên trong lời nói của nhà thu phong, thân phận của Trần Dương cũng không thể phơi bày ra ngoài ánh sáng được, là một đặc công bí mật ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ vốn không nhận được bất cứ sự bảo hộ pháp luật nào. Bất luận là bị bắt cóc hay là bị thương tổn nghiêm trọng, trên thực tế chỉ có thể câm điếc nuốt hoàng liên. Dĩ nhiên, Trần Dương tới nước Đông đảo để chấp hành nhiệm vụ đặc biệt này, nhất định chính phủ đã làm một thân phận che giấu hợp pháp. Cô ở nước đông đảo gặp chuyện ngoài ý muốn, đơn vị tương quan sẽ bày tỏ chủ ý mạnh mẽ tới nước đông đảo hoặc thậm chí nặng nề khiển trách, nhưng không thể làm gì hơn, sẽ không có sự trợ giúp thực chất nào cả. Nhạc cục trưởng, tôi muốn biết tình hình cụ thể. Tiêu phàm lập tức chấn định, trầm giọng nói. Đương nhiên, nhạc thu phong lập tức nói rõ tình huống cho tiêu phàm. Trần Dương bị mất tích ngày hôm nay, sau buổi trưa đi ra ngoài vẫn chưa thấy trở về. Sau đó, nhạc thu phong liền trực tiếp nhận được điện thoại của liễu sinh hùng liễu sinh hùng nói y hy vọng có thể cùng cậu trực tiếp nói qua điện thoại mọi ánh mắt đồng loạt rơi trên mặt tiêu phàm những người đang ngồi đây không ai là không phải là dân chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm tình huống nghiêm trọng gặp qua không ít nhưng tình huống quỷ dị như này thì vẫn là lần đầu gặp phải một cảnh quan cao cấp nước đông đảo lại đi bắt cóc một nhân viên đặc công hoa hạ không ngờ lại muốn trực tiếp thông điện thoại với một trưởng phòng tôn giáo hoa hạ chẳng lẽ tiêu phàm mới chính là mục tiêu thật sự của y hai hàng lông mày của tiêu phàm lại nhíu lai nói nếu y thật sự bắt cóc trần dương như vậy y hẳn là biết điện thoại của tôi rồi nhạc thu phong nói chúng tôi cũng nghĩ như vậy tạm thời vẫn chưa biết liễu sinh hùng có ý đồ gì có cảm giác đây không phải hành động của chính phủ nước đông đảo mà chính là hành vi cá nhân của liễu sinh hùng hành vi cá nhân ư chẳng lẽ y đã liên hệ với tổ chức liên quan của nước đông đảo sao nhạc thu phong liếc đặng bồi hằng một cái có chút khó xử nói tạm thời thì chúng tôi chỉ thông qua con đường báo án chính quy cảnh sát nước đông đảo báo lại sẽ sớm tìm ra tung tích của trần dương chuyện này hiện tại không thể phơi bày rõ ràng chân tướng không thể công khai thân phận của trần dương bởi vậy hiệu quả hoàn toàn ngược lại tiêu phàm trầm ngâm hỏi liễu sinh hùng còn nói gì không nhạc thu phong lắc đầu nói không có y chỉ gọi cho tôi một lần nói vô cùng đơn giản Y nói hy vọng có thể cùng cậu trực tiếp nói chuyện. Tiêu trưởng phòng, tôi nghe Quách Tử Đình và Lý Thành Giang nói, trước đó không lâu, cậu cùng bọn họ và Liễu Sinh Hùng của nước Đông Đảo luận võ, cậu đã từng giao thủ với Liễu Sinh Hùng, cậu đánh bại y phải không? Nói xong, trên mặt Nhạc Thu Phong lộ ra vẻ mặt rất quan tâm. Nếu chỉ là một trận luận bàn bình thường thì cũng không có gì cả. Ở trong tình huống tương tự, Bộ An Ninh cũng không phải chưa từng có một đám cao thủ tuyệt kỹ luận bàn với nhau là điều vô cùng bình thường. nhưng chuyện này phát sinh chưa được bao lâu, trần dương lại bị liễu sinh hùng bắt cóc ngay trên nước đông đảo. nhạc thu phong bằng trực giác thôi cũng có thể biết, chỉ sợ không phải là trùng hợp, rất có thể những chuyện này có liên quan tới nhau. liễu sinh hùng khăng khăng đòi nói chuyện trực tiếp với tiêu phàm. đối mặt với cục trưởng cục hai nhạc thu phong cấp trên quản trần dương cũng không thèm nói nhiều thêm một câu. nhạc thu phong phỏng đoán, rất có thể đây chỉ là hành vi cá nhân của liễu sinh hùng nếu là hành vi của chính phủ đối tượng đàm phán hẳn là ông nhạc thu phong và cục hai bộ an ninh việc này thì có liên quan gì tới một trưởng phòng tôn giáo vô công dỗi nghề chứ đúng là có chuyện như vậy trình độ võ thuật của liễu sinh hùng không thấp kiếm thuật tương đối cao siêu khi dung hợp tinh túy của nhất đao lưu và cửu quỷ lưu kiếm pháp trở nên rất sắc bén tiêu phàm giải thích đơn giản vài câu nhạc thu phong gật đầu đang muốn nói tiếp thì điện thoại trên mặt bàn vang lên, vốn là tiếng chuông vô cùng bình thường, nhưng giờ phút này nghe vào lại hết sức rồn rập, kinh tâm động phách. Alo, nhạc thu phong cần điện thoại lên, chỉ là ứng đáp vài câu, nhưng lại khiến hai hàng lông mày ông lập tức gắt gao nhăn lại. chương 359, Tiêu Tiên Sinh, bạn gái của ngài rất đẹp. Tiêu trưởng phòng là Liễu Sinh Hùng, y yêu cầu muốn cùng cậu trò chuyện video. Nhạc thu phong che loa, thấp giọng nói với tiêu phàm. Trong phút chốc, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tiêu phàm khẽ vuốt cầm, thản nhiên nói có thể. Nhạc thu phong lại nhìn đặng bồi hằng, hai hàng lông mày của đặng bồi hằng lại nhíu chặt, trầm ngâm một lát mới miễn cưỡng gật đầu. Trần Dương là đặc công ở nước ngoài thi hành nhiệm vụ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ban đầu vốn là bộ an ninh tự giải quyết, muốn xin giúp đỡ từ những nhân viên ngành nghề khác không phải là không thể, nhưng tiêu phàm lại là cháu ruột tiêu lão ra, thân phận này không phải là nhỏ. Thật lòng mà nói, vì một đặc công mà khiến cháu trưởng tiêu gia lâm vào hiểm cảnh, chắc chắn rất nhiều người không chỉ riêng đặng bồi hằng đều rất do dự. Cứ coi như là hiện tại đặng bồi hằng không đồng ý để tiêu phàm tham dự chuyện này, chỉ có điều vừa trước tiên cứ nói chuyện qua video với Liễu Sinh Hùng, tìm hiểu thêm một chút tình hình, thôi thì vẫn có thể miễn cưỡng đồng ý. Phòng họp vốn được trang bị máy tính, được sự cho phép của đặng bồi hằng, một vị cảnh sát cấp 3 lập tức chủ động tới thông video điện thoại, rất nhanh, trên màn hình máy tính hiện lên cái đầu của Liễu Sinh Hùng. Nhìn qua, Liễu Sinh Hùng vẫn thân thiết như cũ, gương mặt mang theo nụ cười, không ngờ tới y chính là một ác ma. "Chào ngài, Tiêu tiên sinh." Nhìn thấy Tiêu Phàm, Liễu Sinh Hùng lập tức hơi cúi đầu, kính cẩn nói. Camera máy tính chỉ chiếu được một mình Tiêu Phàm, cảnh sát giám sát cấp 3 thông qua bản lĩnh kỹ thuật đem video của liễu sinh hùng chuyển tới một máy tính khác đặng bồi hằng nhạc thu phong và các lãnh đạo khác đều có thể xem vô cùng rõ ràng liễu sinh tiên sinh ngài đây là có ý gì vậy sắc mặt tiêu phàm nghiêm túc trầm giọng hỏi liễu sinh hùng mỉm cười nói tiên sinh không cần tức giận tôi mời trần cảnh quan tới nhà làm khách không có ý gì khác chỉ là muốn mời tiêu phàm tiên sinh tới đông đảo một chuyến tôi muốn giáp mặt thỉnh giáo ngài Tiêu Tiên Sinh là cao thủ võ thuật mạnh nhất mà tôi từng gặp. Tôi vô cùng khâm phục. Tiêu Phàm mỉm cười, nụ cười thoáng có chút lạnh. Liễu Sinh Tiên Sinh, nếu tôi đi quý quốc, ngài có thể để Trần Dương tự do không? Chắc chắn rồi, đối với cảnh quan Trần Dương, tôi cũng không có ý mạo phạm. Cho tới bây giờ, tôi có thể chịu trách nhiệm nói cảnh quan Trần Dương hiện giờ vẫn tốt, không có bất cứ thương tổn hay ngược đãi nào. Chỉ cần Tiêu Tiên Sinh có thể trong vòng 3 ngày tới Bắc Điền, tôi có thể cam đoan cảnh quan Trần Dương lập tức được tự do. Liễu sinh hùng lễ độ nho nhã như cũ. Thành phố Bắc Điền ư. Lông mày tiêu phàm nhẹ nâng lên giật mình. Thành phố Bắc Điền thuộc Bắc đảo của nước Đông đảo, là thành phố duy nhất của nước Đông đảo có sân bay đại hình, chuyến bay thông quốc tế. Bên ngoài thành phố Bắc Điền, trên cơ bản chính là cánh đồng hoang vu không có người ở. Đúng vậy, chính là thành phố Bắc Điền. Tiêu tiên sinh, mời ngài trong vòng 3 ngày hãy tới thành phố Bắc Điền nếu tiêu tiên sinh chậm trễ xin thứ lỗi cho tôi không thể cam đoan cho sự an toàn của cảnh quan trần dương tiêu tiên sinh bạn gái của ngài rất đẹp liễu sinh hùng khẽ mỉm cười nói đặng bồi hằng lập tức liếc mắt sang nhạc thu phong mặt nhạc thu phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc giống vậy nhẹ lắc lắc đầu dĩ nhiên nhạc cục trưởng cũng không rõ ràng cô cảnh quan xinh đẹp trong cục của mình lại cùng cháu trưởng tiêu ra phát sinh quan hệ nam nữ có điều theo như vậy thì những người ngồi đây cũng đã hiểu tại sao Liễu Sinh Hùng lại bắt cóc Trần Dương. Mục tiêu của Liễu Sinh Hùng chính là tiêu phàm, điểm này không thể nghi ngờ gì nữa. Ngoại trừ về đoạn thời gian luận võ trước đó, giữa bọn họ phải chăng còn ân oán gì khác, việc này không ai rõ ràng cả. Sắc mặt của tiêu phàm hoàn toàn trầm xuống, lãnh đạm nói, Liễu Sinh tiên sinh, tôi không thích bị người khác uy hát yêu ta ép. Nhất là lấy an nguy của bạn tôi để uy hát yêu ta ép tôi, tôi vô cùng phản cảm các hạ làm như vậy, dường như đang vi phạm tinh thần võ sĩ đạo quý quốc. Liễu sinh hùng hơi cúi đầu, điềm tĩnh như trước nói, thật xin lỗi, tiêu tiên sinh. Nhưng tôi là một người rất cố chấp, tuyệt không dễ dàng thay đổi. Về phần vi phạm tinh thần võ sĩ đạo, tiêu tiên sinh cũng không phải lớn lên ở nước đông đảo chúng tôi, tôi không cần phải đàm luận với tiêu tiên sinh vấn đề này. Tiêu tiên sinh, tôi hy vọng trong 3 ngày, có thể nhìn thấy ngài tại thành phố Bắc Điền. Đây là số điện thoại của tôi, sau khi tiêu tiên sinh tới bắc điền có thể gọi điện liên hệ với tôi liễu sinh hùng lập tức đưa ra một dãy số điện thoại di động trong phòng hội nghị an ninh cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau mỗi người đều tỏ ra ý phẫn nộ thật phách lối phách lối tới cực điểm gạch chéo gạch chéo i net thông thường mà nói bọn bắt cóc tống tiền sẽ không để lộ số điện thoại mình mà sử dụng số điện thoại công cộng liên hệ với người nhà người bị hại, đó chính là giới hạn bảo hộ lớn nhất của bản thân. Liễu Sinh Hùng lại ngược lại, dám công khai số điện thoại cho Tiêu Phàm, bởi vậy có thể thấy được y đã nắm chắc 10 phần ở trong nước đông đảo không có người dám gây phiền phức với y. Dựa theo cách nói thông thường mà nói chính là, địa bàn của ta, ta làm chủ. Nói cách khác, hành vi này của Liễu Sinh Hùng không phải cơ quan quyền lực nước đông đảo sai khiến, nhưng cũng được sự đồng ý ngầm của cơ quan quyền lực cao cấp bất kể là phòng cảnh thị nước đông đảo hay cơ quan tình báo, cũng sẽ không can thiệp hành động của Liễu Sinh Hùng. Tất nhiên, nếu đơn vị nhà nước tiến hành kết nối cùng bọn họ, thì một số trường hợp đáp lời cũng sẽ có. a à, đúng rồi, tiêu tiên sinh, tôi chỉ hoan nghênh một mình ngài tới Bắc Điền, bằng hữu khác của quý quốc, tôi tạm thời không rảnh tiếp đãi. Giả sử tôi phát hiện có nhiều người tới quá, tôi tiếp đãi không nổi, như vậy thì bạn gái ngài có thể an toàn không, tôi không thể cam đoan. Tiêu tiên sinh, để đảm bảo cảnh quan trần dương được an toàn tôi hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ quy tắc so với nhiều thành phố lớn của quý quốc mà nói bắc điền chỉ là thành phố xa xôi của tôi bỗng nhiên tới nhiều bạn bè quá tôi sẽ dễ dàng biết được cho nên mọi người ngàn vạn lần đừng mạo hiểm xem ra mấy lời cảnh cáo này tên quỷ tử này nói ra rất nho nhã lễ độ giống như đang đàm phán bình thường liễu sinh tiên sinh tiêu tiên sinh lời ta muốn nói đã nói xong rồi hẹn gặp lại. Không đợi tiêu phàm mở lời, liễu sinh hùng không chút khách khí ngắt video, màn hình máy tính bỗng biến thành một mảnh đen thui. Khốn kiếp, một cảnh sát giám sát cấp 3 dáng một quyền thật mạnh lên mặt bàn, rầm rầm, rung động, vẻ mặt rất giận dữ. Bộ trưởng, cục trưởng, không thể để tên quỷ tử này kiêu ngạo như vậy được. Chúng ta phải lập tức hành động thôi. Viên cảnh sát giám sát cấp 3 này ước chừng trên dưới 40 tuổi, gương mắt chữ điền, dâu cằm xồm xoàm, thân hình cao lớn, cao to lực lưỡng, có vẻ cực kỳ uy mãnh. Cậu định hành động như thế nào? Đặng bồi hằng liếc ông ta một cái, trầm giọng hỏi. Vị cảnh sát giám sát uy mãnh kia lập tức nói, chúng ta lập tức phái người tới Bắc Điền, nếu Liễu Sinh Hùng đã để lại số điện thoại, bộ có thể tìm thấy vị trí y ngắt điện thoại. Chỉ cần có thể bắt được tên kia thì mọi việc sẽ được giải quyết rồi. Không được. Trả lời ông ta không phải là đặng bồi hằng mà chính là tiêu phàm, ngữ khí vô cùng kiên định. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiêu phàm. Tiêu phàm chậm rãi nói, vị cảnh quan này hẳn chưa từng quen biết liễu sinh hùng, không thể hiểu được y. Mới nhìn liễu sinh hùng tư văn hữu lễ, trên thực tế lại là người mang tư tưởng chủ nghĩa quân phiệt. Một khi y cảm thấy y bị uy hát yêu ta ép, y sẽ không do dự mà thương tổn Trần Dương. Tiêu trưởng phòng, đấy là đồng chí Phương Trọng Minh, cũng là một đồng chí phụ trách trong cục. Trần Dương là học trò đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực dưới trướng của cậu ta. Cậu ấy vô cùng coi trọng Trần Dương. Nhạc Thu Phong lập tức giới thiệu thân phận của viên cảnh quan uy mãnh kia cho Tiêu Phàm biết. Phó cục trưởng Phương, Tiêu Phàm liền hướng Phương Trọng Minh gật đầu. Phương Trọng Minh lại không khách khí với Tiêu Phàm, hai mắt trợn lên thật lớn, thẳng tắp nhìn Tiêu Phàm, nói Tiêu trưởng phòng, cậu có ý gì? Chẳng lẽ cậu định tới Bắc Điền một mình ư? Đây quả thực là nói dẫn mà. Tiêu Phàm rất chân thành hỏi ngược lại, tất nhiên là một mình tôi tới Bắc Điền rồi, lời vừa rồi của Liễu Sinh Hùng, Phó Cục Phương không nghe thấy sao? Không được. Lần này, Tân Lâm vốn im lặng cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu còn kiên quyết hơn so với Tiêu Phàm. Đối với Tân Lâm, mặc kệ Trần Dương và Tiêu Phàm có loại quan hệ gì, đều không thể để Tiêu Phàm lẻ loi một mình đi vào hang hổ được. Đặng Bồi Hằng, Nhạc Thu Phong, đám người đó cũng đồng loạt gật đầu tựa hồ đồng ý với Tân Lâm để một mình tiêu phàm tới Bắc Điền, đó chính là điều không thực tế, cái khác chưa nói, riêng cửa ải tiêu ra kia thật sự không được. Nếu tiêu phàm thực sự ở nước đông đảo phát sinh cái gì không ngờ, Đặng Bồi Hằng và Nhạc Thu Phong biết giải thích thể nào với tiêu lão gia và tiêu chạm. Bản thân tiêu phàm cũng không phải là nhân viên đặc công bộ an ninh, hắn không có nghĩa vụ và trách nhiệm như vậy, loại nguy hiểm này tuyệt đối không thể để hắn đảm đương. Tiêu trưởng phòng, chúng tôi nhất định sẽ nghiên cứu một phương pháp xử lý thỏa đáng một kế sách vạn toàn. Nhạc thu phong huyền chuyển nói. Liễu sinh hùng ở trong video có nói Trần Dương là bạn gái của tiêu phàm, nên nhạc thu phong mới đem giọng điệu này ra thảo luận, bằng không, nhiệm vụ của tiêu phàm cũng đã xong, sở dĩ mời tiêu phàm tới cục chủ yếu là do liễu sinh hùng có yêu cầu như vậy. Hiện tại đã biết được mục đích của y, việc cứu người chính là việc của bộ an ninh, có quan hệ gì với tiêu trưởng phòng bộ tôn giáo chứ? Nếu Trần Dương có thể là cháu dâu tương lai của tiêu gia, thì cũng không thể đem an toàn của tiêu phàm gạt qua một bên được. Tiêu phàm khoát tay ngăn lại, thản nhiên nói, nhà cục trưởng, không có gì nghiên cứu cả, liễu sinh hùng cho tôi ba ngày, chúng ta phải lập tức chuẩn bị. Để bảo đảm cho an toàn của Trần Dương, khi không có tôi, tôi cho rằng phải làm theo yêu cầu của liễu sinh hùng. Nếu không sẽ chọc giận y. Việc đó không thể được. Phương Trọng Minh lập tức nói. Bất luận ra sao, chúng tôi không thể để tiêu trưởng phòng tới đông đảo một mình được. Đối với chúng tôi mà nói, mỗi đồng chí đều có tầm quan trọng giống nhau. Chúng tôi không thể vì đồng chí Trần Dương gặp nguy mà khiến đồng chí khác cũng lâm vào hiểm cảnh được. Tiêu trưởng phòng, cứu người là trách nhiệm và nghĩa vụ của Bộ An ninh chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Xin tiêu trưởng phòng bình tĩnh, không nên manh động. chương 360, ý tôi đã quyết. Đồng chí Tiêu Phàm đồng chí Trọng Minh nói rất có lý, tôi thấy vẫn là nên thương lượng một chút. Đặng, Bồi Hằng chậm rãi nói. Ông là cán bộ lãnh đạo cấp bộ trưởng, lại trực tiếp lãnh đạo cục 2, ông vừa mở miệng, mọi người liền tự giác im miệng lại. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát nói, đặng bộ trưởng, rõ ràng là Liễu Sinh Hùng nhầm vào tôi, Trần Dương chẳng qua là bị vạ lây. Dưới tình hình như vậy, mặc kệ là phương án cứu người thế nào, đều phải coi đây là điều kiện tiên quyết. Nếu tôi không đúng hạn có mặt ở Bắc Điền, Liễu Sinh Hùng chắc chắn sẽ thương tổn Trần Dương. Người này bề ngoài khiêm tốn, nhưng bên trong rất tàn ác, không có chuyện gì là không thể làm. Chính bởi vậy nên chúng tôi mới không thể cho tiêu trưởng phòng mạo hiểm. Ở một góc độ mà nói, mục tiêu của Liễu Sinh Hùng là tiêu trưởng phòng, như vậy nếu không gặp được cậu thì đồng chí Trần Dương vẫn được an toàn. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt để cứu người. Nhạc Thu Phong lập tức nói, ông đã quyết định, bất kể như thế nào, an toàn của tiêu phàm mới là nhất. Trần Dương có vì vậy mà bị thương thậm chí hy sinh, cũng không thể để tiêu phàm đi mạo hiểm được Đây không phải nhà thu phong đang nịnh bợ Mà chính là vấn đề trách nhiệm và nghĩa vụ Tiêu phàm không phải là một chiến sĩ Trần Dương là lính đặc công Bản thân chính là một công việc mạo hiểm Thật giống như thời kỳ chiến tranh Quân nhân chống lại sự xâm lược mà hăng hái chiến đấu Vì nước hy sinh Đó chính là bổn phận Càng không thể lấy một tiêu chuẩn giống vậy Mà theo yêu cầu của một thường dân Giả sử tiêu phàm là nhân viên tình báo vậy thì không cần luận tới. Chẳng sợ hắn là con cháu tiêu gia, thời điểm cần mạo hiểm hay cần dũng cảm đều phải tiến tới. Tân Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, nhà cục trưởng, trong cục các người có thể tìm được người có gương mặt và vóc dáng giống tiêu phàm không? Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mặt cô gái đang đứng im lặng phía sau tiêu phàm, người ở đây đã sớm hoài nghi thân phận của Tân Lâm. Cảm thấy cô có tám phần chính là đại nội thị vệ của tiêu phàm. Bởi vậy có thể thấy được, lão tiêu ra đối với sự an toàn của cháu trưởng coi trọng thế nào. Ánh mắt nhạc thu phong lập tức sáng ngời nói, ý của tân tiểu thư là chúng ta có thể thay mận đổi đào ư. Lúc trước mấy thủ hạ tiêu diệt, viễn đông chi hổ, tân lâm cũng có tham dự. Trần Dương đã tỉ mỉ báo cáo lại cho nhạc thu phong, cho nên nhạc thu phong mới biết tên của tân lâm. Tân lâm gật đầu, nói chỉ cần có 7 phần giống là có thể đạt được 100% hiệu quả. Tuyệt kỹ dịch dung của thất diệu cung, diệu tuyệt thiên hạ, Tân Lâm nói mấy lời này tự nhiên lại lo lắng mười phần. Hiện tại, mọi người ở đây không phải ai cũng biết diện mạo thực của Tân Lâm. Bất kể là ai, chỉ cần nhìn chằm chằm vào cô một lúc, lập tức sẽ đầu váng mắt hoa. Chu, yên cua tôi, nét đó là một cách rất tốt. Phương Trọng Minh cũng hưng phấn hẳn lên. Mặc dù, huyền thoại, về tiêu phàm, Trần Dương đã từng báo cáo với thủ trưởng là ông, nhưng dù sao ông cũng chưa từng được chứng kiến, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ trong suy nghĩ của phương trọng minh loại hành động này bọn họ đã từng trải qua khóa huấn luyện cảnh sát an ninh chuyên nghiệp một cảnh sát an ninh giả trang tiêu phàm vừa có thể thỏa mãn yêu cầu của liễu sinh hùng vừa có thể khiến tiêu phàm đứng ngoài chuyện này đúng là biện pháp vẹn cả đôi đường tân nhi không được tiêu phàm khẽ lắc đầu đôi mắt xinh đẹp của tân lâm chăm chú nhìn hắn tiêu phàm nói liễu sinh hùng đã cùng tôi giao thủ y đã rất quen thuộc với tôi rồi dường như quen thuộc tới mức chỉ cần người khác dịch dung giả trang y, tôi liếc mắt cũng có thể nhìn ra. Đây chính là một loại trực giác. Giống như tiêu phàm siêu cấp cao thủ, trên người luôn tản mát một loại khí chất không giống như bình thường, người bình thường có lẽ không thể phân biệt được, nhưng một cao thủ như Liễu Sinh Hùng nhất định có thể phát hiện. Trên cơ bản, ở bộ an ninh muốn tìm một cảnh sát cao thủ trẻ tuổi tương xứng với tiêu phàm, chỉ e là không dễ dàng gì. Chỉ cần không phải đối mặt, tôi cam đoan y sẽ không nhận ra. Thái độ Tân Lâm ngược lại với bình thường, rất kiên trì ý kiến của mình. Đối với thuật dịch dung của mình, Tân Lâm rất có lòng tin. Tiêu Phàm vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải hắn không tin thuật dịch dung của Tân Lâm, điểm then chốt chính là không thể đem tính mạng của Trần Dương ra đánh cuộc được. Không cần nói quan hệ mật thiết của hắn với Trần Dương, cho dù là bằng hữu bình thường, Trần Dương vì hắn mà bị bắt, Tiêu Phàm cũng sẽ không thể ngồi yên làm ngơ được. Tân Nhi, em phải hiểu rằng mục tiêu của Liễu Sinh Hùng là anh nếu không đạt được mục đích, y sẽ không bỏ qua đâu. Trần Dương chỉ là bị vạ lây, cho dù tiêu phàm không quan tâm, mặc kệ Trần Dương hy sinh, Liễu Sinh Hùng khẳng định sẽ tiếp tục ra tay. Tân Lâm trầm mặc, tiêu trưởng phòng, bất kể thế nào, đây cũng là nhiệm vụ của cơ quan an ninh chúng tôi. Chúng tôi rất cảm tạ sự quan tâm của cậu đối với đồng chí Trần Dương, chuyện này nhất định phải do chúng tôi làm chủ. Nhạc Thu Phong kiên định nói. Tiêu phàm khoát tay nói, nhà cục trưởng, Tâm ý của ngài, tôi hiểu. Chuyện này không cần nghiên cứu thêm nữa, tôi sẽ đi Bắc Điền. Nếu vấn đề xảy ra thì phải đối mặt, việc này tôi sẽ xử lý, hy vọng toàn bộ các đồng chí bộ an ninh đừng hành động thiếu suy nghĩ, tránh rút dây động rừng. Mặt Nhạc Thu Phong không khỏi hiện lên chút kỳ quái, sắc mặt mấy cảnh sát an ninh khác cũng không sai biệt cho lắm. Lời này của Tiêu Phàm như thế nào lại không đúng vị cho lắm. Tiêu Nhất Thiếu không tin đồng chí bộ an ninh sợ bọn họ làm hỏng chuyện a. À. suốt cuộc ai mới là chuyên gia ở đây vậy. đồng chí tiêu phàm, tôi không đồng ý. sau một lúc, đặng bồi hằng trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. tiêu phàm nhẹ lắc đầu, từ tốn kiên định nói, đặng bộ trưởng, tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của ngài. đây là quyết định của tôi, nhưng tôi hy vọng đặng bộ trưởng và các vị lãnh đạo nhất định đừng xem nhẹ liễu sinh hùng. người này không phải là người đơn giản phía sau y rốt cuộc có thế lực như nào, chúng ta không hề biết. Nếu chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể tạo thành thương vong lớn hơn nữa. Đoàn người lại ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt của đặng bồi hằng trở nên hết sức khó coi. Qua nhiều năm như vậy, đã không có người dám ở trước mặt đặng bồi hằng nói thẳng ra như vậy. Tiêu phàm là con cháu tiêu gia, đặng bồi hằng có thể hiểu người trẻ tuổi trước mặt này không tránh được có chút cuồng vọng. Dường như chỉ cần hắn quyết định, tất cả mọi người đều phải nhất định nghe theo hắn vậy. Đặng bộ trưởng, nhà cục trưởng, các vị lãnh đạo. Cáo từ, không đợi đám người đặng bồi hằng nói thêm gì nữa, tiêu phàm liền đứng dậy, không người làm lễ, sau đó xoay người rời đi. Đồng chí tiêu phàm, sĩ diện của đặng bồi hằng có chút không chịu được, mặt âm trầm kêu lên. Dù sao nơi này cũng là bộ an ninh, ông ta đang ngồi cùng những lãnh đạo khác, Trần Dương lại là cấp dưới, chuyện này nhẽ ra phải là do chính ông làm chủ. Thể thống nhất định phải chú ý, tiêu phàm dừng bước, hướng ông ta gật đầu, không nói một lời, lập tức kéo cửa đi ra ngoài. Tinh tính của tiêu chân nhân hòa nhã, khiêm tốn là vậy, nhưng một khi đã quyết định, người khác muốn thay đổi quyết định của hắn là vô cùng khó khăn. Đại nhân vật chân đều có loại tính cách đặc biệt này. Trong phòng hội nghị bao trùm một mảnh yên lặng, sắc mặt đặng bồi hằng càng thêm âm trầm. Bộ trưởng, mặc kệ cậu ta chúng ta vẫn sẽ áp dụng cách làm của chúng ta phương trọng minh gân cổ tức giận nói rất rõ ràng thái độ này của tiêu phàm khiến mọi người ở đây không thoải mái phương trọng minh còn cảm nhận thấy sự coi khinh trong đó cảnh quan cao cấp bộ an ninh đặc công tinh anh ở phương diện động lực không ngờ bị đồng chí phòng tôn giáo nghi ngờ chuyện này nếu lan truyền ra ngoài chẳng phải là chuyện cười hay sao phương trọng minh không tin sức chiến đấu của tiêu phàm mạnh mẽ hơn chuyên gia bọn họ Nhạc Thu Phong chừng mắt nhìn ông một cái, sau lại nhìn Đặng Bồi Hằng, hạ giọng nói, bộ trưởng, con người tiêu phàm không thể nhìn tướng mạo, thâm sâu không lường được có lẽ, hắn thực sự có nắm chắc được phần nào đó. Nắm chắc ư, có gì mà nắm chắc chứ? Hắn nắm chắc, cậu có nắm chắc không? Nhạc Thu Phong chưa nói xong, đã bị Đặng Bồi Hằng ngắt lời, liên hồi chất vấn. Nhạc Thu Phong lập tức rụt cổ lại, hơi ngượng ngùng cười một cái. Đặng Bồi Hằng là lão cục trưởng cục 2, ông có thể nói là do một tay Đặng Bồi Hằng bồi dưỡng nên. Đối với ông, Đặng Bồi Hằng vừa là cấp trên vừa là thầy của ông. Bị Đặng Bồi Hằng, dằn dậy, nhà thu phong đã sớm tập thành thói quen, nên không còn cảm thấy mất sĩ diện nữa rồi. Hơn nữa, Đặng Bồi Hằng chất vấn như vậy cũng rất có lý. Người có nắm chắc không? Có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tiêu phàm hay không? Nếu chẳng may xảy ra việc gì, người đi tới tiêu ra cho tiêu lão ra tử một cái công đạo được không? nhưng coi cái tư thế ấy chỉ sợ chúng ta không cản nổi hắn chúng ta dù sao cũng không thể cấm hắn xuất cảnh chứ nhạc thu phong nói thêm vì sao không thể thông báo cho sân bay thủ đô cấm tiêu phàm xuất cảnh mặt khác lập tức nghiên cứu một phương án giải cứu đồng chí trần dương lập tức hành động động tác nhanh nhẹn lên đặng bồi hằng vung tay quả quyết nói suốt cuộc lão giang hồ đã trải qua sóng to gió lớn thời điểm gấp rút nửa điểm không được hàm hồ vâng nhạc thu phong đứng thẳng lên đáp ngay lúc ấy điện thoại di động của đặng bồi hằng vang lên đặng bồi hằng cầm lấy di động vừa nhìn một cái sắc mặt liền đổi đi tới góc phòng họp nhấn nút trả lời lão bí thư đặng bồi hằng giảm thấp giọng nói đồng chí bồi hằng nghe nói một đồng chí trẻ tuổi các cậu gặp chuyện ngoài ý muốn ở nước đông đảo rốt cuộc tình huống là sao cậu nói tôi nghe một chút ở đầu điện thoại bên kia, truyền tới một giọng nam già nua, tràn đầy uy nghiêm. Đặng bồi hằng kinh ngạc, như thế nào lại kinh động tới lão nhân ra rồi. Lúc này, đặng bồi hằng cũng không thể chần chừ lập tức tóm tắt tình hình cho bí thư, kể cả chuyện liên quan tới tiêu phàm, không hề giấu giếm. Có liên quan tới cậu thanh niên tiêu ra sao? Đồng chí bồi hằng, không cần ấu trĩ nữa, nguyên tắc nhất định phải nói. Nếu có liên quan tới con cháu tiêu ra, phải kịp thời báo cáo cho đồng chí Khả Đức, hiểu không? Đặng bồi hằng không khỏi có chút sững sờ. Theo ý tứ của lão nhân gia, rõ ràng là đồng ý cho tiêu phàm tham gia chuyện này, chỉ là muốn ông thông báo cho tiêu ra một tiếng. Nếu không, cần gì phải kinh động tới tiêu lão gia tử? Lão bí thư, đặng bồi hằng vẫn có chút không rõ, trần trừ nói. Để cháu trưởng tiêu ra tới nước đông đảo mạo hiểm, trách nhiệm nặng nề như vậy, thực sự có chút không thể đảm đương nổi. Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, điện thoại bên kia đã bị ngắt. Hai hàng lông mày đặng bồi hàng nhíu thật chặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 360.